Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 486, một thời đại này là của thanh niên. Nhâm Sương Bình nghĩ đến tình huống mình và các trường binh cùng hợp lực đả kích, nghĩ đến những lời nói vừa rồi của mình, thế là gương mặt không khỏi nóng lên. Nếu như không có chuyện Vương Tử Quân kéo nhà máy rượu Hồng La Xuân đến đầu tư ở thành phố Đông Bộ làm chất phụ gia, như vậy những lời của hắn vừa rồi thật sự sẽ nhận được không ít lời tán thưởng, nhưng bây giờ xem ra những lời của mình lại là tôm tép làm chất phụ trợ cho đối phương. Đúng, chính mình chỉ là tôm tép nhãi nhép, Nhâm Sương Bình chợt hiểu rõ, chính mình đang diễn một vở hài kịch đáng chán. Nhà máy rượu Hồng La Xuân đến quá mức trùng hợp, Nhâm Sương Bình cảm thấy sự trùng hợp như vậy rõ ràng là mưu kế đã được sắp đặt sẵn, xem ra hắn đã biến thành vai hề dưới sự sắp xếp tỉ mỉ của đối phương. Cảm giác tức giận trong lòng Nhâm Sương Bình giống như núi lửa bộc phát, đang liên tục bùng lên mạnh mẽ. Nhưng khi đối mặt với nụ cười của Vương Tử Quân, hắn lại không thể không áp chế chính mình. Lúc này tuy Nhâm Sương Bình đã bại, hơn nữa thất bại thảm hại, nhưng là một chủ tịch thành phố, đặc biệt là bây giờ đứng trước mặt bao người thì hắn vẫn phải bảo trì phong độ. Nếu không thì hắn cũng không còn đường sống để quay về. Chủ tịch Nhâm, chuyện này là tôi có chút sơ sót, kính xin ngài tha thứ. Vương Tử Quân đi đến trước mặt Nhâm Sương Bình rồi dùng giọng trịnh trọng nói. Hừ, bây giờ còn giỏi giả vờ. Nhâm Sương Bình nhìn biểu hiện khiêm tốn của Vương Tử Quân, lửa giận trong lòng bừng bừng nổi lên. Nhưng lúc này hắn dù tức giận cũng không tiện phát tác, hắn chỉ có thể nuốt trôi cơn tức xuống bụng mà thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chủ tịch Tử Quân, lời này của anh cũng không hay, cũng đều là vì phát triển kinh tế thành phố Đông Bộ, có gì mà tha thứ hay không? Tôi đã nói với anh rồi, lần này tôi không những không phê bình anh, thậm chí còn muốn hướng về phía trưởng phòng Hứa và bí thư Tiết thỉnh công cho anh. Anh kéo một công ty với nhãn hiệu nổi tiếng cả nước đến thành phố Đông Bộ, thật sự là chiến công vĩ đại. Gương mặt Nhâm Sương Bình lại khôi phục nụ cười, hắn khẽ vỗ vai Vương Tử Quân, thật sự giống như mừng đến mức phát điên. Vương Tử Quân dùng giọng tràn đầy khiêm tốn nói. Chủ tịch Nhâm, nhà máy rượu Hồng La Xuân sở dĩ đến đầu tư cũng là vì bọn họ coi trọng hoàn cảnh của thành phố Đông Bộ chúng ta, nếu không phải bí thư Tiết và ngài cùng gieo hạt giống ở thành phố Đông Bộ. Vì sao lại có thể kéo đến hai con Phượng Hoàng là nhà máy rượu Tân Nguyên và nhà máy rượu Hồng La Xuân? Sau khi Vương Tử Quân đi ra thì các trường binh cảm thấy tức ngực khó chịu, sau khi Vương Tử Quân cố ý vạch trần mình bị người ta lạnh nhạt hai ngày sau đó mới đến nhà máy rượu Hồng La Xuân, nó giống như hai cái tát giáng lên mặt hắn. Vô tình các trường binh chợt sinh ra cảm giác mình không còn mặt mũi ở lại chỗ này, vừa rồi hắn cao giọng nói lời đả kích Vương Tử Quân, lúc này nghĩ lại thì thấy nó giống như một đòn bắn ngược. Tất cả ảo ảo đánh lên người mình. Bây giờ nhà máy rượu Tân Nguyên chẳng qua chỉ là một nhãn hiệu rượu có chút danh tiếng trong tỉnh Sơn Nam, nhà máy rượu Hồng La Xuân của người ta lại đã là một nhãn hiệu nổi tiếng cả nước, anh kém xa người ta, anh có cái quái gì mà vênh váo. Vừa rồi anh còn trêu chọc chủ tịch Vương vì chướng mắt với nhà máy rượu Tân Nguyên nên mới bỏ đi tìm người khác, rất không may là những lời bày vẽ của anh lại đúng. Người ta thật sự chướng mắt với anh nên đi tìm đối tượng hợp tác khác, cũng không muốn tiếp tục ở lại để anh làm gì thì làm. Lúc này vẻ mặt các trường binh chợt đỏ chợt trắng, bây giờ xem ra đã quá mất thể diện rồi. Không phải chỉ là hắn, dù là Nhâm Sương Bình cũng không tốt hơn chút nào, dù hắn thật sự rất không cam lòng nhưng sự việc đã đến nước này, dù thế nào cũng thật sự là vô kế khả thi, đã đến đây cũng chỉ có thể gắng gượng mà thôi. Nghịch chuyển quá mức đột nhiên cũng làm cho vẻ mặt đám người Hứa Tiền Giang biến đổi liên tục, góc độ suy xét của bọn họ lại khác với nhóm các trường binh. Vì các trường binh xuất phát từ góc độ xí nghiệp, bọn họ xuất phát từ góc độ chính trị. Hứa Tiền Giang là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, mục đích lão đến đây lần này chính là muốn đánh vào dáng vẻ bệ vệ của Vương Tử Quân, để cho đối phương thành thật ngồi trên vị trí hiện tại trong thời gian vài năm. Lão cảm thấy những biểu hiện của Nhâm Sương Bình dù có hơi quá, nhưng lão hiểu dùng nó để đả kích Vương Tử Quân thì không có gì là không được. Nhưng dù Hứa Tiền Giang nghĩ thế nào cũng không ngờ Vương Tử Quân lại có thể đánh trả sắc bén như vậy, không những lật ngược thế công của Nhâm Sương Bình, còn cho Nhâm Sương Bình một cái tát thật mạnh. Một cái tát của Vương Tử Quân rất vang dội, đến mức ngay cả Hứa Tiền Giang cũng nghe được âm thanh. Lão nhìn bộ dạng trầm ổn của Vương Tử Quân ở bên cạnh Nhâm Sương Bình, lão chợt cảm thấy vị chủ tịch Nhâm vừa rồi rất hăng hái đã biến thành chất phụ trợ cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân không đơn giản, ngay cả sự việc thế này cũng có thể lật ngược thế cờ một cách tuyệt vời như vậy, có thể nói là trí tuệ chính trị không kém. Nếu so sánh với Hứa Tiền Giang thì nụ cười trên mặt Tiết Diệu Tiến căn bản là không thể che giấu,
bây giờ hắn hầu như là cùng chung mối thù với Vương Tử Quân. Khoảng thời gian qua, Nhâm Xương Bình hầu như biến thành một con chim khổng tước, không ngừng biểu hiện vẻ xinh đẹp năng động. Nghi thức ký kết lần này cũng chính là một vở kịch cực kỳ hoa lệ mà Nhâm Xương Bình muốn bày ra cho mọi người xem. Không ngờ Vương Tử Quân đã đợi sẵn, không những Nhâm Xương Bình phí công vô ích, hơn nữa còn rất mất mặt, đây chính là sự việc làm cho Bí Thư Tiết cảm thấy rất thoải mái. Trưởng phòng Hứa, tôi cảm thấy thành phố Đông Bộ chúng tôi cần phải tiếp tục đề cao công tác kêu gọi đầu tư, tuy chúng tôi đã lấy được không ít thành tích ở phương diện này, thế nhưng trước mắt cũng không dám kể công kiêu ngạo, cũng không thể nào ngủ ngon trên sổ ghi chép thành tích được. Tiết Diệu Tiến hăng hái chỉ xuống dưới rồi cười nói. Lúc này tôi xin nói lời cảm tạ trưởng phòng Hứa vì đã phái một vị đại tướng như Chủ tịch Vương đến với thành phố chúng tôi, nếu không có Chủ tịch Vương thì nhà máy rượu Hồng La Xuân cũng sẽ không bao giờ đến đây nói chuyện hợp tác. Trước đó còn không biết thế nào, nhưng nghe những lời vừa rồi của Chủ tịch Vương thì tôi thật sự sinh ra cảm giác giống như không theo kịp. Sau này thiên hạ là của thanh niên, những lão đồng chí như chúng ta nếu không học tập, chỉ sợ cũng không thể nào đuổi kịp tiến độ của bọn họ. Trong lời cảm thán của Tiết Diệu Tiến thật sự đề cao ca ngợi Vương Tử Quân. Hứa Tiền Giang cũng không nói gì, dù sao thì vị trí của lão cũng quyết định nhiều chuyện, hơn nữa mỗi hành vi của lão cũng sẽ làm cho người ta phải suy nghĩ miên man, thế nên cũng không thích hợp tỏ thái độ. Nhưng Đồng Quốc Khánh ở bên cạnh Tiết Diệu Tiến lại cực kỳ khó chịu, hắn đã không tiếc nhảy sổ ra, vận dụng quan hệ để giúp đỡ Nhâm Xương Bình bày ra hành động lần này, vì sao bây giờ một màn kịch hay lại biến thành vở hài thế này. Nhà máy rượu Hồng La Xuân, Vương Tử Quân sao có thể liên lạc được với đám người kia? Nhâm Xương Bình nhìn nụ cười sáng lạn của Vương Tử Quân thì cảm thấy mình quá sơ suất, có một số việc mình thật sự quá coi thường vị phó chủ tịch trẻ tuổi này. Ha ha ha, Cẩm Hồ, chủ tịch Vương thật sự có thủ đoạn, cậu xem gương mặt chủ tịch Nhâm bây giờ khác nào cả muối. Tôi dám nói bây giờ thời đại nên thay đổi được rồi. Lưu Nham Phú kéo Lý Cẩm Hồ rồi cười ha hả nói. Hắn nói không hề cố kỵ vị phó chủ tịch Triệu Thúy Bình ngồi ở cách đó không xa. Nhưng Lưu Nham Phú tuy không cố kỵ nhưng Triệu Thúy Bình lại căn bản không có thời gian quan tâm hắn nói gì, vì lúc này trong đầu nàng cũng đầy suy nghĩ, nàng đang nghĩ con đường sau này nên đi thế nào. Nhà máy rượu Hồng La Xuân đến đàm phán hợp đồng chợt thay đổi cục diện, tất cả rối loạn. Chủ tịch Nhâm bây giờ đang ở trên đài nhưng Triệu Thúy Bình lại sinh ra cảm giác khác. Nàng cũng không xem sự kiện nhà máy rượu Hồng La Xuân đến là một điều gì đó bất ngờ ngoài ý muốn. Nếu như thế gian thật sự có nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy, nàng cũng thật sự tình nguyện muốn nó xảy ra trên người mình. Tất cả chắc chắn là sắp xếp của Vương Tử Quân. Sau vài phút hỗn loạn, Tần Thọ Sinh dẫn đầu đám lãnh đạo nhà máy rượu Hồng La Xuân đi vào trong hội trường. Lúc này Bí thư Thị ủy Tiết Diệu Tiến và Chủ tịch Nhâm Xương Bình dẫn theo một đám thường ủy thị ủy đi ra nhiệt liệt hoan nghênh đoàn lãnh đạo nhà máy rượu Hồng La Xuân. Tần Thọ Sinh mặc một bộ tây trang màu đen, hắn nhanh chóng bắt tay với Bí thư Tiết, đám phóng viên được chuẩn bị sẵn cũng nhanh chóng bấm máy ghi hình. Nhâm Xương Bình dù đang cười nhưng lại có vẻ cực kỳ khổ sở. Dù sao thì đây cũng là vở kịch mà hắn bày ra, dù hắn có không vui đến mức thế nào cũng phải nhanh chóng điều chỉnh tâm tình của mình. Cũng không thể nào bày ra bộ dạng thờ ơ lãnh đạm cho được. Chào Chủ tịch Nhâm. Tần Thọ Sinh bắt tay với Tiết Diệu Tiến xong thì khách khí bắt chặt tay Nhâm Xương Bình. Hoan nghênh Giám đốc Tần đến đầu tư ở thành phố Đông Bộ, tôi tin chắc hoàn cảnh đầu tư của thành phố Đông Bộ nhất định sẽ làm anh thỏa mãn. Nhâm Xương Bình cố gắng nặn ra nụ cười vui vẻ để đáp lời Tần Thọ Sinh. Lúc này trên mặt Tần Thọ Sinh là nụ cười vui tươi và cực kỳ nhiệt tình, hắn nhanh chóng đáp lời. Chủ tịch Nhâm nói rất hay, tôi cũng tin rằng nhà máy rượu Hồng La Xuân có thể liên tục phát triển dưới trong thành phố Đông Bộ dưới sự giúp đỡ cao độ của Chủ tịch Nhâm. Sau khi Nhâm Xương Bình bắt tay với Tần Thọ Sinh thì bắt đầu chuyển sang bắt tay những thành viên ban ngành khác của nhà máy rượu Hồng La Xuân, nhưng lúc hắn bắt tay với những người này thì dư quang khóe mắt vẫn ngó chừng Tần Thọ Sinh. Tần Thọ Sinh bắt tay với Phạm Bằng Phi thì Nhâm Xương Bình không quan tâm, Tần Thọ Sinh bắt tay với Bành Quang Binh thì cũng chẳng cần để ý. Nhưng khi Tần Thọ Sinh và Vương Tử Quân bắt tay nhau, ánh mắt Nhâm Xương Bình chợt híp lại, bên trong ẩn giấu rất nhiều nội dung. Trong ánh mắt quan sát của Nhâm Xương Bình, Vương Tử Quân và Tần Thọ Sinh bắt tay nhau với thời gian rất ngắn, Vương Tử Quân chỉ nói hai chữ hoan nghênh, còn Tần Thọ Sinh thì căn bản không nói gì. Nhưng Nhâm Xương Bình có thể căn cứ vào nụ cười sáng lạn của hai người Vương Tử Quân và Tần Thọ Sinh để cảm nhận được nhiều thứ. Tuy hắn đã sớm có suy đoán, thế nhưng lúc này tất cả được chứng thực cũng làm cho trái tim của hắn treo lên cuống họng, lòng quặt thắt đau nhức. Chủ tịch Nhâm, ngài làm sao vậy?
lúc này đang bắt tay với Nhâm Xương Bình chính là chủ nhiệm văn phòng công ty Hạ Kiến Nhân. Hạ Kiến Nhân là một chủ nhiệm văn phòng cực kỳ hợp cách, hắn có thiên phú đặc biệt đối với công tác tiếp thu ý đồ của lãnh đạo, khoảnh khắc khi bắt tay với Chủ tịch Nhâm, hắn chợt phát hiện đối phương có chút gì đó không đúng. Chủ tịch Nhâm, ngài có gì không thoải mái sao? Hạ Kiến Nhân nở nụ cười ân cần nói lời thăm hỏi Nhâm Xương Bình. Lúc này Nhâm Xương Bình nào có thời gian để dây dưa với Hạ Kiến Nhân. Nhưng đối phương đã hỏi, hắn cũng không thể không tiếp lời, tuy đầu óc rối loạn nhưng vẫn thuận miệng đáp. Bệnh cũ ấy mà, có hơi đau răng. Đau răng là một loại bệnh nhỏ thường gặp, Nhâm Xương Bình nói xong thì bỏ đi ngay. Nhưng Hạ Kiến Nhân lại giống như nghĩ đến phương diện nào đó, hắn đưa tay vào túi rồi dùng giọng quan tâm nói. Chủ tịch Nhâm, các cụ có câu đau răng không phải là bệnh nhưng lại đau đớn khó chịu, vì thế ngài cũng đừng nên không quá quan tâm. Nếu nói đến phương pháp trị đau răng thì phải dùng cây tần bì gai, phải dùng thật tinh khiết và tự nhiên, không gia công gì cả, tất nhiên cũng sẽ không có tác dụng phụ. Đúng lúc hai ngày nay tôi cũng hơi đau răng, thế cho nên có mang theo, anh cũng đừng ngại. Hạ Kiến Nhân nói rồi lấy ra một bọc tần bì gai đen xì đưa cho Nhâm Xương Bình giống như tặng bảo vật. Cát Trường Bình lúc này thật sự cảm thấy không thoải mái, dù Phó Bí Thư Phạm Bằng Phi ở bên cạnh hắn vẫn tỏ ra cực kỳ nhiệt tình. Thế nhưng bây giờ hắn rơi vào tình huống là một nhân vật phối hợp, điều này làm hắn rất khó chịu. Cát Trường Bình nhìn Hứa Tiền Giang đang nói đùa vài câu với Tần Thọ Sinh mà trong lòng sinh ra cảm giác ghen ghét. Tuy hắn bây giờ không thể không muốn thừa nhận sự thật là danh tiếng của nhà máy rượu Hồng La Xuân hay những phương diện khác đã vượt qua nhà máy rượu Tân Nguyên, thế nhưng tất cả đã không thể nào thay đổi được. Giám đốc, chúng ta có nên quay về chưa? Một vị phó tổng giám đốc đi đến bên cạnh Cát Trường Bình rồi khẽ xin chỉ thị. Cát Trường Bình hiểu ý của thủ hạ, thực tế trước khi đến thành phố Đông Bộ thì hắn đã thông báo, đó là nhanh chóng ký kết rồi quay về. Nhưng bây giờ xem như đã ký kết xong, có đi sớm cũng không được gì. Hắn nghe thấy lời nhắc nhở của viên phó tổng giám đốc, trong lòng thầm mắng đối phương ngu như heo, nếu nhà máy rượu Hồng La Xuân không đến thì bọn họ muốn đi lúc nào cũng được, bây giờ đối phương đã đến, mình sao có thể đi. Chờ một chút, Cát Trường Bình nói một câu mất hứng rồi hít vào một hơi thật sâu, sau đó cất bước đi về phía Tần Thọ Sinh. Tuy nhà máy rượu Hồng La Xuân và thành phố Đông Bộ chưa đàm phán ký kết, thế nhưng Tần Thọ Sinh đã trở thành trung tâm của cả hội trường. Lúc này đám lãnh đạo thành phố đều đang cố gắng nở nụ cười vui vẻ trò chuyện với vị giám đốc của công ty rượu đang quật khởi trong nước. Giám đốc Cát, anh mau đến đây, tôi thấy hôm nay hai anh nên uống với nhau vài ly thì hay hơn. Nhâm Xương Bình nhìn thấy Cát Trường Bình đi đến, vẻ mặt hắn chợt biến đổi, sau đó nở nụ cười sáng lạn. Cát Trường Bình vững vàng đi đến trước mặt Tần Thọ Sinh, sau đó vươn tay cười ha hả nói. Giám đốc Tần, tôi thật sự là ngưỡng mộ đại danh của anh từ lâu, không ngờ hôm nay lại gặp mặt ở đây, đúng là duyên phận. Trên mặt Tần Thọ Sinh lộ ra nụ cười cực kỳ vui vẻ, hắn đưa tay bắt chặt tay của Cát Trường Bình, sau đó cười ha hả nói. Giám đốc Cát, nói thật ra. Tôi đây rất cảm kích anh. Cảm kích tôi và anh chưa gặp nhau bao giờ, anh việc gì phải cảm kích tôi. Tuy trong lòng Cát Trường Bình có nghi vấn nhưng lúc này cũng không nên hỏi quá rõ ràng, hắn chỉ nhàn nhạt vung tay lên rồi cười nói. Giám đốc Tần nó đùa rồi, không biết hôm nay ngài có thể bớt chút thời gian, tôi với ngài bàn bạc một chút được không? Đối mặt với thế tấn công hùng mạnh của nhà máy rượu Hồng La Xuân, Cát Trường Bình và nhà máy rượu Tân Nguyên hầu như đã rời vào tình cảnh núi đè lên đầu. Bây giờ giám đốc Tần Thọ Sinh của nhà máy rượu Hồng La Xuân đến đây, hắn cũng muốn đàm phán vài lời với đối phương. Điều này cũng là đương nhiên, nhưng này giám đốc Cát, anh không nên cảm thấy lời nói cảm kích của tôi là khách khí suông. Tôi nói cho anh biết, tôi cảm kích anh là sự thật. Tần Thọ Sinh nói đến đây thì khẽ đi đến bên cạnh Cát Trường Bình, sau đó cúi đầu khẽ nói. Nếu không có ngài từ chối Chủ tịch Vương, nhà máy rượu Hồng La Xuân chúng tôi sao có thể phát triển như hôm nay? Tuy chỉ một câu ngắn ngủi nhưng lời nói của Tần Thọ Sinh giống như sấm nổ trong đầu của Cát Trường Bình. Nếu như không phải có Chủ tịch Vương, nhà máy rượu Hồng La Xuân sao có thể phát triển như hôm nay? Những lời này có ý gì thì Cát Trường Bình chợt hiểu ra ngay lập tức, khoảnh khắc khi hắn hiểu rõ tất cả thì thật sự cảm thấy rất khó tin. Cát Trường Bình thật sự không thể tin, càng không muốn tin đây là sự thật. Nhưng hắn nghĩ đến thời điểm nhà máy rượu Hồng La Xuân quật khởi cũng phù hợp với thời gian Vương Tử Quân đến nhà máy rượu Tân Nguyên, thế là hắn cảm thấy có gì đó liên lạc rất chặt. Hắn nhìn bộ dạng cung kính của Tần Thọ Sinh với Vương Tử Quân, càng cảm thấy đó không phải là giả vờ.
chẳng lẽ thật sự là Vương Tử Quân thúc đẩy vụ này? Anh nói sự thật sao? Lúc này Cát Trường Bình chợt lớn tiếng hơn một chút, hắn hỏi như vậy đã lập tức thu hút ánh mắt mọi người chung quanh. Tất nhiên là sự thật, nếu không phải giám đốc Cát Anh từ chối Chủ tịch Vương, như vậy Chủ tịch Vương sẽ không đến tìm nhà máy rượu Hồng La Xuân chúng tôi. Nói thật, anh Át, tôi thật sự rất cảm kích với anh, cảm ơn anh đã nhường cơ hội phát triển cho nhà máy chúng tôi. Tần Thọ Sinh nở nụ cười cực kỳ tiêu sái, giọng điệu trầm thấp mà mạnh mẽ. Cát Trường Bình nhìn Tần Thọ Sinh chậm rãi bước đi mà trong lòng giống như có vô số sấm sét bổ xuống. Nhà máy rượu Hồng La Xuân phát triển quật khởi là nhờ sự giúp đỡ của Vương Tử Quân, đáng lý ra sự giúp đỡ đó phải là của nhà máy rượu Tân Nguyên. Sở dĩ tất cả sự việc có kết cục thế này cũng là vì trước đó Cát Trường Bình cho ra lựa chọn sai lầm, nếu như trước đó mình không phối hợp diễn trò với Nhâm Sương Bình để từ chối Vương Tử Quân, hôm nay tình thế phát triển của nhà máy rượu Hồng La Xuân sẽ là của nhà máy rượu Tân Nguyên. Cát Trường Bình nghĩ đến một tình thế phát triển tốt lại phải ném cho người ngoài, hắn cảm thấy ngực mình mơ hồ có hơi đau. Nhưng hắn vẫn cắn chặt răng áp chế cảm giác hiện tại của mình. Dù sao hắn cũng là người cầm lái của nhà máy rượu Tân Nguyên, hắn tuyệt đối không thể ngã xuống vào lúc này. Cát Trường Bình vẫn cười nhưng ánh mắt chốc chốc lại nhìn sang Vương Tử Quân. Hắn nhìn gương mặt với nụ cười nhàn nhạt của vị phó chủ tịch trẻ tuổi, trong lòng chợt sinh ra xúc động muốn đi về phía đối phương. Nhưng cơ hội mất đi sẽ không quay lại, Cát Trường Bình hiểu rất rõ điều này. Tuy trong lòng tràn đầy hy vọng nhưng cuối cùng lý trí vẫn nói cho hắn biết, bây giờ hắn có làm gì cũng như không. Tuy rất nhiều người đều có mục đích riêng, thế nhưng lần này nhà máy rượu Hồng La Xuân thật sự có ý muốn hợp tác, cho nên sau khi bàn bạc đơn giản, nhà máy rượu Hồng La Xuân và thành phố Đông Bộ đã đạt thành hợp tác. Ký kết hợp đồng lần này chính là một vị phó giám đốc chủ quản nghiệp vụ của nhà máy rượu Hồng La Xuân. Phía thành phố Đông Bộ lại chính là Nhâm Sương Bình. Cũng không phải thành phố Đông Bộ không còn ai khác, thế nhưng vì Nhâm Sương Bình là chủ tịch thành phố. Triệu Tường Sương đứng bên cạnh Vương Tử Quân, hắn nhìn vị trợ thủ của mình đang cười ha hả bắt tay với Nhâm Sương Bình, thế là khóe miệng khẽ nhếch lên. Hắn nói với Vương Tử Quân ở bên cạnh. Không ngờ anh Tôn lại biểu hiện tốt như vậy. Vương Tử Quân khẽ vỗ tay, ánh mắt của hắn lại rơi lên mặt Nhâm Sương Bình. Lúc này Nhâm Sương Bình cũng đang cười. Thế nhưng Vương Tử Quân lại biết rõ, Chủ tịch Nhâm Sương Bình lúc này cười thật sự quá khó tiếp thu. À, anh Tôn thật sự rất tốt, thế nhưng nếu đổi lại là anh Tần, tôi nghĩ rằng sẽ càng chói mắt hơn. Vương Tử Quân thuận miệng đáp. Chủ tịch Vương, nếu lần này ký kết là tôi và anh, Tần Thọ Sinh tôi sẽ tiến lên gánh vác, nhưng đó là Chủ tịch Nhâm, như vậy cho anh Tôn đi lên ký là được. Tần Thọ Sinh tuy không nói lớn tiếng nhưng giọng nói lại cực kỳ kiên quyết. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt đứng đắn của đối phương thì biết những lời này không phải là giả, nhưng hắn cũng không muốn đi sâu vào vấn đề này. Hắn khẽ khoát tay so với Tần Thọ Sinh, ánh mắt lại nhìn về phía Nhâm Sương Bình. Nhưng lúc này ánh mắt của Nhâm Sương Bình cũng nhìn về phía Vương Tử Quân, ánh mắt hai người gặp nhau trên không trung. Khoảnh khắc này Vương Tử Quân nở nụ cười nhàn nhạt, nghênh đón ánh mắt của Nhâm Sương Bình một cách không chút cố kỵ. Trên mặt Nhâm Sương Bình cũng lộ ra nụ cười, hơn nữa lại rất bình thường. Thật sự giống như rất vui vẻ vì nhà máy rượu Hồng La Xuân đến đầu tư ở thành phố Đông Bộ. Nhưng những người quen thuộc Nhâm Sương Bình có thể nhìn ra chút khác thường, tuy chút khác thường trên người chủ tịch Nhâm là rất khó phát hiện, thế nhưng càng là như vậy thì đám người quen thuộc chủ tịch càng hiểu lãnh đạo đang tức giận như thế nào. Nhâm Sương Bình rất không muốn đại biểu cho thành phố Đông Bộ ký hợp đồng này, thế nhưng hắn là chủ tịch thành phố, đành phải tiến lên ký kết. Khoảnh khắc khi đặt bút ký xuống hợp đồng, hắn chợt sinh ra cảm giác khuất nhục vì bị Vương Tử Quân dắt mũi đưa đi. Khuất nhục, thật sự là áp bức và lăng nhục, nhưng dù thế nào thì Nhâm Sương Bình cũng phải nhịn, vì thế cục lúc này căn bản không cho phép xuất hiện thiêu thân làm ảnh hưởng tình hình tốt đẹp. Bây giờ điều hắn cần làm chính là dù có quả đắng thế nào cũng phải ăn sạch, đồng thời vừa ăn vừa phải tươi cười hớn hở. Nghi thức ký kết long trọng nhanh chóng hạ màn khi trưởng phòng Hứa Tiền Giang lên tiếng phát biểu. Trưởng phòng Hứa nói lời khẳng định cao độ với công tác kêu gọi đầu tư của thành phố Đông Bộ, đồng thời càng tỏ vẻ hoan nghênh hai vị lãnh đạo xí nghiệp đến Đông Bộ đầu tư. Tuy trưởng phòng Hứa Tiền Giang nói chuyện rất có nghệ thuật, trong những lời hoan nghênh cũng không vì danh tiếng của nhà máy rượu Hồng La Xuân mà đặt nhà máy rượu Hồng La Xuân lên hàng đầu, nhưng dù là bất kỳ ai đến tham dự hội nghị hay đám người nhà máy rượu Tân Nguyên cũng cảm nhận được sự coi trọng của Hứa Tiền Giang với nhà máy rượu Hồng La Xuân. Đặc biệt là đám người nhà máy rượu Tân Nguyên. Bọn họ càng không thể không tự giác cảm thấy mình thấp hơn đám người nhà máy rượu Hồng La Xuân một phần.
Điều này thật sự không có biện pháp, ai bảo nhãn hiệu của đối phương nổi tiếng hơn, định mức thị trường cao hơn. Đây chính là sự thật khó thể chối cãi được. Chương 487, tôi không phải lạc đà trong bầy cừu. Sau khi kết thúc nghi lễ thì mọi người chuyển từ phòng hội nghị sang nhà hàng của khách sạn Đông Bộ, dù lúc này còn chưa đến giờ cơm nhưng khách sạn Đông Bộ đã sớm chuẩn bị xong thức ăn. Khi các vị lãnh đạo đi vào trong khách sạn, đám nhân viên phục vụ đã bắt đầu đưa mọi người đi vào đúng vị trí bữa tiệc. Tất cả thành viên ban ngành lãnh đạo khách sạn Đông Bộ đều ra trận, chỉ sợ đám nhân viên phục vụ có gì đó không chu đáo làm cho lãnh đạo mất hứng. Trong nhà hàng sạch sẽ có hơn 20 bàn tiệc, thật sự có hương vị hơn một phòng rộng bên trong rất nhiều. Hứa Tiền Giang tất nhiên sẽ không nhường ai mà ngồi lên vị trí hạng nhất của buổi tiệc, bên cạnh chính là Tần Thọ Sinh và Cát Trường Binh, hai vị lãnh đạo thành phố là Tiết Diệu Tiến và Đồng Quốc Khánh thì ngồi ở ngay bên cạnh. Bàn tiệc của Hứa Tiền Giang tất nhiên sẽ là trung tâm, đại đa số ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía bên này. Vương Tử Quân ngồi ở bàn thứ hai, hắn là phó chủ tịch thành phố. Các vị phó bí thư đều ngồi ở bàn thứ nhất, tất nhiên vị trí của hắn là bàn thứ hai. Bàn này ngoài vài vị lãnh đạo của thành phố Đông Bộ, còn có hai vị lãnh đạo cấp phó của nhà máy rượu Hồng La Xuân và nhà máy rượu Tân Nguyên. Chủ tịch Vương, chúng ta đã lâu không gặp, khi ngài rời khỏi huyện Lô Bắc thì tôi vừa lúc ra tỉnh ngoài nghiên cứu, cũng không thể tham gia tiễn chân ngài, vì vậy hôm nay nhất định phải bổ sung. Phó giám đốc nhà máy rượu Hồng La Xuân là Tôn Trấn Cường cười ha hả nâng ly rượu lớn tiếng mời Vương Tử Quân. Tôn Trấn Cường không liên hệ với Vương Tử Quân nhiều như Tần Thọ Sinh, chỉ có quan hệ bình thường với Vương Tử Quân mà thôi. Nhưng hắn là một trong những lãnh đạo của nhà máy rượu Hồng La Xuân, hắn biết rõ sở dĩ nhà máy của mình có thể phát triển quật khởi vào lúc này chủ yếu là kết quả nhờ vào sự thúc đẩy của Vương Tử Quân. Vì thế mà thái độ của hắn với Vương Tử Quân càng có thêm vài phần cung kính. Vương Tử Quân cười ha hả nâng ly rượu lên cùng với Tôn Trấn Cường. Tuy lực chú ý của đám người đều đặt lên bàn số 1, thế nhưng tất cả sự việc đã xong, Vương Tử Quân cũng không tiếp tục lãng phí công phu. Vị phó giám đốc nhà máy rượu Tân Nguyên nhìn Vương Tử Quân và Tôn Trấn Cường trò chuyện vui vẻ với nhau mà thật sự có chút mất hứng. Nhưng hắn cũng chỉ có thể chịu đựng mà thôi, ai bảo dù là danh tiếng hay thực lực thì nhà máy của bọn họ căn bản không bằng nhà máy rượu Hồng La Xuân của người ta. Thương trường như chiến trường. Người thắng làm vua, câu nói này luôn luôn đúng. Tiết Diệu Tiến nâng ly chúc mừng cũng không nói nhiều nhưng lại rất có thông tin, sau khi nói thì hiện trường vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt, nhưng khi hắn nâng ly lên chúc mừng thì bữa tiệc xem như chính thức bắt đầu. Hứa Tiền Giang là lãnh đạo có vị trí tối cao ở bữa tiệc này, tất nhiên lão sẽ được đám thường ủy thị ủy và phó chủ tịch thành phố Đông Bộ chú ý cao độ, ai cũng muốn mời lãnh đạo một ly. Tất nhiên bọn họ muốn xuất hiện trước mặt lãnh đạo phòng tổ chức tỉnh ủy để hai bên quen mặt, thế cho nên người đi đến mời rượu ở bàn số 1 thật sự nườm nượp. Vương Tử Quân cũng luôn chờ cơ hội, sau khi vị thường ủy thị ủy, bí thư ủy ban tư pháp kiêm cục trưởng cục công an Hạ Nham Châu đi đến mời rượu lãnh đạo, hắn cũng nâng ly đứng lên. Tuy lúc này kế hoạch của hắn đã toàn thắng, hắn không những phản kích thật mạnh đối với đòn tấn công của Nhâm Sương Bình, còn nhân cơ hội để đề cao uy vọng của mình. Nhưng dù sao thì hắn cũng phải tuân theo quy củ quan trường. Người khác đến mời rượu trưởng phòng Hứa Tiền Giang, chính mình nếu không đi sẽ trở thành lạc đà trong bầy cừu. Trong quan trường tuyệt đối không nên làm ra chuyện hồ đồ, đừng nên vượt qua khuôn phép, đặc biệt là phương diện thái độ với lãnh đạo, nếu cho ra hành động khác người thì chỉ sợ sẽ không là gì tốt. Trưởng phòng Hứa, xin phép cho tôi mời ngài một ly, đa tạ ngài gần đây quan tâm đến tôi. Vương Tử Quân nở nụ cười vui vẻ đi đến bàn số 1. Sau đó vừa rót rượu vừa cười ha hả, cuối cùng dùng hai tay nâng ly rượu đưa đến cho Hứa Tiền Giang. Khi Vương Tử Quân đi đến, Hứa Tiền Giang cũng chú ý đến vị phó chủ tịch thường vụ trẻ tuổi muốn rót rượu cho mình, thế nên lúc này nhận lấy ly rượu trong tay Vương Tử Quân rồi cười nói. Chủ tịch Tử Quân, uống rượu cũng phải có quy tắc, đó là anh đứng tôi không uống, anh ngồi tôi mới uống. Hai mắt Nhâm Sương Bình ngồi cách Hứa Tiền Giang không xa chợt trở nên lấp lánh. Sau đó hắn đưa mắt nhìn và khẽ gật đầu với giám đốc KS Nhâm Vĩnh Cách đang đứng hầu hạ ở bên cạnh. Nhâm Vĩnh Cách là người quen phục vụ lãnh đạo, cũng là người cực kỳ thông minh, khi thấy vẻ mặt Nhâm Sương Bình chợt biến đổi thì nhanh chóng đi lấy ghế, tranh thủ đặt ở bên cạnh Hứa Tiền Giang. Nhâm Vĩnh Cách là lãnh đạo khách sạn Đông Bộ, tuy cấp bậc không cao nhưng lại là người linh thông tin tức, hắn đã biết rõ tất cả những gì xảy ra trong phòng họp. Nhâm Vĩnh Cách là một người luôn cập nhật tin tức trong thành phố Đông Bộ. Hắn biết hành động ký kết lần này chính là đòn đả kích vào uy vọng và thể diện của Nhâm Sương Bình với Chủ tịch Vương Tử Quân.
nhưng không ngờ khi chủ tịch Nhâm sắp thành công vang dội thì lại bị chủ tịch Vương lật ngược thế cờ. Tuy tất cả nhìn qua vẫn rất hài hòa nhưng Nhâm Vĩnh Cách lại hiểu chủ tịch Nhâm thật sự ăn quả đắng trong sự kiện này. Không những tất cả chuẩn bị với nghi thức ký kết cùng nhà máy rượu Tân Nguyên mất đi tác dụng, lại càng làm bàn đạp cho uy vọng của Vương Tử Quân tiến lên một nấc mới trong thành phố Đông Bộ. Dưới sự chèn ép của Nhâm Sương Bình mà Vương Tử Quân có thể lật ngược thế cờ như vậy, xem ra chủ tịch Vương thật sự rất khó đối phó. Nhâm Vĩnh Cách tuy cùng họ Nhâm với chủ tịch Nhâm Sương Bình, thế nhưng ngoài tình huống 500 năm trước là cùng một nhà, giữa hai người căn bản không có bất kỳ liên hệ nào. Trước khi bữa tiệc bắt đầu thì Nhâm Vĩnh Cách cũng căn bản nghĩ nát óc xem làm sao để tiến thêm một bước trong mối quan hệ với Vương Tử Quân, nhưng vẫn không tìm ra manh mối. Bây giờ Vương Tử Quân đến mời rượu, biểu hiện của Hứa Tiền Giang càng làm cho Nhâm Vĩnh Cách khẳng định ý nghĩ của mình. Vừa rồi cũng không ít các vị thường ủy thị ủy đến mời rượu, thế nhưng Hứa Tiền Giang chỉ ngồi uống nửa ly, thậm chí có lúc trưởng phòng Hứa chỉ nhấp môi một cái, đừng nói sẽ cho đám người kia ngồi xuống ở chỗ này. Bây giờ chủ tịch Vương Tử Quân đến mời rượu, trưởng phòng Hứa trực tiếp cho ngồi xuống, đây là đãi ngộ kiểu gì? Nhâm Vĩnh Cách khẽ đặt ghế xuống, trong lòng là ngàn vạn ý nghĩ quay cuồng. Trưởng phòng Hứa, vừa rồi là tôi không biết quy củ của ngài, có câu không biết không trách, thế nên mong ngài tha thứ cho. Tôi sẽ uống cạn ly này, lát nữa sẽ tuân thủ quy tắc của ngài, ngồi xuống sẽ mời ngài một ly, có được không? Vương Tử Quân cầm ly rượu vừa cười vừa nói. Anh này đúng là, chỉ biết nghĩ biện pháp chuốc rượu tôi. Hứa Tiền Giang cười ha hả chỉ về phía Vương Tử Quân, sau đó giương cổ lên uống cạn. Nhâm Sương Bình nhìn thoáng qua Đổng Quốc Khánh, hắn cũng không nói gì, thế nhưng Đổng Quốc Khánh lại hiểu rõ ràng. Nhưng hiểu thì hiểu mà Đổng Quốc Khánh căn bản có biện pháp nào với tình huống Hứa Tiền Giang đột nhiên coi trọng Vương Tử Quân đây. Khi Vương Tử Quân ngồi xuống tiếp tục rót rượu cho Hứa Tiền Giang, lần này xem như đã xong quá trình mời rượu. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị đứng lên tiến hành công kích Đổng Quốc Khánh, lúc này Hứa Tiền Giang chợt nói. Chủ tịch Tử Quân, lần này xem như cậu vất vả lớn và có công lao lớn trong sự kiện kêu gọi đầu tư lần này, tôi mời cậu một ly. Hứa Tiền Giang cầm chai rượu rót vào ly cho Vương Tử Quân. Tuy uống rượu không quan tâm cha con, thế nhưng trong quan trường lại có rất nhiều quy củ cần tuân theo. Dưới tình huống bình thường thì lãnh đạo thượng cấp sẽ không rót rượu mời hạ cấp, vì hành vi như vậy căn bản bao hàm nhiều ý nghĩa nói không nên lời, nếu lãnh đạo rót rượu mời thì thật sự phải là cực kỳ coi trọng tên hạ cấp kia. Sau khi ngồi vào bàn tiệc thì ngoài tình huống trưởng phòng Hứa Tiền Giang uống thêm chút rượu cho hai vị giám đốc là Tần Thọ Sinh và Cát Trường Binh, căn bản cũng chỉ cùng một cái với bí thư Tiết Diệu Tiến. Bây giờ lão lại rót rượu cho Vương Tử Quân, điều này làm cho mọi người cực kỳ kinh ngạc. Vương Tử Quân nhìn ly rượu trước mặt, hắn có chút trầm ngâm, sau đó trực tiếp uống cạn. Chủ tịch Tử Quân, sau này nên làm tốt công tác của mình trên con đường thực tế. Hứa Tiền Giang khẽ đặt ly rượu xuống bàn rồi dùng giọng trầm thấp nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng đặt ly rượu xuống nói. Mong trưởng phòng Hứa yên tâm, tôi sẽ ghi nhớ chỉ thị của lãnh đạo, thành phố Đông Bộ có bí thư Tiết và chủ tịch Nhâm thúc đẩy phát triển kinh tế, tôi nhất định sẽ cố gắng công tác, vùi đầu kéo xe. Trên công trường của khu quy hoạch kỹ thuật cao, Vương Tử Quân đội mũ bảo hộ nghe chủ nhiệm Hiệp hội Quản lý khu quy hoạch là Trương Đảo Long giới thiệu các quy hoạch hiện hành. Lúc này đám thành viên ban ngành của Hiệp hội Quản lý khu quy hoạch đang vây quanh lấy hắn như sao quanh trăng. Tuy Vương Tử Quân không phải là lãnh đạo chủ quản của khu quy hoạch kỹ thuật cao, nhưng đám cán bộ của Hiệp hội Quản lý khu quy hoạch lại không dám chậm trễ với tình huống phó chủ tịch thường vụ đến kiểm tra thị sát công tác. Sau khi nhận được thông báo thì Trương Đảo Long nhanh chóng tập trung ban ngành chờ trước cổng khu văn phòng của Hiệp hội Quản lý khu quy hoạch, tất cả cùng chờ đợi Chủ tịch Vương Tử Quân. Hơn nữa ở những nơi Vương Tử Quân đi đến đều cho biểu ngữ chào mừng, tư thế bày ra cực kỳ long trọng. Chủ tịch Vương, đây là nhà xưởng của công ty Đức Gia Sổ Khống, năm nay công ty của bọn họ sẽ đầu tư nhà xưởng với số tiền 50 triệu. Trương Đảo Long là chủ nhiệm Hiệp hội Quản lý khu quy hoạch, thế cho nên không thể nghi ngờ các số liệu từ miệng hắn. Vương Tử Quân lặng lặng lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi đôi lời nhưng cũng không cho ra ý kiến. Vương Tử Quân lần này đến nghiên cứu kiểm tra tuy yêu cầu Hiệp hội Quản lý khu quy hoạch tiếp đãi theo đúng thông lệ, thế nhưng dù là Trương Đảo Long hay các vị lãnh đạo của Hiệp hội Quản lý khu quy hoạch, không có bất kỳ người nào dám xem thường. Vương Tử Quân cũng không biết vì chào đón mình mà đám cán bộ lãnh đạo của Hiệp hội Quản lý khu quy hoạch đã phải họp bàn hơn một giờ. Đứng bốn phía trong công trường đều là cán bộ của Hiệp hội Quản lý khu quy hoạch. Đám người này như gặp phải kẻ địch hùng mạnh, đứng đó rất nghiêm chỉnh,
chỉ sợ làm cho Phó Chủ tịch Thường vụ mất vui sẽ sinh ra vấn đề lớn. Nhị ca, Bí thư Trương sao lại căng thẳng với tình huống Chủ tịch Vương xuống kiểm tra giám sát như vậy? Khu quy hoạch kỹ thuật cao chúng ta cũng không phải chưa từng tiếp nhận kiểm tra, tôi nhớ hai ngày trước Chủ tịch Nhâm xuống kiểm tra cũng không được Bí thư Trương tiếp đón như với Chủ tịch Vương lúc này. Trên một suon núi nhỏ ở cách công trường 300 mét, một tên cán bộ trực ban trẻ tuổi vừa cầm cây cỏ trong tay để nghịch vừa khẽ lên tiếng với một người đàn ông trung niên ở bên cạnh. Người đàn ông trung niên lúc này đang nhìn về phía đám người Vương Tử Quân, khi nghe được câu hỏi của tên cán bộ than niên thì cũng không ngẩng đầu nói. Tiểu Côn ơi là Tiểu Côn, đúng là phí công kiếm ăn ở khối chính quyền thành phố, ngay cả vấn đề này cũng không hiểu sao. Trong thành phố chúng ta có ai không biết năng lực công tác cực mạnh và thủ đoạn cao minh của Chủ tịch Vương? Tuy anh ấy chỉ là Phó Chủ tịch Thường vụ thế nhưng lại không có ít người phải sợ hãi. Thật sự là như vậy sao? Đúng là không nhìn ra. Tiểu Côn nhìn về phía vị Phó Chủ tịch Thường vụ không lớn hơn mình bao nhiêu tuổi rồi dùng giọng khó tin nói. Hừ, cậu còn không tin. Cậu biết nhà máy rượu Hồng La Xuân không? Đó là xí nghiệp mà Chủ tịch Vương đưa đến. Đó là một xí nghiệp nổi tiếng. Nếu không có khả năng thì có thể mời gọi được sao? Tôi nghe nói vì chuyện này mà lãnh đạo tỉnh ủy còn phải rót rượu mời Chủ tịch Vương. Người đàn ông trung niên được gọi là nhị ca bắt đầu mở miệng, thế rồi nhanh chóng trở nên bừng bừng hứng thú. Dù sao bọn họ gác ở đây cũng không có chuyện gì, cũng có thời gian rảnh để hàn huyện với Tiểu Côn. Nhưng tôi nghe nói Chủ tịch Nhâm sắp tiến lên tiếp nhận chức phụ bí thư thị ủy, vì sao bí thư Trương lại lãnh đạm với Chủ tịch Nhâm? Tôi thật sự không hiểu. Tiểu Côn cũng không phải hoàn toàn không biết gì, khi thấy nhị ca trở nên hào hứng thì đặt ra nghi vấn trong lòng. Hừ, cái này còn phải nói từ bí thư Trương của chúng ta. Cậu biết không, bí thư Trương chính là ái tướng tâm phúc của bí thư Tiết, mà quan hệ giữa bí thư Tiết và chủ tịch Nhâm là không quá tốt. Nghe nói hai ngày trước bọn họ đã có xung đột, nếu không có chủ tịch Vương đứng ra hòa giải, chỉ sợ sẽ náo loạn trên hội nghị thường ủy. Bí thư Trương có tính tình thế nào thì cậu cũng biết rồi đấy. Anh ấy thế nào lại đồng lòng với Chủ tịch Nhâm? Tuy Chủ tịch Nhâm gióng trống khua chiêng đến khu quy hoạch kỹ thuật cao chúng ta kiểm tra giám sát, thế nhưng Bí thư Trương lại tiếp đãi không lạnh không nóng. Như vậy thì Bí thư Trương của chúng ta sẽ rơi vào tình huống nguy hiểm sao? Tôi nghe nói Bí thư Tiết sắp rút lui khỏi vị trí Bí thư thị ủy rồi. Tiểu Côn nói đến đây thì trong mắt có chút căng thẳng. Tiểu Côn có thể tiến vào công tác trong khu quy hoạch kỹ thuật cao cũng là nhờ chú ruột có quan hệ tốt với Trương Đảo Long. Sau khi đi vào khu quy hoạch kỹ thuật cao, tuy Trương Đảo Long không quan tâm đặc biệt đến hắn, nhưng đám cán bộ xảo quyệt trong hiệp hội quản lý khu quy hoạch vì nể mặt bí thư Trương nên không dám ức hiếp hắn. Bây giờ hắn nghĩ đến tình huống Trương Đảo Long tại vị không bao lâu nữa, thế là hắn sinh ra cảm giác đầy nguy cơ với tình huống khốn khó của cây cổ thụ sau lưng mình. Bí thư Tiết sẽ rút lui nhưng bí thư Trương có nguy hiểm hay không thì thật sự khó thể nào xác định được. Cậu nghĩ xem bí thư Trương gióng trống khua chiêng tiếp đón chủ tịch Vương như vậy làm gì? Theo tôi thấy thì đó là đang muốn lưu lại ấn tượng tốt cho chủ tịch Vương. Bây giờ trong thành phố đông bộ này chỉ còn một mình chủ tịch Vương là dám công khai khiêu chiến với chủ tịch Nhâm mà thôi. Chủ tịch Vương thật sự lợi hại như vậy sao? Trong thành phố chúng ta không phải còn vài vị phó bí thư à? Tiểu Côn thật sự cảm thấy khó tin, giọng điệu đầy kinh ngạc. Chủ tịch Vương có lợi hại hay không cũng chẳng phải cậu có thể nhìn thấy được. Cậu không thấy tình huống bí thư Trương mở cửa xe cho chủ tịch Vương sao? Cực kỳ ân cần và nhiệt tình, giống như nếu ai tiến lên tranh giành sẽ bị anh ấy xử lý ngay. Nhị ca vỗ vỗ vai Tiểu Côn, sau đó cười hì hì nói. Cậu không thấy quy cách tiếp đãi hôm nay sao, thật sự là quy cách cao nhất, bí thư Trương tự mình đến mở cửa xe cho lãnh đạo. Với lại nhìn bộ dạng của bí thư Trương. Tôi chưa từng thấy lãnh đạo cung kính như thế bao giờ. Thế cho nên mới nói, có đôi khi lực ảnh hưởng của một người cũng không phải được quyết định dựa vào vị trí và thứ hạng. Chương 488, làm quan đội mũ, không cần quan tâm dân chúng nóng lạnh. Lâm Dĩnh Nhi không ngờ Vương Tử Quân lại đối chọi gay gắt với mình như vậy, còn liên hệ lời phàn nàn của mình với bố mình, thế là trong lòng cũng có chút căm tức. Nàng nghĩ mình chạy xuống tận thôn xóm hẻo lánh không phải là vì hắn sao? Sau khi nghĩ như vậy thì hai mắt không khỏi đỏ lên. Được rồi, Dĩnh Nhi, anh sai rồi, coi như anh nói cho vui thôi. Em về nhà cũng đừng nói với bác Lâm, nếu không bác ấy sẽ không bỏ qua cho anh. Vương Tử Quân vừa giải thích vừa lấy khăn giấy muốn lau nước mắt cho Lâm Dĩnh Nhi. Một hành động đầy tình cảm của Vương Tử Quân làm cho Lâm Dĩnh Nhi cảm thấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thử nghĩ mà xem,
một người đàn ông mà mình không thể yêu cũng không thể hận, như vậy phải làm sao với hắn đây? Lâm Dĩnh Nhi bình tĩnh trở lại, nàng đưa mắt nhìn Hạnh Hoa, sau đó nói rõ mục đích của mình với Vương Tử Quân. Thì ra xã mà Lâm Dĩnh Nhi đang dạy học và 10 xã phụ cận chính là khu vực quy hoạch 100.000 hecta trồng táo. Năm xưa huyện Đằng Nhạc hiệu triệu theo lời kêu gọi của thành phố để chuyển cây nông nghiệp sang cây công nghiệp, dân chúng khi đó phản đối rất mạnh, nói là trồng táo không tốt, ảnh hưởng nông nghiệp, ảnh hưởng đất đai, nông dân không thể trồng hoa màu, cuộc sống sẽ khó khăn. Nhưng huyện Đằng Nhạc căn bản không quá quan tâm, quyết định đi đầu trong công tác, cho ra một phương án, nhẫn tâm hạ chỉ tiêu, quyết tâm trồng táo. Vì muốn làm thông công tác tư tưởng với quần chúng mà huyện Đằng Nhạc đã bỏ ra rất nhiều công sức tuyên truyền vận động, cuối cùng cũng xây dựng khu quy hoạch 100.000 hecta táo. Vài năm đầu cây táo phát triển tốt, lại được mùa nhưng bán không được, dân chúng không có tiền lời, thế là ai cũng mở miệng oán thán. Sau này sự thật chứng minh trồng cây ăn quả cũng có lợi ích thực tế, giá cả cao hơn, dân chúng thu được lợi nhuận. Điều này làm cho dân chúng cảm thấy rất vui, cũng xem như có chút tin tưởng vào lãnh đạo. Sau một mùa bội thu với giá cả cao, đám người huyện Đằng Nhạc lần đầu tiên nếm được quả ngọt khi chuyển sang mô hình trồng cây công nghiệp. Thế là trong huyện đẩy mạnh bước tiếp theo của kế hoạch, chính quyền khuyên bà con bỏ tiền lời ra để chú trọng học tập kỹ thuật và mua phân bón cho cây. Lần này dân chúng cũng nghe lời, cây ăn quả phát triển tốt, mỗi năm đều có thu hoạch khá. Huyện Đằng Nhạc nhờ trồng cây ăn quả mà phát triển mạnh mẽ, trở thành điển hình thay đổi phương thức sản xuất trong thành phố. Sau khi huyện Đằng Nhạc tạo ra danh tiếng của mình thì các huyện khác trong thành phố cũng bắt đầu ngồi không yên, nào quan tâm đến vấn đề thị trường. Thế là nhà nông chuyển sang trồng cây táo dẫn đến tình huống lan tràn như ong vỡ tổ, táo quá nhiều, giá cả sụt giảm nghiêm trọng. Hơn nữa cây táo ở huyện Đằng Nhạc đã qua thời kỳ phát triển mạnh mẽ, mùa này thu hoạch kém hơn nhiều. Khi thấy cây táo không thể kiếm ra tiền thì những nông dân linh hoạt đã bắt đầu có ý nghĩ phá táo chuyển sang trồng cây nông nghiệp. Nhưng yêu cầu chính đáng của dân chúng lại bị chính quyền huyện Đằng Nhạc bác bỏ. Vì sao? Đây là công trình điểm sáng của Bí Thư Tiết, sao có thể nói bỏ là bỏ? Chẳng phải đang làm loạn sao? Huyện Đằng Nhạc đối với chuyện này đã cho ra một quy định về hình phạt đối với những người có hành vi chặt vườn táo, chặt một gốc táo giam 3 ngày. Vương Tử Quân tất nhiên không nghe được những lời nghị luận của hai tên cán bộ hiệp hội quản lý khu quy hoạch với mình. Lần này hắn đến kiểm tra giám sát khu quy hoạch kỹ thuật cao. Cũng chỉ là một đợt kiểm tra theo thông lệ, căn bản cũng không có ý nghĩ vung tay kéo Trương Đảo Long sang trận địa của mình. Vương Tử Quân cũng thấy Trương Đảo Long tiếp đãi mình mà huy động nhân lực hùng hậu, nhưng càng là như vậy thì hắn thấy mình càng không nên có biểu hiện khác thường. Làm quan đến cấp bậc nhất định, đúng thời điểm cần phải cho thuộc hạ nịnh hót mình, nếu không sẽ làm cho tuyến dưới cảm thấy khó thể làm người. Sau khi ký kết hợp đồng với nhà máy rượu Tân Nguyên, lúc này hoàn cảnh chính trị ở thành phố Đông Bộ rất vững vàng. Nhưng sau lưng tình thế vững vàng biểu hiện bề ngoài như vậy lại chính là tình huống sóng ngầm mãnh liệt. Kết cục Tiết Diệu Tiến rời khỏi thành phố Đông Bộ đã được xác định, lúc này tổ công tác của tỉnh ủy vẫn còn ở lại thành phố Đông Bộ, điều này làm cho nhiều cán bộ cảm thấy không thoải mái, đồng thời cũng mơ hồ nhìn ra chút kỳ ngộ cho mình. Vua nào chiều nấy, có người nào tiến lên vị trí đứng đầu một phương mà không đề bạt thân tín của mình. Tiết Diệu Tiến rời khỏi thành phố Đông Bộ là một cơ hội lớn cho nhiều người. Dù là ai cũng không bỏ qua cơ hội này. Chỉ cần bọn họ vận tác cho tốt, như vậy hoàn toàn có thể tiến thêm một bước trong tình huống rối ren này. Tút tút tút. Khi Trương Đảo Long đang vỗ ngực đảm bảo với Vương Tử Quân rằng hạng mục này sẽ được hoàn thành sau bao ngày nữa, đúng lúc điện thoại của Vương Tử Quân vang lên. Hắn nhìn số điện thoại có chút xa lạ, thế là hơi do dự, cuối cùng cũng bấm nút nghe. Alo, là anh Tử Quân à? Em là Lâm Dĩnh Nhi. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói dồn dập của Lâm Dĩnh Nhi. Lâm Dĩnh Nhi có chuyện gì sao? Vương Tử Quân nghe thấy âm thanh dồn dập của Lâm Dĩnh Nhi cũng có chút lo lắng. Dĩnh Nhi, em đang ở đâu? Em đang ở cổng khu văn phòng khối chính quyền thành phố, em có chuyện muốn tìm anh đang ở đâu vậy? Lúc này tiếng hít thở của Lâm Dĩnh Nhi ở đầu dây bên kia mới trở nên bình tĩnh một chút. Vương Tử Quân nghe thấy Lâm Dĩnh Nhi không có gì nguy hiểm thì thở dài một hơi. Sau đó hắn hít vào một hơi thật sâu nói. Hôm nay không phải là chủ nhật, sao em lại chạy đến đây? Không phải được nghỉ đấy chứ. Anh Tử Quân, em không có thời gian nói chuyện phiếm với anh, em đang cần tìm anh vì có việc gấp, anh có thể ra đây được không? Lâm Dĩnh Nhi sốt ruột nói. Có chuyện gì vậy, anh bây giờ đang rất bận, thế này đi, một giờ sau chúng ta gặp nhau ở công viên trên đường Nhai Tâm.
Vương Tử Quân thấy giọng điệu của Lâm Dĩnh Nhi rất chuyên chú, thế là hắn trầm ngâm sau khoảnh khắc rồi nói. Bây giờ anh thật sự không rảnh sao? Em muốn gặp mặt anh ngay lập tức, em có việc rất gấp. Lâm Dĩnh Nhi chợt tỏ ra thất vọng. Vương Tử Quân trước nay chưa từng thấy Lâm Dĩnh Nhi tỏ ra gấp gáp như vậy, hắn cho rằng có chuyện lớn xảy ra, đành phải gật đầu nói. Vậy bây giờ em đến công viên đi, chờ một lát anh sẽ ra ngay. Khi Vương Tử Quân gọi điện thoại thì đi ra vài bước, vì thế Trương Đảo Long cũng không nghe được đoạn đối thoại của Vương Tử Quân. Khi hắn chuẩn bị tiến lên nói thêm vài lời thì Vương Tử Quân đã khoát tay nói. Chủ nhiệm Trương, tôi tạm thời có chút việc, một thời gian sau sẽ tiếp tục đến xem xét công tác của Hiệp hội Quản lý Khu Quy hoạch. Vừa rồi tôi đã nghe anh nói rõ ràng, các anh làm rất tốt, nhưng tôi cũng phải nói ra ba yêu cầu, thứ nhất phải đổi mới phương hướng, thay đổi chức năng, thay đổi cách quản lý để phục vụ xí nghiệp cho tốt. Phục vụ cho xí nghiệp chính là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng của ban ngành các anh phải cố gắng công tác, chẳng những tạo ra cơ sở tốt, còn phải chế tạo hoàn cảnh tốt. Đôi khi hoàn cảnh tốt cũng là một động lực thúc đẩy sản xuất. Trương Đảo Long thấy Vương Tử Quân lên tiếng thì nhanh chóng lấy từ trong túi ra một quyển sổ nhỏ, nhanh chóng ghi lại lời nói của lãnh đạo. Trương Đảo Long có tính cách bá đạo và cường thế ở nhiều phương diện công tác, thế nhưng cũng không thể không nói hắn là một người rất có thủ đoạn. Thứ hai chính là vào Nghiêm Gia Thoáng, khu quy hoạch kỹ thuật cao kêu gọi đầu tư cũng không phải là vung tay tiếp nhận tất cả hạng mục, cần phải sàng lọc cho thật tốt, tìm hướng phát triển và hướng ra cho xí nghiệp. Đồng thời Hiệp hội Quản lý Khu Quy hoạch phải xác lập và định vị vị trí của mình. Trương Đảo Long ghi chép rất nhanh, biểu hiện của hắn thật sự là không có lời nào của lãnh đạo không quan trọng, không có chỉ thị nào của lãnh đạo là không anh minh. Hắn là lãnh đạo đứng đầu khu quy hoạch kỹ thuật cao, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy sổ ra ghi lại lời căn dặn của Vương Tử Quân, động tác như vậy tất nhiên sẽ có ý nịnh hót. Nhưng khi Vương Tử Quân nói xong điều thứ nhất thì hắn thật sự bị lôi cuốn, đưa những lời nói của lãnh đạo vào trong đầu. Trương Đảo Long là lãnh đạo khu quy hoạch kỹ thuật cao, những ngày qua hắn chủ yếu quan tâm đến phương diện kiến thiết khu quy hoạch kỹ thuật cao, càng không biết bao lần phải suy nghĩ nát óc cố tìm ra phương hướng. Bây giờ Vương Tử Quân cho ra yêu cầu làm hắn sinh ra cảm giác gặp người tri âm, đặc biệt là vấn đề định vị khu quy hoạch kỹ thuật cao, điều này càng làm cho hắn cảm thấy Chủ tịch Vương như đi vào lòng mình. Kêu gọi đầu tư cũng không phải chỉ kéo xí nghiệp vào trong khu quy hoạch kỹ thuật cao là thành công, thực tế đó chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Là khởi đầu của một quá trình phát triển sau đó. Vương Tử Quân cũng không muốn nói nhiều về vấn đề kiến thiết khu quy hoạch kỹ thuật cao, nhưng lúc này lại sinh ra cảm giác càng nói càng thiếu. Trương Đảo Long thật sự đã ghi chép hơn 4 trang lời nói của Vương Tử Quân, cuối cùng thì coi như đã xong. Thấy Vương Tử Quân dừng lời thì Trương Đảo Long dùng giọng thành khẩn nói. Chủ tịch Vương, anh xem cũng không còn sớm nữa, tuy điều kiện của khu quy hoạch kỹ thuật cao có chút đơn sơ, thế nhưng chúng tôi cũng muốn mời ngài một bữa cơm rau dưa. Nếu không phải là Lâm Dĩnh Nhi gọi điện thoại thì Vương Tử Quân sẽ không phản đối dùng cơm ở khu quy hoạch kỹ thuật cao. Nhưng lúc này Lâm Dĩnh Nhi đang chờ ở bên kia, hắn cũng thật sự không an tâm ở lại, thế nên đành phải khua tay với Trương Đảo Long. Chủ nhiệm Trương, coi như tôi nợ các anh một bữa cơm, hôm khác sẽ không chối từ. Vương Tử Quân nói rất khách khí nhưng bên trong lại có mang theo vài phần chân thật đáng tin. Trương Đảo Long dù có chút thất vọng nhưng cũng không dám nói nhiều. Lãnh đạo là người thế nào? Bận rộn cả ngày, anh không thể tự chủ trương quấy rầy hành trình của lãnh đạo được. Trương Đảo Long muốn tiếp tục khuyên Vương Tử Quân, thế nhưng thấy Chủ tịch Vương đi về phía xe, hắn đành phải nuốt lời xuống bụng rồi nhanh chóng chạy đến mở cửa xe cho lãnh đạo. Sau khi Chủ tịch Vương ngồi vào trong xe thì hắn lại cẩn thận đứng đó, cung kính đưa mắt nhìn xe lãnh đạo đi xa. Vương Tử Quân để cho Triệu Quốc Lương và Lý Cẩm Hồ quay về khu văn phòng khối chính quyền thành phố, sau đó nói Thái Thần Bân chạy xe đến công viên trên đường Nhai Tâm. Công viên trên đường Nhai Tâm là một phong cảnh của thành phố Đông Bộ, là một công viên rộng vài trăm hecta, lúc này cây cối xanh tươi mướt mắt, là một địa điểm lý tưởng để các cặp tình nhân hẹn hò với nhau. Vương Tử Quân cho Thái Thần Bân lượn xe một vòng quanh công viên trên đường Nhai Tâm nhưng lại không phát hiện bóng dáng của Lâm Dĩnh Nhi. Hắn thật sự nghi ngờ mình có phải đã nhìn lầm hay không, thế là để Thái Thần Bân chạy thêm một vòng, vẫn không phát hiện ra Lâm Dĩnh Nhi. Nhà đầu kia vừa rồi còn nóng lòng tìm mình, bây giờ sao lại không thấy đâu? Chẳng lẽ nàng đi vào trong công viên? Vương Tử Quân thầm suy tư về phong cách của Lâm Dĩnh Nhi, hắn nhanh chóng xuống xe. Công viên Nhai Tâm là một công viên đầu tiên của thành phố Đông Bộ, tuy không tính là khí thế mạnh mẽ nhưng lại được quét dọn rất sạch sẽ. Hoa cỏ tươi tốt, đường nét khá độc đáo.
Gió nhẹ bùng lên, một mùi hương hoa nhàn nhạt vấn vương trong không khí, những đóa hoa đủ màu rung rinh trong gió khá mỏng manh và đẹp đẽ. Vương Tử Quân hít vào mùi hương hoa mà cảm thấy toàn thân như nhẹ bẫng, trong lòng thoải mái vui sướng. Hắn vừa đi tìm Lâm Dĩnh Nhi vừa đi theo con đường dải đá cội về phía trước. Gâu gâu gâu! Tiếng chó sủa từ phương xa truyền đến, Vương Tử Quân nghe thấy âm thanh này thì có hơi nhíu mày. Cũng không phải hắn có ý kiến gì với chó, nhưng hắn cảm thấy ở một nơi công cộng thế này mà dắt chó đến cũng không phù hợp. Xem ra sau này có cơ hội phải nói vài lời với công ty cây xanh để bọn họ chú ý tình huống này. Trong đầu Vương Tử Quân lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn cũng không dừng lại mà tiếp tục đi về phía trước. Bỏ ra, tránh ra, nếu không tao đánh cho bây giờ. Một giọng trẻ con vang lên. Vương Tử Quân vô thức đưa mắt nhìn, chợt thấy cách đó không xa có một con chó cao trên 50 phân đang di chuyển chung quanh một cô bé. Cô bé này dù ăn mặc rất sạch sẽ nhưng nhìn qua thì thấy không phải là người thành phố Đông Bộ. Con chó kia giống như cố ý trêu chọc cô bé, khi cô bé lên tiếng đuổi đi thì nó lại càng tiến tới, miệng há hốc, liên tục thè lưỡi. Cô gái kia tuy liên tục đuổi con chó đi, thế nhưng cơ thể cũng liên tục lui về phía sau. Con chó kia cũng rất biết cách bắt nạt nàng, nó từng bước ép sát, làm cho nàng liên tục sợ hãi. Vương Tử Quân thấy cô bé có biểu hiện như vậy thì nhanh chóng đi về phía con chó. Nếu cô bé kia bị con chó cắn một cái thì cũng không phải chuyện nhỏ. Khi Vương Tử Quân đi về phía cô bé, chợt thấy cô bé đang bị con chó hù dọa rút đâu ra một khúc cây, nàng đập mạnh khúc cây vào đầu con chó. Con chó cũng không ngờ nó lại gặp kiếp nạn này, sau khi bị cô bé đập cây vào đầu thì kêu ăng ẳng vài tiếng rồi cụp đuôi bỏ chạy. Cô bé thấy con chó bỏ chạy thì thật sự giống như muốn khóc thét lên vì cảm giác sợ hãi vừa rồi. Vương Tử Quân muốn tiến lên an ủi cô bé kia. Thế nhưng khi đang định đi lên thì thấy con chó đen lại chạy ra, phía sau nó là một người phụ nữ trung niên béo tốt. Con bé kia, vừa rồi là mày đánh tiểu bối của tao phải không? Người phụ nữ trung niên béo tốt nhìn cây gậy trong tay của cô bé rồi lớn tiếng mắng. Cô bé gạt nước mắt, khi thấy bộ dạng hỏi tội của người phụ nữ trung niên thì tỏ ra rất sợ hãi, cơ thể nhỏ nhắn có hơi run, nàng sợ hãi nói. Nó muốn cắn, cho nên cháu mới đánh nó, đuổi nó đi. Hừ, còn trách tiểu bối của tao sao? Mày nhìn lại bộ dạng của mình đi, không khác gì đứa ăn mày, nó mà cắn mày sao? Hừ, chỉ sợ vi khuẩn trên người mày sẽ lây sang cho nó mất. Người phụ nữ béo đi về phía cô bé, nàng vừa đưa tay định dùng hai ngón tay mập mạp véo lỗ tai của cô bé vừa lớn tiếng nói. Con danh con này, hôm nay tao phải đi tìm bố mẹ mày, để hỏi xem bọn họ nuôi dạy con cái như thế nào. Cô bé rõ ràng rất sợ hãi người phụ nữ béo trước mặt, khi hai ngón tay của người phụ nữ kia sắp đụng vào tai thì nàng nhanh chóng lui về phía sau. Con chó lúc này cũng là chó cậy gần nhà gà trạ gần chuồng, tiếp tục xông lên. Dừng tay lại cho tôi. Vương Tử Quân thật sự cảm thấy khó chịu vì hành vi của người phụ nữ béo kia, hắn tiến lên chặn tay của nàng, lại đưa cô bé đến đứng sau lưng mình. Người phụ nữ trung niên không ngờ lúc này còn có người chạy đến bênh vực kẻ yếu. Tuy Vương Tử Quân lúc nào giống hệt như một thanh niên bình thường, thế nhưng nàng có ánh mắt khá tốt, chỉ cần nhìn vào cách ăn mặc cũng biết người này không tầm thường. Ừ, sao lại có một người từ đâu nhảy sổ ra chen vào việc của người khác thế này? Con bé kia đánh tiểu bối của tôi, nó phải bồi thường. Tôi nói cho cậu biết, tiểu bối của chúng tôi là dòng dõi chó nổi tiếng trên thế giới, dù chỉ mất một cọng lông thì cả người cũng phải bồi thường. Cô bé kia không biết có phải vị người phụ nữ béo dọa cho quá mức sợ hãi hay không mà sau khi Vương Tử Quân đến thì nhanh chóng giữ lấy ống tay áo của hắn, giống như tìm được một chỗ dựa đáng tin vậy. Vương Tử Quân quay sang an ủi cô bé một câu, sau đó dùng giọng nghiêm túc nói với người phụ nữ trung niên trước mặt. Chị có giấy chứng nhận nuôi chó không? Người phụ nữ béo chợt sững sờ, nàng không ngờ Vương Tử Quân lại hỏi như vậy. Khi nàng còn chưa kịp phản ứng thì Vương Tử Quân đã trầm giọng nói. Nơi này cấm đưa thú cưng đi vào, chị nuôi chó không có giấy chứng nhận, lát nữa nhân viên công viên đến đây, dù tiểu bối của chị là của quý cũng khó thể nào theo chị được nữa. Gương mặt người phụ nữ trung niên chợt biến đổi, nàng rất muốn nói vài câu cho đỡ tức nhưng cuối cùng vẫn hung hăng phất tay với cô bé kia. Hôm nay bà không thèm chấp nhất với danh con như mày, bà nói cho mà biết, bà đây cũng không sợ cái gọi là nhân viên công viên, bà chỉ sợ tiểu bối ở đây chịu uất ức mà thôi. Bảo bối, đi. Mình về nhà. Người phụ nữ mập lắc hông đi về phía trước, lúc này cô bé giữ lấy ống tay áo của Vương Tử Quân cũng giống như nhớ ra điều gì đó,
nàng ngẩng đầu nhìn Vương Tử Quân, sau đó nhanh chóng rụt tay lại. Hạnh Hoa, sao em lại chạy đến đây? Khi Vương Tử Quân đang định hỏi chuyện cô bé, đột nhiên một âm thanh quen thuộc vang lên sau lưng. Một cô gái mặc áo trắng quần jean chợt xuất hiện, trang phục tuy đơn giản nhưng lại biểu hiện vẻ đẹp thanh xuân tràn đầy sức sống. Khi Lâm Dĩnh Nhi xuất hiện trước mặt Vương Tử Quân, lúc này hắn mới biết được cái gì gọi là đi mòn gót giày không tìm thấy, đến khi thấy được chẳng tốn chút công. Lâm Dĩnh Nhi cũng không ngờ lại gặp Vương Tử Quân ở chỗ này, nàng nhìn gương mặt người đàn ông quen thuộc và trầm ổn ở đối diện, vô tình sinh ra cảm giác không biết phải làm sao. Cô Lâm, em cảm thấy nơi đây rất thú vị nên đi lạc, em chỉ. Cô bé được Lâm Dĩnh Nhi gọi là Hạnh Hoa dùng giọng lý nhí giải thích cho Lâm Dĩnh Nhi. Nhà đầu này đúng là, nhớ cho kỹ, chưa quen thuộc chỗ này thì cũng đừng chạy loạn. Khi Hạnh Hoa lên tiếng giải thích thì Lâm Dĩnh Nhi khôi phục lại vẻ ung dung của mình, nàng ôm Hạnh Hoa vào trong lòng rồi trầm giọng dặn dò. Vương Tử Quân nhìn thấy Lâm Dĩnh Nhi lấy lại phong thái của một giáo viên thì chợt cảm thấy rất muốn cười. Hắn cười nói với nàng. Cô Lâm, đây là học sinh của cô sao? Thật là một cô gái dũng cảm. Lâm Dĩnh Nhi lúc này mới phát hiện trong tay Hạnh Hoa còn có một cây gậy, nàng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cây gậy trong tay cô bé, lại nhìn Vương Tử Quân đứng ở bên cạnh, trên mặt có chút biểu hiện nghi ngờ. Nhà đầu này lại nghĩ đi đâu rồi? Vương Tử Quân vung tay lên định vỗ khẽ lên đầu Lâm Dĩnh Nhi, thế nhưng hắn lại nhanh chóng thu hồi. Lâm Dĩnh Nhi đã không còn là nhà đầu như năm xưa. Vương Tử Quân thầm cảm thán như vậy, hắn mở miệng nói. Cháu là Hạnh Hoa sao? Tuổi nhỏ mà đã biết đánh chó dữ, đúng là quá dũng cảm, hôm nay chú sẽ ban thưởng cho, cháu muốn ăn gì nào? Hạnh Hoa, em không bị chó cắn đấy chứ? Lâm Dĩnh Nhi ân cần đưa mắt đánh giá Hạnh Hoa vài lượt, sau khi xác định học sinh của mình không bị thương thì nàng mới chợt yên lòng. Cảm ơn chú, cô Lâm nói không được tùy tiện tiếp nhận bất kỳ thứ gì của người lạ. Có lẽ là vì Lâm Dĩnh Nhi đến nên Hạnh Hoa có chỗ dựa mạnh mẽ, nàng nói năng rõ ràng hơn, gương mặt trắng bệch cũng dần dần ửng hồng. Đó là cô Lâm của cháu nói, chú thì khác, đây là hai vấn đề khác nhau nhé. Nếu không thì chú mời cả cô Lâm của cháu đi ăn, như vậy không phải được rồi sao? Vương Tử Quân có tâm tình khá tốt, hắn chợt có hứng nói một câu trêu chọc cô bé kia. Đi thôi, Hạnh Hoa, chú này rất nhiều tiền, chúng ta cho chú ấy một cơ hội. Lâm Dĩnh Nhi kéo tay Hạnh Hoa đi về phía một cửa hàng ở trong quảng trường. Vì chưa đến giờ cơm nên cửa hàng này cũng không có nhiều người, sau khi ngồi xuống một góc thì Lâm Dĩnh Nhi thuận tiện gọi vài món quà vặt cho Hạnh Hoa. Ăn đi, Hạnh Hoa. Thấy cô bé trơ mắt nhìn mà không dám ăn, Lâm Dĩnh Nhi cầm lấy một phần cánh gà chiên đưa cho cô bé rồi khẽ nói. Cô Lâm, em không ăn được. Lúc này hai mắt to tròn của Hạnh Hoa chợt lúng liếng nước, rõ ràng đang có dấu hiệu muốn khóc. Đừng khóc, Hạnh Hoa, bố của em sẽ không có chuyện gì, chú Vương sẽ cho người thả bố em ra. Lâm Dĩnh Nhi cầm lấy giấy ăn lau nước mắt cho Hạnh Hoa, sau đó mở miệng khuyên giải. Vương Tử Quân cũng không hỏi mục đích của Lâm Dĩnh Nhi đến đây hôm nay, nhưng lúc này nghe nàng nói thì chợt hiểu ra vấn đề. Hắn nhìn chiếc cổ trắng ngần của nàng rồi trầm giọng nói. Xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì? Không phải là vì đám quan viên các anh quá bá đạo sao? Nhà người ta thích làm gì thì làm, chỉ cần không trái luật là được, nhưng khốn nổi chút quyền lợi như vậy cũng không có được. Bố của Hạnh Hoa muốn chặt những cây táo trong vườn nhà mình, thế là bị bọn họ bắt lại. Lãnh đạo Vương, anh nói xem đó là chuyện gì. Hèn gì người ta có câu, làm quan đeo mặt nạ sắt, cũng không cần quan tâm dân chúng nóng hay lạnh. Lâm Dĩnh Nhi dùng giọng bất bình nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn Lâm Dĩnh Nhi nổi giận giống như hổ báo lớn tiếng với mình. Hắn chợt sinh ra cảm giác buồn cười. Hắn đưa mắt nhìn và cười cười với cô nàng đang nổi giận, sau đó trêu chọc. Tôi nhớ bác Lâm cũng làm quan, hình như còn là quan lớn hơn cả tôi thì phải. Tôi sẽ nhớ kỹ lời nói của cô, khi nào có dịp quay về Chiết Giang, tôi sẽ nói với bác Lâm để mọi người cùng nỗ lực. Chương 489, công trình trọng điểm không thể diệt. Nhà Hạnh Hoa có 7-8 mẫu đất, trong đó có 6 mẫu táo. Năm ngoái mưa nhiều. Sản lượng và chất lượng táo bị ảnh hưởng, quả táo ế ẩm, thế cho nên bố của Hạnh Hoa quyết định chặt táo trồng cây lương thực, lúc này huyện Đằng Nhạc cho ra mệnh lệnh như vậy làm cho bố của Hạnh Hoa trợn tròn mắt. Trên có chính sách dưới có đối sách, huyện Đằng Nhạc có quy định là thật nhưng người trong thôn cũng rất to gan, không ít người lén chặt táo nhà mình. Bố của Hạnh Hoa là người dẫn đầu, bắt đầu chặt hạ cây táo.
Nhưng bố Hạnh Hoa cũng không ngờ mình vừa chặt được 1/3 vườn táo thì cán bộ xã huyện kéo đến, bọn họ cũng không giải thích nhiều mà trực tiếp bắt người đưa đi. Hạnh Hoa là học sinh của Lâm Dĩnh Nhi, vì chuyện của bố mà một ngày không đến trường. Lâm Dĩnh Nhi là cô giáo phải có trách nhiệm chăm lo cho học sinh, thế là sau khi tan học đến nhà Hạnh Hoa tìm hiểu nguyên nhân, cuối cùng được biết đến chuyện này. Mẹ của Hạnh Hoa là một người phụ nữ nông thôn, căn bản chưa từng trải qua chuyện này. Khi thấy chồng mình bị người ta đưa đi thì chỉ biết ở nhà khóc lóc nỉ non, căn bản không biết làm sao cho tốt. Lâm Dĩnh Nhi sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện thì tỏ ra rất đồng tình với mẹ con Hạnh Hoa, sau khi nàng chạy đến xã để thuyết phục và không có hiệu quả, thế là nàng đưa Hạnh Hoa đến thành phố tìm Vương Tử Quân nghĩ biện pháp. Chủ tịch Vương, ban ngành chính quyền của các anh cũng thật sự rất lợi hại, đất đã giao cho dân, dân thích trồng táo thì trồng, không thích thì thôi, bọn họ thích chặt thì chặt. Sao các anh lại bắt người? Thật sự không biết các anh công tác như thế nào. Lâm Dĩnh Nhi nói xong thì khẽ lau miệng rồi dùng giọng không chút khách khí nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng không quan tâm đến lời nói của Lâm Dĩnh Nhi, lúc này tâm tư của hắn đều đặt lên nội dung câu chuyện vừa được nghe. Hắn thấy biết đâu lời nói của Lâm Dĩnh Nhi còn có chút gì đó sai lệch, nhưng có lẽ nội dung lại đúng 10 phần. Vương Tử Quân trầm ngâm một chút rồi gọi điện thoại cho Chủ tịch La Định Lôi của huyện Đằng Nhạc. Điện thoại vang lên 2 tiếng chuông, ngay sau đó bên kia đã vang lên âm thanh cực kỳ nhiệt tình. Chào Chủ tịch Vương, tôi là La Định Lôi. La Định Lôi nhận được điện thoại của Vương Tử Quân đúng lúc đang chủ trì hội nghị thường vụ khối chính quyền. Khi La Định Lôi thấy được số điện thoại thì chợt kinh hoàng, thế nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. La Định Lôi ung dung tiếp điện thoại, hắn dùng giọng cung kính để nói với Chủ tịch Vương ở đầu dây bên kia. Lúc này vị phó chủ tịch đang lên tiếng cũng dừng lại. Cả đám ngồi rất ngay ngắn nhưng lỗ tai lại giỏng lên cao, dù gì thì người đang nói chuyện với Chủ tịch La cũng là Phó Chủ tịch Thường vụ thành phố. Chủ tịch La, có phải huyện Đằng Nhạc đã bắt vài người phá vườn táo ở dưới xã không? Vương Tử Quân hàn huyên 2 câu với La Định Lôi rồi dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói. La Định Lôi cũng không quá rõ ràng với vấn đề này, dù sao thì hắn cũng là một vị chủ tịch huyện, trong huyện có rất nhiều thứ cần hắn quan tâm. Nếu như ngay cả chuyện chặt táo bị bắt mà hắn cũng nhúng tay vào, như vậy một vị chủ tịch huyện như hắn sẽ là ngày ngày mệt nhọc. Nhưng khi nghe thấy Vương Tử Quân chợt biến đến tình hình ở huyện Đằng Nhạc của mình thì La Định Lôi chợt trở nên căng thẳng, chuyện mình không biết mà thượng cấp lại biết, đây vốn là một việc không dễ giải thích. Hơn nữa bây giờ người lên tiếng truy vấn lại chính là vị phó chủ tịch thường vụ cực kỳ cường thế và có quyền lên tiếng ở trên thành phố. La Định Lôi cố gắng cân nhắc ngôn ngữ rồi khẽ nói. Chủ tịch Vương, trong huyện phát hiện quần chúng chặt cây ăn trái, vì bảo vệ vườn táo nuôi trồng không dễ dàng mà trong huyện thật sự có cho ra vài quy định riêng. Chủ tịch La, cây táo còn có thể kiếm tiền cho dân được không? Vương Tử Quân chờ La Định Lôi nói xong thì hỏi. Cây táo còn kiếm tiền được không? Điều này La Định Lôi hiểu rất rõ, hắn có chút trầm ngâm rồi nói. Vẫn có thể tìm được một khoản tiền lời. Vương Tử Quân cũng không muốn tiếp tục dây dưa ở phương diện này. Hắn trầm giọng nói. Dù cây táo có còn kiếm tiền được hay không, vườn tược là tài sản của nhân dân, bọn họ có quyền xử lý. Vương Tử Quân nói xong thì cúp điện thoại. Thế nào? Lâm Dĩnh Nhi đến gặp Vương Tử Quân để giúp đỡ học sinh của mình, nếu một lãnh đạo như Vương Tử Quân tiến ra giúp đỡ thì bố của Hạnh Hoa sẽ được thả về nhà mà thôi. Có lẽ không có vấn đề. Vương Tử Quân cười cười nâng ly trà trước mặt lên làm một ngụm. Vậy thì tốt rồi. Lâm Dĩnh Nhi vừa nói vừa đưa một chiếc cánh gà chiên bột cho Hạnh Hoa. Hạnh Hoa, em ăn đi, chú Vương nói sẽ không có vấn đề, như vậy bố em sẽ không có vấn đề. Cô bé đang đói bụng thấy cánh gà chiên bột là một món ăn xa xỉ, lại thấy Lâm Dĩnh Nhi nói mình ăn mà không cần phải lo lắng, thế là cô bé cũng không khách khí, bắt đầu cầm lấy chiếc cánh gà ăn ngấu nghiến. Vương Tử Quân nhìn Hạnh Hoa ăn như sói như hổ, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót. Đối với trẻ con thành phố thì những thứ này là bình thường, nhưng đối với một cô bé nông thôn còn mặc quần áo vá thì rõ ràng là một món hàng xa xỉ. Hạnh Hoa, cứ từ từ ăn, không đủ thì gọi thêm. Vương Tử Quân rót một ly nước để bên cạnh Hạnh Hoa rồi nói. Vì Hạnh Hoa sốt ruột muốn về xem bố đã được thả ra chưa, thế cho nên Lâm Dĩnh Nhi cũng chỉ có thể mua vài món thức ăn, sau đó cùng Hạnh Hoa rời khỏi thành phố Đông Bộ. Vương Tử Quân vốn để cho Thái Thần Bân tiễn 2 người đi về huyện Đằng Nhạc, thế nhưng Lâm Dĩnh Nhi lại kiên quyết từ chối. Chuyện chặt táo ở huyện Đằng Nhạc căn bản chỉ là chuyện nhỏ với Vương Tử Quân, xử lý xong thì hắn cũng không quá quan tâm.
nhưng ngày hôm sau hắn đi làm, khi đi đến phòng làm việc thì đã thấy Chủ tịch La Định Lôi của huyện Đằng Nhạc chờ sẵn ở ngoài cửa. Chủ tịch La, mời anh ngồi. Vương Tử Quân và La Định Lôi cũng không có kết giao sâu sắc nhưng hai bên cũng không xa lạ gì nhau. Sau khi cùng La Định Lôi đi vào phòng, Vương Tử Quân chỉ vào chiếc ghế salon cách đó không xa nói. La Định Lôi là một người đàn ông hơn 40, dáng người khôi ngô lực lưỡng, là một cán bộ chuyển nghề, âm thanh vang dội làm người ta sinh ra cảm giác có gì đó rất hùng hổ. Nhưng người này lại rất can đảm cẩn trọng, có một số việc xử ý rất mượt, sau khi hắn đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân thì cũng không khách khí, hắn nhanh chóng ngồi xuống ghế. Sau đó hắn đặt một chiếc túi nhỏ lên trên mặt bàn đối diện với Vương Tử Quân rồi nói. Chủ tịch Vương, đây là sơn trà tự sinh ra ở huyện Đằng Nhạc chúng tôi, tuy không có danh tiếng gì nhưng đảm bảo rất tinh khiết, tự nhiên, không ô nhiễm, uống vào cũng có hương vị khá, rất không tệ. Vương Tử Quân nhìn hai bình trà ở bên trong rồi cười nói. Nếu đã có lời đảm bảo của Chủ tịch La, tôi sẽ thu nhận hai bịch trà này. Nhưng nếu tôi thật sự uống quen trà của huyện Đằng Nhạc, như vậy Chủ tịch La sẽ phải là người cung cấp trà cho tôi rồi. Vương Tử Quân nói lời vui đùa làm cho La Định Lôi thả lỏng hơn, hắn cười ha hả nói. Chủ tịch Vương cứ yên tâm, chỉ cần anh uống trà của huyện Đằng Nhạc chúng tôi có thể nói về sau này sẽ phụ trách chuyện trà nước cho lãnh đạo. Sau khi nói thêm vài ba câu với La Định Lôi, Vương Tử Quân chợt thay đổi chủ đề. Chủ tịch La, tôi là người thích sảng khoái, anh có chuyện gì cứ nói, đừng che giấu làm gì, lát nữa tôi còn có một hội nghị cần tham gia. Chủ tịch Vương, lần này tôi đến báo cáo với anh về thôn dân Trần Nhị Quảng của thôn Trần Gia tự tiện chặt táo. Hôm qua tôi đã tìm hiểu tình huống, Trần Nhị Quảng thật sự đã chặt táo trái quy định của huyện mà không khai báo một câu, vấn đề cũng không quá mức nghiêm trọng. Vì vậy chúng tôi chỉ tiến hành giáo dục rồi cho về nhà. Đừng thấy tình cảnh vừa rồi La Định Lôi nói chuyện với Vương Tử Quân rất thoải mái mà lầm, lúc này hắn báo cáo thật sự sinh ra cảm giác bất an. Dù trước lúc báo cáo với Vương Tử Quân thì La Định Lôi đã suy xét kỹ càng, nhưng hắn cũng hiểu một phần về Vương Tử Quân. Hắn biết không nên xem thường vị phó chủ tịch thường vụ này còn trẻ, đây không phải là một người dễ gạ gẫm. Khi vị trí của chủ tịch Vương ở thành phố Đông Bộ càng thêm quan trọng, nếu chính mình nói gì đó không đúng trước mặt Chủ tịch Vương, như vậy sau này đừng hòng cầu tiến trong thành phố Đông Bộ. Vương Tử Quân nghe La Định Lôi báo cáo mà ngón tay khẽ gõ mặt bàn, hắn trầm ngâm một lát rồi nói. Những năm qua có phải tình hình tiêu thụ quả táo không khả quan? La Định Lôi cũng muốn cố tình lừa gạt, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của Vương Tử Quân, hắn không dám nói ra những lời như vậy. Chủ tịch Vương, hai năm qua giá táo không thể tiến lên. Thứ nhất là vì đường xá trong huyện không thuận tiện, vận chuyển khó khăn. Hơn nữa bây giờ thành phố Tam Hồ cũng trồng táo, sản lượng của bọn họ là rất lớn, thế nên giá cả không thể nào tăng được. Vương Tử Quân không nói gì, hắn lấy ra hai điếu thuốc, một ném cho La Định Lôi, một châm lửa cho mình. Vương Tử Quân không nói lời nào thì La Định Lôi cũng không dám tùy ý mở miệng, bầu không khí trong phòng làm việc chợt trở nên trầm trọng. Ánh mắt La Định Lôi luôn nhìn chằm chằm vào từng động tác của Vương Tử Quân. Lúc nào thấy lãnh đạo ngồi bên kia bất động như núi, trong lòng chợt cảm thấy áp lực không hiểu nguyên nhân. Lần này La Định Lôi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân để báo cáo, chẳng qua là vì Vương Tử Quân có chỉ thị cho hắn về việc này, đồng thời một chủ tịch huyện như La Định Lôi đến báo cáo sẽ tỏ vẻ tôn kính hơn là gọi điện thoại. Thứ hai là hắn cũng muốn thông qua cơ hội này để tiếp xúc với phó chủ tịch thường vụ Vương Tử Quân, cũng muốn leo lên cây to trước mặt. La Định Lôi cũng không tiếp xúc nhiều với Vương Tử Quân. Thế nên cũng chỉ giới hạn hiểu biết về Vương Tử Quân ở những tin tức vỉa hè. Nhưng cũng vì những tin tức này mà hắn cảm thấy vị phó chủ tịch thường vụ ngồi kia truyền đến cho mình một áp lực nặng nề. Áp lực này làm cho La Định Lôi giống như phát run, lúc nào hắn mới hiểu vì sao có một lần mình ra ngoài học tập thì trùng hợp ở cùng phòng với chủ tịch huyện Liễu Hà. Vị chủ tịch kia lên tiếng cũng không chút che giấu, nói rằng mình có hai điều sợ hãi nhất, một là sợ vợ, hai là sợ đến phòng làm việc của chủ tịch Vương báo cáo công tác. Chủ tịch Vương, 100.000 hecta táo này chính là một công trình điểm sáng của huyện Đằng Nhạc vào năm xưa, năm đó Bí Thư Tiết là chủ tịch huyện Đằng Nhạc đã thực hiện công trình này. La Định Lôi hít vào một hơi thuốc, hắn cảm thấy miệng của mình khô đắng, cũng may hắn vẫn có thể nói ra những lời mình cần nói. La Định Lôi tin Vương Tử Quân cũng hiểu ý của mình, cây táo không quan trọng, vấn đề là công trình điểm sáng này là chiến tích của Bí Thư Tiết năm xưa khi còn công tác ở huyện Đằng Nhạc. Dù bây giờ đang có tin đồn rằng Bí Thư Tiết sắp rời khỏi chức vụ Bí Thư Thị ủy Đông Bộ,
thế nhưng Bí Thư Tiết là cán bộ công tác nhiều năm thâm căn cố đế ở thành phố Đông Bộ, bây giờ đám cán bộ cấp phó cục trở lên ở thành phố Đông Bộ phần lớn đều là người của hắn. Hơn nữa Bí Thư huyện ủy Lý Ổn Trung của huyện Đằng Nhạc bây giờ lại chính là tâm phúc năm xưa được Tiết Diệu Tiến một tay đề bạt, bây giờ huyện Đằng Nhạc, tại sao lại xuất hiện tình huống xử lý người chặt táo? Chuyện này xem ra cũng là hợp tình hợp lý mà thôi. Quán cơm Chiêu Thiên ở phía tây thành phố Đông Bộ, đây là quán cơm chuyên nấu các món tứ xuyên. Tuy quán không lớn nhưng món ăn khá ngon, hương vị đậm đà, mỗi khi Vương Tử Quân rảnh rỗi thường đến đây giải quyết bữa cơm của mình. Hai chai bia, một phần gỏi, một món cá nấu cay, một phần gà hấp, một phần mì cay thành đô. Vài món ăn được bà chủ quán nhanh chóng dọn lên bàn. Vương Tử Quân và Lý Cẩm Hồ ngồi đối diện nhau, mùi thức ăn nóng hổi cuồn cuộn bốc lên. Đây là một quán nhỏ nhưng vấn đề vệ sinh rất được chú trọng, cực kỳ sạch sẽ. Sau khi uống một hớp bia thì, Vương Tử Quân gắp một miếng cá bỏ vào miệng rồi nói với Lý Cẩm Hồ. Cẩm Hồ, tôi lôi anh ra đây uống bia, cũng không biết chút nữa về có bị chị nhà mắng không. Lý Cẩm Hồ bình thường đều gọi Vương Tử Quân là Chủ tịch Vương, lúc này hắn cũng trầm tĩnh nói. Chủ tịch Tử Quân cứ yên tâm, mà tính tình của chị dâu thì chủ tịch cũng biết rồi đấy, thật sự là một hũ dấm rất chua. Nếu tôi đi uống rượu với người khác thì có lẽ sẽ bị mắng xối xả, thế nhưng đi với Chủ tịch Vương thì căn bản không có vấn đề. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, chúng ta dùng cơm ở đây cũng không thoải mái bằng ở nhà, chị dâu ở nhà làm cơm cũng rất ngon, chủ tịch cũng đã từng ăn rồi. Vợ của Lý Cẩm Hồ nấu cơm thật sự rất ngon nhưng Vương Tử Quân thật sự không muốn đến quấy rầy. Tuy quan hệ giữa Vương Tử Quân và Lý Cẩm Hồ vào lúc này cũng không khác biệt quá lớn so với khi ở huyện Lô Bắc, thế nhưng thực tế thì Vương Tử Quân lại cảm thấy có chút khác biệt nho nhỏ. Tuy Vương Tử Quân luôn coi Lý Cẩm Hồ là bạn tốt, hắn cũng tin tưởng những cảm nhận tương đồng từ Lý Cẩm Hồ, thế nhưng địa vị của Vương Tử Quân biến đổi, dù là Lý Cẩm Hồ hay bất kỳ ai khác khi đối diện với hắn cũng sinh ra cảm giác bó tay bó chân, điều này là rất dễ hiểu. Chương 490, tặng anh một củ khoai lang nóng. Hơn nữa Lý Cẩm Hồ còn phải dạy con làm bài tập, hắn đi với Vương Tử Quân ngày nào thì xem như con trai bị hớ mất một buổi phụ đạo. Chị dâu thật sự là đầu bếp lành nghề, có được một người vợ biết nấu cơm ngon ngọt như vậy, thật sự là phúc phận của anh. Hôm nay tôi gọi anh ra đây uống rượu cũng không phải vì muốn ăn cơm của chị dâu, mà hai ngày nữa Tiểu Bắc sẽ đến, tôi muốn đưa cô ấy đến nhà anh dùng cơm. Vương Tử Quân nói lời vui đùa làm cho Lý Cẩm Hồ cười lên ha hả. Tuy nếu so về độ tuổi thì Lý Cẩm Hồ lớn hơn Vương Tử Quân cả chục tuổi, nhưng Vương Tử Quân lại làm hắn sinh ra cảm giác mình nhỏ tuổi hơn. Mới nói đến chuyện trên quan trường, chưa nói đến chuyện gì khác, giống như vị Chủ tịch Vương này luôn quan tâm đến hắn. Lý Cẩm Hồ cùng ly với Vương Tử Quân rồi nói. Chủ tịch Tử Quân, nghe nói sắp có văn kiện đưa xuống, Bí Thư Tiết sẽ đến Hội đồng Nhân dân tỉnh phải không? Nghe nói trong tỉnh thật sự có suy xét này, nhưng cũng có một phương án khác. Chính là cho Bí Thư Tiết làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đông Bộ. Vương Tử Quân cũng không giấu giếm mà trực tiếp nói ra những tin tức mình biết cho Lý Cẩm Hồ. Nếu kế hoạch này được thông qua thì thật sự có ít người cười không nổi. Lý Cẩm Hồ nói đến ba chữ có ít người thì có hơi nhấn mạnh một chút. Vương Tử Quân cười cười, cũng không nói gì. Nếu nói hắn không quan tâm đến sự kiện Tiết Diệu Tiến rời khỏi thành phố Đông Bộ thì thật sự là quá làm kiêu. Nhưng Tiết Diệu Tiến rời khỏi thành phố Đông Bộ thật sự không liên quan gì đến hắn. Tuy hắn là phó chủ tịch thường vụ thành phố, thế nhưng muốn tiến thêm một bước nữa cũng không phải là dễ dàng, dù sao thì độ tuổi với lý lịch và tư cách luôn đi cùng nhau. Lý Cẩm Hồ cũng hiểu được tình cảnh của Vương Tử Quân vào lúc này, thầm nghĩ anh Tiết rời khỏi thành phố Đông Bộ cũng xem như không đúng lúc. Nếu như Bí Thư Tiết có thể tại vị thêm một năm nữa, để cho Vương Tử Quân quen thuộc với tất cả sự vụ ở thành phố Đông Bộ. Như vậy Vương Tử Quân muốn tiếp nhận vị trí chủ tịch thành phố cũng cực kỳ thuận tiện và phù hợp. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân dù có hoạt động mạnh mẽ thế nào thì cũng chỉ là một vị phó chủ tịch thường vụ mà thôi. Cẩm Hồ, anh đã nghe qua chuyện 100.000 hecta táo ở huyện Đằng Nhạc chưa? Vương Tử Quân gắp một miếng thức ăn rồi đổi chủ đề, quay sang hỏi Lý Cẩm Hồ. 100.000 hecta táo ở huyện Đằng Nhạc cũng khá nổi tiếng ở thành phố Đông Bộ. Tuy Lý Cẩm Hồ chưa từng đến tham quan thế nhưng cũng từng được đọc tư liệu về nó. Lúc này hắn nghe thấy Vương Tử Quân hỏi thì suy nghĩ một chút rồi thành thật trả lời. Đã từng đọc qua văn kiện về hạng mục kia, quả táo là một sản nghiệp cực kỳ quan trọng của huyện Đằng Nhạc, nghe nói người khởi đầu sản nghiệp làm giàu này cho nhân dân huyện Đằng Nhạc chính là Bí Thư Tiết Diệu Tiến. Vương Tử Quân khẽ gật đầu,
hắn đặt đũa trong tay xuống rồi nói. Bây giờ cây táo đã đến độ tuổi già cỗi kém phát triển, hơn nữa nhà nhà trồng táo, giá cả sụt giảm nghiêm trọng. Lý Cẩm Hồ biết Phương Tử Quân sẽ không vô duyên vô cớ nhắc đến chuyện cây táo ở huyện Đằng Nhạc, đầu óc hắn khẽ vận chuyển. Hắn chợt nghĩ đến một thời gian trước đó huyện Đằng Nhạc có báo cáo một văn kiện lên văn phòng khối chính quyền thành phố, nội dung của văn kiện chính là phương án xử lý đối với những nông dân cố ý chặt cây táo. Lý Cẩm Hồ sở dĩ có ấn tượng khắc sâu như vậy cũng là vì cảm thấy huyện Đằng Nhạc hành động như vậy khá là ác liệt. Chủ tịch Phương, bây giờ tình thế trong thành phố có chút mẫn cảm, hay là để sự việc ở huyện Đằng Nhạc xử lý sau? Lý Cẩm Hồ trầm ngâm một lát, sau đó hắn nhanh chóng cho ra lời khuyên với chủ tịch Phương. Đợi một thời gian để biết rõ hướng đi của bí thư Tiết Diệu Tiến, Phương Tử Quân hiểu ý nghĩ của Lý Cẩm Hồ, nhưng chuyện bí thư Tiết Diệu Tiến đi hay ở lại thành phố Đông Bộ cũng không phải được quyết định trong ngày một ngày hai. Hơn nữa bí thư Tiết Diệu Tiến là người có lực ảnh hưởng cực mạnh ở thành phố Đông Bộ mà người thường khó thể nào so sánh được, nếu như trước khi hắn còn chưa rời khỏi thành phố Đông Bộ mà cố ý xóa bỏ chiến tích năm xưa từng một thời kiêu ngạo, chỉ sợ người ta nhìn vào sẽ thấy tướng ăn của mình quá hỗn. Lúc này Vương Tử Quân tuy nhìn qua có một khoảng thời gian bừng sáng ở thành phố Đông Bộ, thế nhưng thực tế thì nhìn bên ngoài có chút ngăn nắp nhưng có một vấn đề mà hắn khó thể lảng tránh, đó chính là mâu thuẫn giữa hắn và Nhâm Sương Bình là quá lớn. Nếu Nhâm Sương Bình tiến lên làm bí thư thị ủy Đông Bộ, sau này cuộc sống của hắn ở nơi đây sẽ cực kỳ khốn đốn, ấm lạnh thế nào là tự biết. Nhìn vào phương diện này thì Vương Tử Quân biết rõ một vấn đề, đó là bây giờ mình đắc tội với Tiết Diệu Tiến thì rõ ràng là một ý nghĩ không sáng suốt. Kẻ địch của kẻ địch chính là bạn bè, đây chính là câu nói thường xuyên được nghe thấy trong chính trị, bây giờ Tiết Diệu Tiến đang chính là minh hữu tốt nhất của mình ở thành phố Đông Bộ này. Nhưng vì một mối quan hệ liên minh chính trị, mình có thể ném đi lợi ích của nhà nông, coi đó là vật hy sinh vì chính trị sao? Trong đầu Vương Tử Quân chợt xuất hiện gương mặt của Hạnh Hoa, trong lòng chợt xuất hiện cảm giác mê man. Vương Tử Quân ngồi trên xe của Thái Thần Bân mà dùng sức xoa bóp Thái Dương. Tuy hắn đã dùng nước lạnh rửa mặt thế nhưng vẫn chưa tỉnh rượu, đầu óc vẫn có chút gì đó khó chịu, có hơi vo ve. Tối qua Vương Tử Quân chỉ muốn uống với Lý Cẩm Hồ hai chai bia, cuối cùng uống đến 4-5 chai mới về. Hắn thầm nghĩ, sau này nếu tuyệt đối không nên uống nhiều, nếu không có việc gì xảy ra cũng khó phản ứng cho tốt được. Vương Tử Quân khẽ mở cửa sổ, một luồng gió lạnh thổi vào từ bên ngoài, khi làn gió thổi lên người thì hắn chợt cảm thấy mình thư thái hơn rất nhiều. Thần Bân, chúng ta đang đi đâu đây? Vương Tử Quân nhìn những cửa hàng tạp hóa bên ngoài cửa sổ, hắn cảm thấy có gì đó là lạ, thế là trầm giọng hỏi Thái Thần Bân. Chủ tịch Vương, có quần chúng kêu oan chặn cổng khu văn phòng khối chính quyền, trước khi đến đón ngài thì tôi đã nhận được điện thoại của văn phòng, chúng ta sẽ đi vào từ cửa Tây. Vương Tử Quân nghe Thái Thần Bân trả lời như vậy thì không tiếp tục xoa bóp Thái Dương. Kêu oan, đây chính là sự kiện mà thời này khó thể tránh được. Vương Tử Quân trầm ngâm một lát rồi lại hỏi. Người kêu oan từ đâu tới? Nghe nói là nông dân huyện Đằng Nhạc. Triệu Quốc Lương ngồi ở bên cạnh ghế lái xé khẽ lên tiếng. Nông dân huyện Đằng Nhạc. Vương Tử Quân chợt hiểu có chuyện gì xảy ra. Khi xe của hắn đi đến cửa Tây, đột nhiên một chiếc xe Audi màu đen từ cách đó không xa chạy đến. Vương Tử Quân thấy biển số chiếc Audi thì khẽ giảm tốc độ. Người điều khiển chiếc xe kia phát hiện xe của Vương Tử Quân thì khẽ bấm còi. Sau đó chiếc Audi màu đen phía trước cũng không nhường đường mà nhanh chóng chạy vào bên trong. Chủ tịch Vương, là xe của Chủ tịch Nhâm. Thái Thần Bân chờ chiếc xe kia chạy vào trong khu văn phòng khối chính quyền thành phố thì mới chạy vào theo sau, hắn vừa lái xe vừa nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Khi Vương Tử Quân trầm tư, trong chiếc xe Audi vừa chạy qua phía trước, Nhâm Sương Bình đang nghe Thái Nguyên Thương báo cáo tình hình. Nông dân huyện Đằng Nhạc không muốn trồng táo nữa sao? Nhâm Sương Bình dựa lưng lên ghế rồi dùng giọng nhàn nhạt nói. Đúng vậy, Chủ tịch Nhâm, nhà nông cảm thấy cây táo bây giờ thật sự không bằng cây lương thực, thế cho nên yêu cầu chặt táo khôi phục lại cây lương thực. Thái Nguyên Thương thật sự đổ mồ hôi, chuyện này vốn cũng không có nhiều liên quan với hắn, nhưng hắn lại rõ ràng cảm nhận được mình đang bị Chủ tịch Nhâm thất sủng, chỉ sợ làm không tốt sẽ bị Chủ tịch lấy một cái cớ nào đó ném mình ra rìa. Những ngày qua Thái Nguyên Thương cũng không quá tốt đẹp, khi Chủ tịch Vương chiến thắng trong ván cờ trước đó, lực ảnh hưởng của Chủ tịch Vương ở khối chính quyền ngày càng lớn, Thái Nguyên Thương cảm thấy mình đi lại cũng có chút khó khăn. Điều này còn chưa phải là đáng sợ nhất,
Đáng sợ nhất chính là vị chủ tịch sắp tiến lên chức phụ bí thư thị ủy đang giống như dần dần mất đi hứng thú với hắn, điều này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ khó hiểu, cũng thật sự rất khó chịu. Tuy chủ tịch Nhâm cũng không có ý bỏ cũ thay mới để thay thế Thái Nguyên Thương, thế nhưng nếu dần dần mất đi niềm tin của chủ tịch thì rõ ràng không phải chuyện gì tốt đẹp. Thái Nguyên Thương đưa mắt nhìn chủ tịch Nhâm Sương Bình, hắn phát hiện chủ tịch đang nhắm mắt lại. Hắn biết rõ lúc này mình không nên quấy rầy chủ tịch Nhâm, nếu không thì mình cũng đừng hòng chịu nổi. Nhâm Sương Bình biết rõ hạng mục vườn trái cây ở huyện Đằng Nhạc, đó chính là một sản nghiệp rất tốt mà năm xưa bí thư Tiết còn là chủ tịch huyện Đằng Nhạc đã phát động quần chúng cùng tham gia xây dựng, khi đó trái táo biến thành một trong những công cụ làm giàu cực kỳ hiệu quả của huyện Đằng Nhạc. Dù những năm qua thị trường liên tục biến đổi, giá cả quả táo cũng không còn được như xưa, phương pháp trồng táo làm giàu đã được quá nhiều nơi áp dụng, bây giờ căn bản không còn hiệu quả. Nhưng công trình 100.000 hecta táo vẫn là một trong những thành tích hạng nhất của bí thư Tiết Diệu Tiến, thỉnh thoảng được bí thư Tiết lấy ra nói chuyện say xưa. Người khác không biết chứ Nhâm Sương Bình lại biết rất rõ, năm xưa hắn chưa là chủ tịch thành phố, có một lần cùng bí thư Tiết Diệu Tiến xuống thị sát thành phố Đông Bộ, bí thư đã đặc biệt đi xuống thị sát vườn táo. Lúc đó bí thư vì vấn đề kiến thiết vườn táo đã cho ra nhiều yêu cầu với huyện Đằng Nhạc. Điều này còn chưa là vấn đề, thậm chí Nhâm Sương Bình còn sinh ra cảm giác, hắn thấy bí thư Tiết Diệu Tiến giống như rất có cảm tình với cây táo ở huyện Đằng Nhạc, bí thư Tiết nhìn những cây táo ở huyện Đằng Nhạc giống như nhìn con đẻ của mình vậy. Lúc đó Nhâm Sương Bình mẫn cảm ý thức được đây chính là một điểm quan trọng để mình có thể chen chân vào trong hàng ngũ của bí thư Tiết Diệu Tiến. Hắn nắm chắc điểm này thì có thể nói là hốt thuốc đúng bệnh, biến mình thành một người trong hàng ngũ của Tiết Diệu Tiến. Sau đó Nhâm Sương Bình lợi dụng quyền lực trong tay để không ít lần bật đèn xanh cho cây táo ở huyện Đằng Nhạc, dù chút chuyện như vậy căn bản không là gì với hắn, thế nhưng đây ít nhất cũng là vấn đề thuộc phương diện thái độ, thế cho nên hắn nhanh chóng tìm được sự tín nhiệm của bí thư Tiết Diệu Tiến. Lúc này Tiết Diệu Tiến sắp đi, đây là kết cục đã định, bây giờ công trình 100.000 hecta táo năm xưa vinh danh khắp thành phố cũng giống như biến thành không còn phù hợp với huyện Đằng Nhạc chỉ sau một đêm. Nhâm Sương Bình cũng từng xem qua văn bản siết chặt quản lý vườn táo của huyện Đằng Nhạc. Thật lòng thì hắn muốn người dân chặt cây táo, nhưng nếu nhìn vào tình huống trước mắt thì cảm thấy giữ lại vẫn hay hơn. Dù sao thì Tiết Diệu Tiến vẫn chưa rời khỏi thành phố Đông Bộ. Chủ tịch Nhâm, vừa rồi đồng chí trực ban của văn phòng khối chính quyền đã gọi điện thoại thông báo cho bí thư Lý Ổn Trung và chủ tịch La Định Lôi của huyện Đằng Nhạc, yêu cầu bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến đây, sau đó đưa quần chúng kêu oan đi về. Thái Nguyên Thương thấy Nhâm Sương Bình mở to mắt thì lên tiếng. Nhâm Sương Bình khẽ gật đầu, sau đó hắn thản nhiên nói. À, nhưng đưa nông dân đi cũng không giải quyết được vấn đề gì. Thái Nguyên Thương nghe một câu nói không đầu không đuôi của Nhâm Sương Bình thì trong đầu chợt xuất hiện nhiều ý nghĩ, thế nhưng cuối cùng tất cả đều quy kết lại làm một, đó chính là chẳng lẽ chủ tịch Nhâm muốn chặt bỏ vườn táo kia. Đối với Nhâm Sương Bình thì bây giờ chặt bỏ vườn táo cũng không phải là một chuyện gì tốt đẹp. Dù sao bây giờ có rất nhiều người biết hắn sắp tiếp nhận vị trí của bí thư Tiết, càng vào lúc này thì hắn càng nên có biểu hiện khoan dung, nếu chặt hết vườn táo ở huyện Đằng Nhạc, như vậy căn bản sẽ sinh ra những ảnh hưởng không hay. Thái Nguyên Thương tin mình có thể thấy rõ điều này thì chủ tịch Nhâm Sương Bình cũng hiểu rất rõ, nhưng thấy rõ là một chuyện, làm hay không lại là một chuyện khác. Thái Nguyên Thương trầm ngâm một chút rồi cảm thấy đây là cơ hội để mình lấy lại địa vị trước đó trong lòng Nhâm Sương Bình, nếu như vứt bỏ cơ hội này, chỉ sợ sau này trong mắt chủ tịch Nhâm Sương Bình thì mình cũng không còn chút giá trị gì để sử dụng. Chủ tịch Nhâm, tôi cảm thấy sự việc này cứ nên để từ từ giải quyết thì hay hơn, dù sao thì bí thư Tiết ở bên kia. Thái Nguyên Thương cũng không nói hết lời, thế nhưng hắn tin chủ tịch Nhâm hoàn toàn hiểu rõ lời nhắc nhở của mình. Nhâm Sương Bình khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Thái Nguyên Thương có thêm chút khẳng định. Một chút biến hóa nho nhỏ của Nhâm Sương Bình làm cho tâm tình của Thái Nguyên Thương chợt nhẹ đi vài phần. Dù sao thì lần này hắn cũng xem như thành công, có thể tìm về sự tín nhiệm của Nhâm Sương Bình, đây là một chuyện vui với hắn. Nguyên Thương, cậu nói cũng đúng, hơn nữa có một số việc cũng là suy nghĩ vì tôi. Nhưng này, cậu có nghĩ đến phương diện này không, nếu chúng ta cứ chần chừ, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của nông dân huyện Đằng Nhạc. Nhâm Sương Bình tuy không nói quá lớn nhưng giọng điệu lại rất vui vẻ. Tuy giọng điệu của Nhâm Sương Bình là phê bình nhưng Thái Nguyên Thương lại tuyệt đối không sốt ruột, vì vừa rồi Nhâm Sương Bình đã nói rõ ràng, Thái Nguyên Thương nói như vậy là nghĩ cho hắn. Thái Nguyên Thương biết rõ lãnh đạo phê bình, chịu chỉ vào mặt mắng mình chính là nghĩ cho mình. Cho dù mình có sai thì cũng sẽ được lãnh đạo bao phủ.
Chủ tịch Nhâm, tôi thừa nhận sai lầm với anh, rõ ràng là tư tưởng của tôi quá hạn hẹp, sau này còn phải học tập anh nhiều hơn, tranh thủ để chính mình không rơi vào sai lầm. Nhâm Sương Bình khẽ khoát tay áo với tình huống Thái Nguyên Thương thừa nhận sai lầm, hắn cười nói. Nguyên Thương, đây cũng không phải là chuyện gì lớn, nhưng nó lại có thể đưa lên một độ cao chính trị. Vì chuyện này chúng ta phải chú trọng lợi ích của quần chúng, 100.000 hecta táo kia có chứa đựng cảm tình của Bí Thư Tiết, thế nhưng tôi cảm thấy Bí Thư Tiết sẽ không vì chút cảm tình đó mà không nghĩ cho nhân dân. Thái Nguyên Thương nghe được những lời của Nhâm Sương Bình mà không khỏi sinh ra một loại ảo giác, đó là không phải mình nghe lầm đấy chứ. Hắn hiểu rất rõ Chủ tịch Nhâm Sương Bình là hạng người gì, nếu như những lời này xuất phát từ miệng của Tiết Diệu Tiến, hắn chắc chắn sẽ tin. Thế nhưng lời này được phát ra từ miệng Nhâm Sương Bình, điều này làm hắn cảm thấy khó thể tin được. Nhưng mặc kệ bây giờ Thái Nguyên Thương có tin hay không thì Nhâm Sương Bình cũng đã nói ra những lời như vậy, hơn nữa lại nói cực kỳ đạo mạo. Thái Nguyên Thương nhìn gương mặt đứng đắn của Chủ tịch Nhâm Sương Bình, hắn không khỏi thầm suy đoán. Không phải vị lãnh đạo này sắp được đề bạt làm bí thư thị ủy thế cho nên cảnh giới tư tưởng cũng được đề cao đấy chứ. Lúc này xe đã dừng lại bên cạnh khu văn phòng khối chính quyền. Thái Nguyên Thương vừa muốn xuống xe giúp Nhâm Sương Bình mở cửa, lại bị Nhâm Sương Bình phất tay cản trở. Nguyên Thương, cũng không cần gấp, tôi còn có chuyện phải thương lượng với trưởng phòng Đồng. Lái xe rốt cuộc là người lanh trí, những ngày hôm nay Nhâm Sương Bình thường rất nhiều lần đi đến tổ công tác, thế cho nên tài xế cũng không nói nhiều, hắn trực tiếp chạy xe về phía văn phòng thị ủy. Nhâm Sương Bình không phải muốn đến cùng trưởng phòng Đồng bàn bạc xem nên chặt vườn táo kia như thế nào đấy chứ? Trong đầu Thái Nguyên Thương chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Khi hắn còn đang tỏ ra chần chừ thì Nhâm Sương Bình đã lên tiếng. Nguyên Thương, chút nữa anh thông báo cho hai người Lý Ổn Trung và La Định Lôi, nói bọn họ đến cũng không nên đi ngay, đợi tôi và trưởng phòng Đồng thương nghị xong thì sẽ xác định lãnh đạo thành phố cùng bọn họ xuống giải quyết vấn đề. Xác định lãnh đạo thành phố xuống giải quyết vấn đề. Vẻ mặt Thái Nguyên Thương chợt khẽ động. Một tia chớp chợt lóe lên trong lòng, cho đến giờ phút này hắn mới hiểu những tính toán của Nhâm Sương Bình. Thái Nguyên Thương thầm cảm khái một tiếng, chủ tịch đúng là chủ tịch, chính mình còn đang định nhắc nhở một tiếng, cũng không ngờ chủ tịch đã suy xét kỹ càng rồi. Đám nông dân vây quanh cổng văn phòng khối chính quyền thành phố đã bị các vị lãnh đạo hai cấp xã huyện chạy đến khuyên bảo trong thời gian nửa giờ, sau đó chậm rãi bỏ đi. Nhưng lúc này Bí thư Lý Ổn Trung và Chủ tịch La Định Lôi của huyện Đằng Nhạc đang đứng trước cổng khối chính quyền thành phố lại cảm thấy rất không thoải mái. Nếu so với La Định Lôi thì Lý Ổn Trung có dáng người hơi gầy, vẻ mặt biến thành màu đen nhưng nhìn qua lại cực kỳ tinh thần. Lý Ổn Trung đã 50 tuổi nhưng bây giờ dùng một tay chống nạnh vẫn làm cho người ta sinh ra cảm giác sợ hãi khi đối mặt. Lý Triệu Tài, anh làm bí thư đảng ủy xã như thế nào vậy? 7 xã đều có vườn trái cây. Vì sao người kêu oan chủ yếu đến từ xã của anh? Cũng là một tình huống, vì sao những xã khác không phát sinh vấn đề, vì sao chỉ có xã anh là có vấn đề? Lý Ổn Trung thật sự nói rất lớn, cũng không thèm nể mặt vị bí thư đảng ủy xã Lý Triệu Tài đang đứng cúi đầu thừa nhận sai lầm trước mặt. Lý Triệu Tài cúi đầu không nói nửa câu, nếu nói về dáng người thì một mình hắn hoàn toàn có thể chấp cả Lý Ổn Trung và La Định Lôi. Lý Triệu Tài là một người cực kỳ vạm vỡ. Ở dưới xã chỉ cần hắn trừng mắt là có thể làm cho đối phương liên tục đổ mồ hôi lạnh, nhưng bây giờ đối mặt với Lý Ổn Trung thì cúi đầu giống như một đứa bé đang nhận sai. Hừ, tôi đã sớm nhắc nhở anh rồi, xuất hiện mâu thuẫn thì phải xử lý ngay từ khi còn tròn trứng nước. Nếu làm được như vậy thì chuyện nhỏ không ra khỏi thôn, chuyện lớn không ra khỏi xã, làm sao có thể xảy ra sự kiện này. Đối với đám quần chúng không chịu nghe lời thì phải xử phạt thật nặng, phải xử lý bọn họ dựa theo quy định. Anh xem mình đã làm gì ở dưới xã, bắt người rồi lại thả, bây giờ có chuyện xảy ra lại bắt tôi chạy đến chùi đít, rõ ràng là một bí thư đảng ủy xã không hợp cách. Nếu anh cảm thấy mình không thể tiếp tục đảm nhiệm công tác, như vậy thì nhanh chóng nhường vị trí, tuy cóc ba chân khó tìm nhưng cóc hai chân lại không thiếu. Lý Ổn Trung chắp tay sau đít đi qua đi lại dùng giọng hổn hển phê bình Lý Triệu Tài. Trong lúc bí thư Lý mở miệng phê bình, Lý Triệu Tài cúi đầu như một học sinh nhận sai. Cũng không dám cãi lại nửa câu. La Định Lôi đứng bên cạnh Lý Ổn Trung, trong lòng hắn có chút bực bội. Lý Triệu Tài là người đi khá gần hắn, Lý Ổn Trung răn dạy Lý Triệu Tài như vậy, dù Lý Triệu Tài thật sự có chút sai lầm nhưng rõ ràng nhìn vào mặt khác cũng là ông say không phải vì rượu, đối phương đang tỏ ra bất mãn với mình. Người đàn ông kia được thả như thế nào thì La Định Lôi biết rất rõ,
nếu không phải là mình gọi điện thoại cho Lý Triệu Tài, như vậy Lý Triệu Tài sẽ không đơn giản thả người. Lý Ổn Trung là người biết rõ sự việc bên trong là như thế nào, thế nhưng bây giờ lại nổi nóng dậy bảo Lý Triệu Tài, không phải đang phát tiết bất mãn với mình sao? Lý Ổn Trung rõ ràng là càng mắng càng nổi giận, La Định Lôi trầm ngâm một chút, hắn thừa dịp Lý Ổn Trung dừng lời để nói xen vào. Bí thư Lý, tôi cũng muốn làm sáng tỏ một chút, lần này là tôi gọi điện thoại cho Lý Triệu Tài thả Trần Nhị Quảng. Chuyện này là tôi không suy xét rõ ràng, lúc này mới làm cho huyện Đằng Nhạc rơi vào thế bị động, sau khi trở về nhất định sẽ nghiêm khắc làm kiểm điểm với bí thư. La Định Lôi cung không kéo Vương Tử Quân ra, hắn là đồng sự với Lý Ổn Trung nhiều năm, hắn biết rõ tính cách của bí thư Lý Ổn Trung. Nếu chính mình đứng ra gánh chịu thì vị bí thư có tác phong bá đạo này sẽ không nói gì, nếu đưa Vương Tử Quân ra, biểu hiện của đối phương sẽ không có gì nhưng nhất định sẽ ghi nợ trong lòng, sau này có chuyện gì đó sẽ đổ ập xuống đầu mình. Nếu như là trước kia, khi mà Tiết Diệu Tiến vẫn còn như rồng ở thành phố Đông Bộ, La Định Lôi thật sự rất sợ Lý Ổn Trung nổi nóng với mình. Nhưng bây giờ Tiết Diệu Tiến sắp rơi vào tình huống vừa hưu non, La Định Lôi cũng có thể cứng miệng hơn. Hắn không nói ra Vương Tử Quân vì có lý do khác, đó chính là hắn không muốn để cho Lý Ổn Trung biết mình có quan hệ tốt với Chủ tịch Vương. Lý Triệu Tài dùng ánh mắt cảm kích nhìn La Định Lôi, thế nhưng hắn cũng không dám nói lời nào. Hắn hiểu rõ tình hình vào lúc này, bây giờ là hai vị lãnh đạo tranh chấp với nhau, lựa chọn sáng suốt nhất của mình chính là bảo trì sự trầm mặc, cũng đừng nên nói lời nào. Ánh mắt Lý Ổn Trung rơi lên người La Định Lôi, gương mặt nghiêm túc chợt xuất hiện nụ cười khổ. Anh La, anh nói tôi phải làm sao đây? Chuyện này nhìn qua thì đơn giản, nhưng sự việc đã xảy ra, hai anh em chúng ta cũng chỉ có thể đứng ra xác nhận với thành phố mà thôi. Lý Ổn Trung phê bình Lý Triệu Tài như vậy cũng chỉ vì muốn lôi La Định Lôi ra ngoài. Lúc này hướng đi của bí thư Tiết Diệu Tiến hầu như đã được tỉnh ủy quyết định, Lý Ổn Trung cảm thấy địa vị của mình ở huyện Đằng Nhạc cũng có chút không ổn, cần phải hoạt động một chút. Hắn muốn lợi dụng chuyện này để nói cho tất cả mọi người biết Lý Ổn Trung này vẫn là lãnh đạo đứng đầu huyện Đằng Nhạc, dù là ai cũng đừng hòng chạy qua chạy lại làm loạn. Cho dù các anh có nhảy đi đâu, có mặt Lý Ổn Trung này thì cũng coi như phí công vô dụng. La Định Lôi là một cán bộ công tác trong thể chế nhiều năm, hắn sao không hiểu rõ tâm tư của Lý Ổn Trung. Nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể kiên trì nói. Bí thư Lý, nếu tuyến trên truy cứu xuống, tôi sẽ nhận trách nhiệm về sự việc này. Anh La, xem anh nói kìa, giống như Lý Ổn Trung tôi là người không chịu thừa nhận trách nhiệm vậy. Tôi nói cho anh biết, sự việc này là do tôi gánh trách nhiệm, tôi là người đứng đầu huyện Đằng Nhạc, nếu tuyến trên có truy cứu, tôi sẽ là người gánh vác. Khi bí thư Tiết xuống thị sát huyện Đằng Nhạc cũng đã nói rất rõ ràng, tôi là lãnh đạo đứng đầu, có gì xảy ra phải gánh vác trách nhiệm cao nhất. Lý Ổn Trung dùng giọng hùng hồn lên tiếng, giọng điệu thật sự làm cho người ta cảm thấy nóng lòng, đặc biệt là bốn chữ lãnh đạo đứng đầu. La Định Lôi biết rõ Lý Ổn Trung đang mượn cơ hội để gõ đầu mình, nhưng lúc này hắn thấy đối phương mở miệng ngậm miệng vẫn nhắc đến bí thư Tiết, hắn thật sự sinh ra cảm giác buồn cười. Bây giờ bí thư Tiết sắp rút lui khỏi diễn đàn chính trị thành phố Đông Bộ, còn mở miệng nói bí thư Tiết thế này thế kia, hi hi, nếu cứ tiếp tục như vậy chẳng phải đang có ý kiến với vị bí thư thị ủy sắp đến nhận chức sao? Bí thư Lý, trách nhiệm chủ yếu để xảy ra sự việc này là của tôi. Tôi sao có thể đổ trách nhiệm của tôi lên người anh cho được. La Định Lôi tuy thầm cười lạnh nhưng vì thể diện mà vẫn phải nói ra những lời như vậy. Lý Ổn Trung giống như không nghe được những lời giả tạo của La Định Lôi, hắn nở nụ cười đau khổ nói. Anh La, tôi lớn hơn anh vài tuổi, thôi thì gọi bằng một tiếng cậu La. Cậu cho rằng Chủ tịch Nhâm gọi điện thoại yêu cầu chúng ta chờ là vì muốn xử lý sự việc kêu oan cho chúng ta sao? Tôi thấy nếu thật sự cho ra phương án xử lý, tôi chờ trước cổng văn phòng cả tháng cũng được, chỉ sợ lúc này Chủ tịch Nhâm thật sự cho ra chỉ thị với vườn táo của huyện Đằng Nhạc chúng ta. Lý Ổn Trung nói đến vườn táo thì vẻ mặt trầm xuống, vườn táo chính là khoản tài phú của bí thư Tiết Diệu Tiến ở huyện Đằng Nhạc, nếu khoản tài phú này bị mất đi, hắn thật sự cảm thấy mình thật sự phải xin lỗi vị lãnh đạo đã đề bạt mình lên vị trí này. La Định Lôi cũng có chút chuẩn bị với phương án xử ý của thị ủy, lúc này nghe thấy Lý Ổn Trung nói ra thì cũng có chút trầm trọng. Tuy hắn cảm thấy lúc này nên chặt táo trồng lương thực, thế nhưng nói cải tạo vườn táo thì dễ mà làm mới khó. Chưa nói đến vấn đề gì khác, đừng hòng vượt qua cửa ải của Lý Ổn Trung. Lý Ổn Trung và La Định Lôi đều có tính toán riêng, hai người đi vào phòng họp thường vụ khối chính quyền. Nếu dưới tình huống bình thường,
với cấp bậc của hai người bọn họ mà được đi vào trong phòng họp như thế này thì rõ ràng là dấu hiệu thăng chức, nhưng lúc này cả hai người đều thật sự không thể nào vui vẻ cho được. La Định Lôi đi vào phòng họp thì dùng ánh mắt dò xét nhìn khắp bốn phía, hắn phát hiện bên trong phòng ngoài vài nhân viên công tác cũng không có vị lãnh đạo nào. Nhưng hắn cũng thấy trên bàn có sắp đặt vài chiếc bảng tên. Nhâm Sương Bình, Vương Tử Quân, Trúc Phù Bình. La Định Lôi nhìn những cái tên quen thuộc mà tâm tư cũng thả lỏng một chút, đặc biệt là cái tên Vương Tử Quân càng làm cho hắn an tâm. Anh Lý, anh La, mời hai anh đến đây ngồi. Phó thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền Hà Đông Kỳ đang bận rộn trong phòng họp, lúc này thấy hai người Lý Ổn Trung đi đến thì cười ha hả tiến lên đón chào. Hà Đông Kỳ đã làm phó thư ký trưởng văn phòng không ít năm, quan hệ rất tốt, vì dĩ vãng đứng sai hàng ngũ nên đến bây giờ căn bản chưa được đề bạt. Nhưng hắn là phó thư ký trưởng, vẫn có được thể diện của mình. Lý Ổn Trung duỗi hai tay ra bắt chặt tay của Hà Đông Kỳ, lúc này mới nói. Thư ký trưởng, mỗi lần các vị lãnh đạo họp lại làm khổ anh, nếu khi nào anh rảnh thì mời đến huyện Đằng Nhạc chúng tôi, bất cứ lúc nào huyện Đằng Nhạc cũng chào đón lãnh đạo đến kiểm tra chỉ đạo công tác. Bí thư Lý, rõ ràng là anh không muốn cho tôi đến huyện Đằng Nhạc, nếu cho tôi đến uống rượu thì sẽ không chối từ, nếu là kiểm tra chỉ đạo công tác, hì hì, tôi cũng không lớn gan như vậy. Hà Đông Kỳ hơn 40 chưa đến 50 nhưng mái tóc đã bạc, hắn đã nhiều năm công tác không được như ý trong cơ quan, bây giờ mở miệng cũng thật sự là không có gì gò bó. Sau khi bắt tay với Lý Ổn Trung thì Hà Đông Kỳ bắt chặt tay La Định Lôi, lúc này hắn mới khẽ nói. Bí thư Lý, Chủ tịch La, hai anh lúc này nên chú ý một chút, lúc này tất cả thành viên ban ngành của khối chính quyền sẽ đến họp. Hi hi, các anh cũng không cần đốt pháo lên người. Lý Ổn Trung và La Định Lôi cũng chỉ cười khổ chống đỡ lời nói của Hà Đông Kỳ, cuối cùng Lý Ổn Trung nói. Cảm ơn thư ký trưởng, hai người chúng tôi đã làm tốt chuẩn bị. Làm tốt chuẩn bị gì? Một âm thanh vui vẻ vang lên từ phía sau, Lý Ổn Trung và La Định Lôi nghe nói như vậy thì cảm thấy trong lòng có hơi run lên, sau đó vội vàng quay đầu nhìn, đúng lúc gặp Phó Chủ tịch Thường ủy Trúc Phù Bình đi đến. Trúc Phù Bình là Phó Chủ tịch chỉ sắp xếp sau Chủ tịch Nhâm Sương Bình và Phó Chủ tịch Thường vụ Vương Tử Quân, thân lại là Thường ủy Thị ủy, nếu đến phòng họp theo đúng trình tự thì rõ ràng không nên xuất hiện vào lúc này. Nhưng hôm nay hắn lại là người đầu tiên đi vào phòng họp. Lý Ổn Trung và Trúc Phù Bình đều là thủ hạ của bí thư Tiết Diệu Tiến thế nhưng mối quan hệ của hai người trước nay lại có chút gập ghềnh. Hai người đã từng vì vị trí phó chủ tịch thành phố mà chơi trò cao tay với nhau, cuối cùng chỉ có Trúc Phù Bình chiến thắng tiến lên làm phó chủ tịch thường ủy. Tuy giữa hai người vẫn biểu hiện không có gì thế nhưng sẽ luôn có chút khúc mắc trong lòng khó thể nào cởi ra được. Đặc biệt Lý Ổn Trung là người thất bại trong lúc tranh chấp, sự việc kia đến bây giờ vẫn chưa thể nào tiêu tan. Hai người biểu hiện vẫn rất tốt, xem như chôn giấu thật sâu trong lòng. Khi Trúc Phù Bình xuất hiện ở phòng họp thì trong lòng Lý Ổn Trung chợt sinh ra cảm giác cùng chung mối thù. Năm xưa Trúc Phù Bình cũng đi theo bí thư Tiết thực hiện công trình 100.000 hecta táo ở huyện Đằng Nhạc, chính Lý Ổn Trung khi đó đang là phó phòng lâm nghiệp của huyện Đằng Nhạc, cũng chạy theo bí thư Tiết đi trồng táo. Hiểu lầm nhiều năm giống như tan biến vào lúc này, Lý Ổn Trung tiến lên nghênh đón Trúc Phù Bình, trên mặt là nụ cười vui vẻ. Tôi và Định Lôi nhất định phải mời các vị lãnh đạo đến huyện Đằng Nhạc chúng tôi tham quan vườn cây ăn trái, nhưng Chủ tịch Trúc năm xưa là nguyên lão kiến thiết 100.000 hecta táo, lại càng là lãnh đạo được huyện Đằng Nhạc chào đón nhiệt liệt. Trúc Phù Bình nhìn hai bàn tay của Lý Ổn Trung, hắn nào không hiểu rõ Lý Ổn Trung đang nghĩ gì. Trong đầu chợt xuất hiện nhiều ý nghĩ, hắn cũng đưa tay bắt chặt tay Lý Ổn Trung, sau đó lớn tiếng nói. Bí thư Lý, cung kính không bằng tuân mệnh, tôi xem như khách không mời mà đến. Như vậy xem như không khách khí, các anh đừng trách. Hai người Trúc Phù Bình và Lý Ổn Trung lại nói về vài chuyện năm xưa, sau đó cùng nở nụ cười, tất cả là cực kỳ ăn ý, xem như tình cảm khôi phục như thường. Trong khoảng thời gian này các vị phó chủ tịch Lưu Nham Phú, Trương Thông cũng lục tục đi đến phòng họp. Khi còn 2 phút thì bắt đầu họp thì Vương Tử Quân đi vào phòng, bầu không khí chợt trở nên yên ắng. Nhâm Sương Bình đến muộn hơn Vương Tử Quân một chút. Sau khi ngồi xuống ghế thì hắn trầm giọng nói. Hôm nay nông dân huyện Đằng Nhạc đến kêu oan, điều này là minh chứng cho công tác của chúng ta vẫn còn có nhiều lỗ hổng. Tôi yêu cầu tất cả chúng ta phải nhìn thẳng vào các vấn đề đang tồn tại, phải phân tích cho tốt để tiến tới giải quyết triệt đề. Bây giờ trong hàng ngũ cán bộ có tồn tại một vài hiện tượng lảng tránh, tôi cảm thấy tâm tính như vậy là không được. Chúng ta càng lảng tránh vấn đề, càng làm cho vấn đề bộc phát mạnh mẽ,
mâu thuẫn sẽ tiến thêm một bước, sẽ càng sâu sắc, như vậy thật sự không có chút trợ giúp nào để giải quyết vấn đề. Nhâm Sương Bình đứng lên cũng không nói gì khác, chỉ nói về tầm quan trọng của công tác giải quyết vấn đề. Vương Tử Quân mỉm cười nhìn Nhâm Sương Bình, lúc này hắn xem như đã hiểu Nhâm Sương Bình muốn làm gì. Hai đồng chí Lý Ổn Trung và La Định Lôi của huyện Đằng Nhạc có đến đây không? Tuy từ lúc vào cửa thì Nhâm Sương Bình đã nhìn thấy Lý Ổn Trung và La Định Lôi, thế nhưng lúc này hắn vẫn trầm giọng hỏi. Chúng tôi có mặt, Chủ tịch Nhâm. Tuy trong lòng Lý Ổn Trung thật sự có ý kiến rất lớn với Nhâm Sương Bình, thế nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể quy củ đứng lên chào hỏi Nhâm Sương Bình. À, hai vị công tác rất tốt, hôm nay để cho quần chúng đến chặn cổng khối chính quyền thành phố, có phải muốn để cho quần chúng ngày mai lên chặn cổng tỉnh ủy? Thị ủy đã sắp xếp các anh là lãnh đạo đứng đầu huyện Đằng Nhạc, bây giờ lại xuất hiện sự kiện kêu oan như vậy, các anh nói xem có chuyện gì đang xảy ra. Nhâm Sương Bình lúc này lên tiếng mà trên mặt không còn sót lại dấu hiệu của nụ cười. Lý Ổn Trung nhìn gương mặt nghiêm túc của Nhâm Sương Bình, trong lòng không tự chủ được nhớ đến thời điểm khi Bí Thư Tiết còn là một bí thư thị ủy nói 102, lúc đó Chủ tịch Nhâm này gặp mặt mình đều 12 gọi là anh Lý, hơn nữa biểu hiện vẻ mặt còn thân thiết hơn gặp anh em ruột thịt. Đúng là con người. Lý Ổn Trung thầm mắng một tiếng, hắn cố gắng đề cao tinh thần, nói ra những lời mà chính mình đã chuẩn bị sẵn. Chủ tịch Nhâm, Chủ tịch Vương, các vị lãnh đạo, hôm nay nông dân huyện Đằng Nhạc đến thành phố kêu oan, đảng ủy chính quyền huyện Đằng Nhạc chúng tôi khó tránh khỏi trách nhiệm, tôi yêu cầu lãnh đạo tiến hành phê bình cá nhân tôi. Bí thư Lý, hôm nay chúng ta họp để giải quyết vấn đề, tôi thấy chuyện phê bình cứ để đến khi xử lý xong sự việc thì các anh sẽ tiến hành với Bí thư Tiết và Chủ tịch Nhâm sau cũng được. Vương Tử Quân khẽ khoát tay chặn lời Lý Ổn Trung, trên mặt là nụ cười vui vẻ. Nhâm Sương Bình có hơi híp mắt lại, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, nhưng nụ cười này đến nhanh mà đi cũng nhanh không kém, hắn nhanh chóng khoát tay chặn lại nói. Cứ làm theo đúng chỉ thị của Chủ tịch Vương. Chủ tịch Nhâm, Chủ tịch Vương, chuyện này chủ yếu liên quan đến 100.000 hecta táo của huyện Đằng Nhạc. Năm nay vì vấn đề thị trường và nhiều nguyên nhân khác làm cho giá cả và sản lượng táo sụt giảm, làm cho nông dân mất đi lòng tin vào cây táo, thế cho nên muốn chặt táo để chuyển đổi sang trồng cây lương thực. Đảng ủy chính quyền huyện Đằng Nhạc chúng tôi cực kỳ coi trọng hiện tượng này, chúng tôi đã giao trách nhiệm cho phòng lâm nghiệp, phòng nông nghiệp, ủy ban cải cách và các ban ngành tương quan tiến hành ước định sản nghiệp cây táo trong huyện Đằng Nhạc, chúng tôi cho rằng trồng táo, đặc biệt là quy mô táo như vậy rất có tương lai. Lý Ổn Trung tuy không quá lớn tiếng nhưng âm thanh vẫn vang dội trong phòng họp, tuy hắn không dùng micro nhưng âm thanh vẫn truyền vào tai từng người cực kỳ rõ ràng. Bí thư Lý, dựa theo những lời nói của anh, huyện Đằng Nhạc cho ra văn bản không cho phép quần chúng chặt táo là có căn cứ khoa học sao? Nếu đã như vậy, các anh có thể đảm bảo năm nay quả táo sẽ được mùa và có giá tốt không? Nhâm Sương Bình cũng không chờ Lý Ổn Trung nói cho xong, hắn khẽ vỗ lên bàn rồi nói. Không thể, chút điều tra của các anh cũng chỉ là đoán chừng mà thôi, cũng không thể đảm bảo chính xác, có phải như vậy không? Lý Ổn Trung tuy rất muốn khẳng định nhưng lại thật sự không quá nắm chắc. Thế cho nên cuối cùng cũng chỉ khẽ gật đầu với câu hỏi của Chủ tịch Nhâm Sương Bình. Không nắm chắc thì sao có thể yêu cầu quần chúng tiếp tục duy trì như vậy? Nhâm Sương Bình nâng ly nước lên nhấp một ngụm rồi nói tiếp. Tất nhiên hạng mục trồng táo ở huyện Đằng Nhạc có xuất phát rất tốt, vì đẩy mạnh phát triển kinh tế của huyện, lại tăng thu nhập cho nhân dân. Nhưng chúng ta làm việc cũng không phải chỉ chú trọng xuất phát tốt, càng cần có điểm dừng chân. Tôi cảm thấy yêu cầu và quan điểm của quần chúng trong sự kiện lần này là cực kỳ đúng đắn, có câu không điều tra thì không có quyền lên tiếng, thị ủy và chính quyền đã có ý kiến với sự việc này, vậy thì trước tiên nên chú trọng điều tra rồi xử lý. Ánh mắt Nhâm Sương Bình trở nên bình thản, hắn nhìn thoáng qua Lữ Hạ Cường, sau đó lại chuyển lên người Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, lợi ích của quần chúng là rất quan trọng, 100.000 hecta táo của huyện Đằng Nhạc có liên quan đến hơn 7 xã, hơn 10.000 quần chúng. Đặt ở thành phố Đông Bộ thì thật sự là một chuyện lớn cần phải giải quyết hành đầu. Ý kiến của tôi là thành lập một tổ điều tra, anh làm tổ trưởng, chủ tịch Lữ là phó tổ trưởng, tổ chức sắp xếp các cán bộ tinh anh trong đơn vị ban ngành bên dưới tiến hành điều tra, cần phải điều tra nhanh chóng, sau đó cho ra ý kiến xử lý. Nhâm Sương Bình nói hai câu thì ném củ khoai lang nóng lên tay mình, Vương Tử Quân ngồi trên ghế, tuy có chút không cam lòng nhưng quan cao đè chết người. Dù mình là phó chủ tịch thường vụ thế nhưng Nhâm Sương Bình lại là chủ tịch thành phố, hơn nữa người này còn dơ lên tấm biển vì lợi ích của quần chúng,
nếu mình không tiếp nhận thì sẽ cho đối phương cơ hội gõ cờ lê xuống đầu, tất nhiên hắn sẽ không ngốc đâm đầu đi làm như vậy. Cảm ơn Chủ tịch Nhâm đã tín nhiệm, tôi sẽ nhất định điều tra thật nhanh, sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất. Vương Tử Quân khẽ đặt bút trong tay xuống rồi trầm giọng nói. Đến tận lúc tan họp thì La Định Lôi vẫn luôn quan sát Chủ tịch Vương, theo những lời đồn đãi về mối quan hệ giữa các vị chủ tịch, hắn biết Chủ tịch Vương có quan hệ không tốt với Chủ tịch Nhâm. Lúc này Chủ tịch Nhâm bắt buộc Vương Tử Quân phải xử lý sự việc, càng làm cho La Định Lôi khẳng định suy nghĩ của mình. Đây không phải là một việc dễ làm. La Định Lôi là chủ tịch huyện Đằng Nhạc, hắn thật sự tràn đầy cảm xúc với sự kiện lần này. Một mặt hắn muốn nhân dân chuyển đổi phương thức canh tác, chuyển cây táo sang cây lương thực, mặt khác lại nể sợ đám người Tiết Diệu tiến thâm ăn cố đế ở thành phố Đông Bộ. 100.000 hecta táo chính là cơ sở để bí thư Tiết tiến lên, năm xưa bí thư Tiết từ vị trí bí thư huyện ủy tiến lên làm thường ủy thị ủy cũng là vì hạng mục này. Lúc này đám cán bộ đang theo sát bí thư Tiết cũng có không ít những người năm xưa cùng với lãnh đạo đi xây dựng vườn táo ở huyện Đằng Nhạc, những người kia rõ ràng là cùng chung vinh nhục với bí thư Tiết. Bây giờ đám người này đều ổn định và có vị trí quan trọng như Lý Ổn Trung, tuy bí thư Tiết Diệu Tiến sắp lui xuống nhưng thực lực của bọn họ vẫn không thể nào khinh thường. Nếu Vương Tử Quân không tiếp nhận quyết định của Nhâm Sương Bình, La Định Lôi cảm thấy như vậy thật sự không hay. Dù sao Nhâm Sương Bình cũng là chủ tịch thành phố. Là lãnh đạo khối chính quyền thành phố, cấp bậc cao hơn hẳn, hoàn toàn có quyền lên tiếng áp chế, gõ cờ lê lên đầu. Hơn nữa vừa rồi Nhâm Sương Bình lại dương cao lá cờ vì lợi ích của nhân dân, nếu Vương Tử Quân không tiếp nhận, nếu sự việc được phản ánh lên cho lãnh đạo tỉnh, chỉ sợ Vương Tử Quân trăm miệng khó nói nên lời. Cấp chính và cấp phó tuy chỉ khác nhau một chữ nhưng lại có một ưu thế trời sinh, ưu thế này không chỉ phản ánh ở cấp bậc, còn phản ánh nhiều phương diện khác. La Định Lôi nghĩ đến những phương pháp mình thường hay áp dụng với nhóm phó chủ tịch huyện, thế là hắn lúc này vẫn còn đầy nghi vấn. Thầm nghĩ nhiều người nói nhiều chuyện chủ tịch Nhâm căn bản không làm gì được chủ tịch Vương, nhưng nếu lúc này chủ tịch Vương không có được sự giúp đỡ to lớn của bí thư thị ủy, làm sao có thể so sánh được với chủ tịch Nhâm. Khi La Định Lôi đang tràn đầy nghi hoặc thì cửa phòng họp mở ra, trong ánh mắt của hắn, có 5 vị phó chủ tịch nhưng đã có 4 vị đi theo Vương Tử Quân. Thì ra là vậy. La Định Lôi chợt cảm thấy mình hiểu rõ vấn đề, hắn nhìn hai bên trái phải của hành lang, hắn trầm ngâm một lát, sau đó nhanh chóng đi về phía chủ tịch Vương. Tử Quân, đây là một củ khoai lang nóng, lúc đó sao anh lại tiếp nhận chứ? Tôi đã làm tố chuẩn bị, chỉ cần anh mở miệng thì tôi sẽ đứng lên đẩy chủ tịch Nhâm vào vị trí tổ trưởng, cũng không ngờ anh lại tiếp nhận. Lưu Nham Phú vừa khẽ gật đầu với đám người chào hỏi mình trên đường vừa khẽ lên tiếng dùng giọng ai oán nói với Vương Tử Quân. Lưu Nham Phú nói ra tiếng lòng của đám phó chủ tịch Trương Thông, Tôn Quốc Lĩnh ở bên cạnh, thế nên ai cũng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười với nhóm người Lưu Nham Phú, hắn nói. Chuyện này tôi đã muốn tiếp nhận, không ngờ lúc buồn ngủ chủ tịch Nhâm lại đưa gối đến, một cơ hội tốt như vậy sao tôi có thể bỏ qua được. Sau khi nghe được câu trả lời của Vương Tử Quân thì vẻ mặt Trương Thông có hơi biến đổi, hắn cũng không ngờ Vương Tử Quân lại có ý nghĩ như vậy. Phải biết rằng đây là một củ khoai lang nóng, đừng nói là xử lý không tốt, dù xử lý tốt cũng đắc tội với vô số người. Dù tình cảnh của bí thư Tiết vào lúc này chính là mặt trời lặn phía Tây, thế nhưng thực lực của một vị bí thư thị ủy thâm căn cố đế ở thành phố Đông Bộ nay vẫn cực mạnh, mạng lưới quan hệ vẫn cực kỳ rộng, khó thể nào lung lay được. Ánh mắt Vương Tử Quân khẽ đảo qua mặt Trương Thông, tuy Trương Thông cũng không nói rõ ý nghĩ trong lòng mình, thế nhưng Vương Tử Quân lại hiểu rõ Trương Thông đang nghĩ gì. Hắn tiếp tục tiến lên vài bước rồi nói. Có một số việc luôn cần có người đến giải quyết. Trương Thông đi theo Vương Tử Quân chợt có hơi khựng lại, hắn tất nhiên hiểu rõ ý nghĩa lời nói của Vương Tử Quân. Hắn khẽ gật đầu, cũng không lên tiếng nhưng bàn chân đi theo Vương Tử Quân lại càng chặt chẽ hơn. Khi nhóm người Vương Tử Quân đi về phòng làm việc, lúc này Lý Ổn Trung đang ngồi trong phòng của bí thư Tiết Diệu Tiến. Người đàn ông có biểu hiện tiến thối lưỡng nan trong hội nghị thường vụ khối chính quyền vừa rồi lúc này chợt biến thành một tên học sinh tiểu học, hắn ngồi quy củ bên cạnh bí thư Tiết Diệu Tiến, đang duỗi cổ nhìn bí thư viết chữ. Tiết Diệu Tiến nắm cây bút lông sói trong tay, giấy trắng được trải ra trên mặt bàn bên dưới, lúc này bí thư múa bút, bên trên giấy xuất hiện hai chữ tĩnh tâm cực kỳ cứng cáp và có lực. Tiết Diệu Tiến ghi xong hai chữ này thì nhìn qua vài lượt, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười. Rõ ràng vị bí thư thị ủy thành phố Đông Bộ rất thỏa mãn với hai chữ của mình. Bí thư Tiết, chữ của ngài càng đẹp hơn so với trước,
tôi dù là thường dân nhưng thật sự nhìn chữ của ngài cũng cảm thấy có nhiều lực tương tác. Thành phố Đông Bộ này có nhiều người viết thư pháp, thế nhưng nếu nói về công lực thực chất, chỉ sợ không có vài người vượt qua Bí Thư Tiết. Lý Ổn Trung tuy có bộ dạng tùy tiện nhưng lại là một kẻ có tài ăn nói. Tiết Diệu Tiến khẽ đặt bút lông lên bàn, sau đó lão vặn hông một cái, sau đó mới nói. Anh thích là tốt, tôi chỉ sợ mình tặng mà anh lại không thích. Lý Ổn Trung chợt sững sờ, vẻ mặt hắn lúc này trở nên ngưng trọng, hắn nhìn về phía hai chữ trên giấy trắng, vẻ mặt cợt nhả vừa rồi đã không còn. Tĩnh Tâm. Tuy chỉ là hai chữ nhưng Lý Ổn Trung là người đi theo Bí Thư Tiết nhiều năm, hắn có lĩnh ngộ cực kỳ sâu sắc với một câu hai ý nghĩa của Bí Thư Tiết Diệu Tiến, đồng thời cũng xem như chỉ cần tiếp xúc đã hiểu ra vấn đề. Nhưng hắn cũng không lập tức tiếp nhận hai chữ này, hắn trầm giọng nói. Bí Thư Tiết, có thể cho tôi đổi thành chữ khác được không? Ngài cũng biết rồi đấy, tôi cũng không thích những gì quá nho nhã. Chương 491 Một Uất Ức. Tiết Diệu Tiến cầm giấy từ trên mặt bàn lên rồi đưa vào trong tay Lý Ổn Trung. Cho anh cũng không bắt anh trả tiền, rông dài như vậy làm gì? Lý Ổn Trung nhìn gương mặt bình tĩnh của Bí Thư Tiết Diệu Tiến, hắn có rất nhiều lời muốn nói thế nhưng lúc này lại nghẹn trong bụng. Hắn biết rõ Bí Thư đang dùng hai chữ này để chặn lời mình. Bí Thư Tiết, tôi sẽ nhận hai chữ này, thế nhưng có một số việc tôi cần phải báo cáo với ngài. Lý Ổn Trung trầm ngâm một chút. Cuối cùng cũng đặt tờ giấy xuống bàn, sau đó đứng thẳng người lên. Có gì cứ nói. Tiết Diệu Tiến ngồi xuống ghế của mình, vẻ mặt thật sự không thể nhìn ra chút cảm xúc nào. Bí Thư Tiết, hôm nay nông dân huyện Đằng Nhạc kéo đến vây quanh cổng khối chính quyền thành phố, gây ra nhiễu loạn, tôi cần phải hướng về ngài và thị ủy để làm kiểm điểm về sự việc lần này. Rõ ràng là chúng tôi không làm tốt công tác, vì vậy mà làm cho lãnh đạo thị ủy rơi vào thế bị động. Lý Ổn Trung là lãnh đạo huyện Đằng Nhạc, hắn thật sự không bao giờ trốn tránh trách nhiệm. Vẻ mặt vốn ngưng trọng của Tiết Diệu Tiến chợt trở nên nhẹ nhàng thoải mái hơn, hắn lấy từ trong gói thuốc ra một điếu ném cho Lý Ổn Trung, trên mặt là nụ cười nhạt. Gặp việc không chối bỏ trách nhiệm, có gan đảm đương, điều này đã nói rõ Lý Ổn Trung anh tìm đúng vị trí của mình ở huyện Đằng Nhạc. Bí Thư Tiết, Lý Ổn Trung tôi có thể tìm ra đúng vị trí của mình, thế nhưng lại có người không tìm thấy vị trí của chính mình. Hừ, từ khi nghe nói ngài sắp phải đi thì hắn đã không thể nhịn được mà muốn ra tay với chúng ta, 100.000 hecta táo sao có thể nói chặt là chặt đi được. Lý Ổn Trung tức giận nói. Năm xưa chúng ta vì phát động quần chúng trồng táo mà chạy nát chân nói rách miệng, đã tốn biết bao nhiêu công sức. Những năm qua cây táo đã đem lại cho nhân dân huyện Đằng Nhạc bao nhiêu của cải. Nhưng bây giờ có vài nông dân cá biệt muốn gây sự, bọn họ muốn chối bỏ hạng mục mà năm xưa chúng ta đã khổ sở gây dựng. Bí Thư Tiết, tôi cảm thấy bọn họ ăn bản cũng không phải muốn chối bỏ hiệu quả của cây táo ở huyện Đằng Nhạc, rõ ràng là muốn. Đủ rồi, Lý Ổn Trung, những lời này của anh không cần tiếp tục nói ở đây, nếu không thì anh đi ra ngoài cho tôi. Tôi còn nghĩ anh tìm đúng vị trí bí thư huyện ủy của mình ở huyện Đằng Nhạc, anh lại có thể nói ra những lời gây bất lợi cho đoàn kết như thế này sao? Tôi nói cho anh biết, nếu anh cứ tiếp tục ôm tư tưởng này, sau này cũng đừng tiến vào cửa phòng của tôi. Tiết Diệu Tiến tuy sắp rút lui từ vị trí bí thư thị ủy Đông Bộ, thế nhưng sự uy nghiêm được tạo nên sau nhiều năm làm lãnh đạo vẫn còn nguyên không chút sứt mẻ. Lúc này khí thế của bí thư Tiết bùng phát, Lý Ổn Trung cũng là lãnh đạo đứng đầu một huyện nhưng lại sợ đến mức phải ngậm chặt miệng lại. Bí thư Tiết, tôi đây không phải cảm thấy uất ức thay cho ngài sao? Lý Ổn Trung nhìn bộ dạng sáng giọng của bí thư Tiết, lúc này hắn mới thì thào giải thích. Gương mặt bí thư Tiết vẫn trầm ngâm như nước. Hắn dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn tên thuộc hạ cũ của mình, sau đó cười lạnh một tiếng. Uất ức thay cho tôi. Hừ, tôi có gì mà uất ức? Chẳng lẽ tôi là một bí thư thị ủy, còn cần một bí thư huyện ủy như anh chạy đến lên tiếng bênh vực kẻ yếu sao? Điều này, bí thư Tiết, Lý Ổn Trung tôi đi theo ngài nhiều năm, ngài cũng hiểu rõ tính cách của tôi. Còn bà nó, bây giờ ai cũng nói Nhâm Sương Bình sẽ tiến lên làm bí thư thị ủy, chưa nói đến những thứ gì khác. Trong huyện Đằng Nhạc đã có kẻ nóng lòng đến ôm lấy đùi của Nhâm Sương Bình. Nhưng này bí thư Tiết, tôi cũng nói thẳng một câu, năm xưa tôi đối đãi với hắn ta như thế nào thì bây giờ cũng là như vậy. Nếu không phải tôi chẳng muốn những gì chúng ta khổ sở gây dựng năm xưa lại đạp đổ vào hiện tại, còn bà nó tôi cũng không muốn ngồi trên vị trí bí thư huyện ủy này làm gì. Lý Ổn Trung nói với cảm xúc rất mạnh, giọng điệu cũng càng lúc càng lớn, nói xong lời cuối cùng thì cũng đứng thẳng người lên. Tiết Diệu Tiến nhìn vẻ mặt của Lý Ổn Trung,
tuy biểu hiện vẫn rất nghiêm khắc nhưng trong lòng lại cảm thấy cực kỳ an ủi. Hắn tung hoành quan trường nhiều năm, hơn nữa với những gì hiểu rõ về Lý Ổn Trung, hắn thật sự không chút nghi ngờ lời nói của người này. Lúc này hắn đưa mắt nhìn vẻ mặt đầy căm phẫn của Lý Ổn Trung, hắn giống như thấy lại tình cảnh một Lý Ổn Trung năm xưa luôn đi theo mình để gây dựng 100.000 hecta táo ở huyện Đằng Nhạc. Tuy Tiết Diệu Tiến thật sự xúc động vì lời nói của Lý Ổn Trung, thế nhưng hắn biết rõ nếu Lý Ổn Trung cứ tiếp tục duy trì tính cách như vậy, chỉ sợ Nhâm Xương Bình sẽ cho Lý Ổn Trung một kết cục không tốt. Dù không bị cách chức thì cũng bị cho ra rìa, không có thực quyền. Trong đầu Tiết Diệu Tiến chợt lóe lên một ý nghĩ, hắn trầm giọng nói. Lý Ổn Trung anh cũng vẫn có thể nhịn, có gì mà không được. Tôi nói cho anh biết, anh làm bí thư huyện ủy cũng không phải làm cho mình, mà là làm quan vì vài trăm ngàn dân ở huyện Đằng Nhạc. Lý Ổn Trung, nếu để cho tôi nghe thấy anh tiếp tục nói hưu nói vượt, sau này cũng đừng đến phòng làm việc của tôi nữa. Đối với vườn táo ở huyện Đằng Nhạc, tôi cảm thấy khối chính quyền xử lý không có gì là không đúng cả. Có nông dân đến thành phố kêu oan, nếu khối chính quyền không quan tâm thì tôi cũng sẽ đến hỏi tội Nhâm Xương Bình. Không phải khối chính quyền đã cho ra phương án xử lý, không phải cho Chủ tịch Vương Tử Quân cầm đầu tổ điều tra sao? Trước mắt huyện ủy Đằng Nhạc cần phải bày ra thái độ cực kỳ chính đáng, phải toàn lực phối hợp với tổ điều tra. Chẳng lẽ Tiết Diệu Tiến tôi lại không có sai lầm? Chẳng lẽ tất cả hạng mục công tác mà Tiết Diệu Tiến này chỉ đạo đều là mông hổ không được sờ vào sao? Lý Ổn Trung bị phê bình thì ngượng ngùng rời khỏi phòng làm việc của bí thư Tiết Diệu Tiến. Trương Hiểu Đông là thư ký đệ nhất của văn phòng thị ủy, hắn bắt chuyện một tiếng với Lý Ổn Trung, sau đó nhanh chóng đi vào phụ giúp bí thư Tiết dọn dẹp văn phòng. Trương Hiểu Đông nhìn gương mặt nghiêm túc của bí thư Tiết, hắn thầm hiểu, lúc này chỉ sợ tâm tình của bí thư là rất không thoải mái, chẳng qua cố tình không biểu hiện ra mà thôi. Hắn nhìn thấy vài ly trà đã được uống vài phần, hắn khẽ đi đến không phát ra tiếng động giống như một con mèo, cẩn thận thu dọn trà nước thật sạch sẽ. Thật ra những ngày qua Trương Hiểu Đông cũng thật sự không quá vui vẻ, hắn dù vẫn là đệ nhất thư ký ở văn phòng thị ủy, nhưng dù là ai cũng có thể thấy hắn không thể nào duy trì vị trí này quá lâu. Bí thư Tiết rời khỏi thành phố Đông Bộ đã là một kết quả 10 phần 10, thế cho nên vị trí của một vị đệ nhất thư ký như hắn cũng đang liên tục giảm xuống. Chương 491 hai uất ức. Mặt khác điều làm cho Trương Hiểu Đông cực kỳ phiền phức chính là hướng đi của mình còn chưa được xác định. Nếu như nói bí thư Tiết tự chủ rút khỏi vị trí bí thư thị ủy, như vậy sắp xếp cho hắn chỉ là một câu nói mà thôi. Đừng nói xuống huyện làm một vị lãnh đạo cấp phó, dù muốn làm chủ tịch huyện cũng không phải là điều gì quá khó khăn. Nhưng nhìn vào thế cục ở thành phố Đông Bộ vào lúc này thì Trương Hiểu Đông thật sự không còn sinh ra cảm giác ung dung bình tĩnh được nữa. Bí thư Tiết tuy vẫn còn đang ngồi trên vị trí bí thư thị ủy Đông Bộ, thế nhưng bí thư đang chịu quá nhiều khiêu chiến trên phương diện quyền uy. Chưa nói đến ai khác, trước tiên là Chủ tịch Nhâm Xương Bình, sau đó là Đồng Quốc Khánh đứng sau lưng Nhâm Xương Bình, cả hai đều gây ra áp lực cực lớn cho Trương Hiểu Đông. Hắn cảm thấy trái tim mình giống như đang ở trong chảo dầu, loại cảm giác nóng bỏng nói không nên lời thật sự giống như làm hắn phát điên lên. Thời gian Trương Hiểu Đông làm thư ký cho bí thư Tiết Diệu Tiến cũng không phải là ngắn. Rất nhiều phương diện hắn cực kỳ ăn ý với bí thư, chỉ cần bí thư Tiết nói một câu, thậm chí hắn đã có thể căn cứ vào đó mà cho ra nhiều sắp xếp cực kỳ tốt rồi. Khi Trương Hiểu Đông đi vào phòng thì Tiết Diệu Tiến đang nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn cũng không quay lại nhìn. Hiểu Đông, cậu có tính toán gì với mình chưa? Trương Hiểu Đông cũng không ngờ Tiết Diệu Tiến lại đột nhiên cho ra câu hỏi nha vậy, thế là máu huyết trong người hắn chợt sôi trào. Một cảm giác bị chủ của mình nhìn xuyên thấu suy nghĩ cũng làm hắn cảm thấy xấu hổ, nhưng hắn đã nhanh chóng che giấu chút cảm giác kinh ngạc của mình, khoảnh khắc này hắn chợt cảm thấy cơ hội của mình đang kéo đến. Sau khi cố gắng bình tĩnh trở lại, Trương Hiểu Đông trầm giọng nói. Bí thư Tiết, tôi cảm thấy còn chưa học tập được quá nhiều khi theo sát bên cạnh ngài, tôi thấy còn phải đi theo ngài học tập một thời gian nữa, nếu không cứ như thế này mà đi tôi cũng cực kỳ xấu hổ. Tiết Diệu Tiến không quay đầu lại nhưng lại giống như thấy rõ biểu hiện của Trương Hiểu Đông. Thư ký Trương Hiểu Đông khẽ nhíu mày một cái, một hành vi nhỏ như vậy sao có thể lừa được hắn. Tiết Diệu Tiến cười thầm không một tiếng động, hắn thản nhiên nói. Hiểu Đông, cậu là người thông minh, những năm qua theo sát bên cạnh tôi cũng rèn luyện được không ít. Cho dù tôi không rời khỏi thành phố Đông Bộ thì cậu cũng nên xuống tuyến dưới học hỏi thêm kinh nghiệm, không thể nào cứ mãi làm thư ký cho lãnh đạo được. Như vậy là không hay, lại gây bất lợi cho tình huống cậu khống chế toàn cục, cản đường phát triển của cậu. Trương Hiểu Đông thầm nghĩ, nếu lãnh đạo ngài không rời khỏi thành phố Đông Bộ,
như vậy ngài cho tôi đến đâu cũng được, tốt xấu gì cũng được bao phủ trong lực ảnh hưởng của ngài. Nhưng nếu ngài rời khỏi nơi đây, tôi là thư ký của ngài, Nhâm Sương Bình sẽ cho tôi sống yên sao? Trương Hiểu Đông thầm nghĩ như vậy nhưng cũng không dám nói ra. Bí thư Tiết, tôi cảm thấy mình thật sự còn chưa làm tốt công tác thư ký cho ngài, nếu nóng lòng đi làm việc khác thì chắc chắn sẽ là nói như rồng leo mà làm như mèo mửa, còn không bằng cứ làm tốt công tác thư ký cho ngài đi cái đã. Đợi sau này khi tất cả điều kiện đều chín muồi, tôi sẽ xuống sơ sở rèn luyện. Tiết Diệu Tiến nhìn gương mặt của Trương Hiểu Đông, hắn khẽ gật đầu mà không nói gì thêm. Tuy Trương Hiểu Đông rất muốn xâm nhập điều tra ý kiến của Tiết Diệu Tiến với hướng đi của mình, thế nhưng lúc này thấy Tiết Diệu Tiến cũng không có ý nói nhiều, thế là hắn chỉ có thể thất vọng rời khỏi phòng làm việc của bí thư thị ủy. Trong gian phòng làm việc rộng lớn chỉ còn lại một mình Tiết Diệu Tiến, hắn đứng trong gian phòng hơn 60 mét vuông mà chợt sinh ra cảm giác đè nén không hiểu nguyên nhân. Tuy bây giờ người muốn đến phòng làm việc của hắn vẫn rất nhiều, thế nhưng hắn chợt cảm thấy mục đích của đám người này cũng không giống như trước kia, không phải trăm phương ngàn kế chú ý đến mình. Bọn họ sở dĩ đi đến không gì khác hơn là muốn nói lời an ủi với một người sắp rời khỏi chức vụ lãnh đạo thị ủy như mình. Chỉ là những người kia cho ra hành động như vậy giống như một thanh đao vô hình cắt qua cuống họng của bí thư Tiết, trực tiếp thọc sâu vào phổi, móc trái tim của hắn ra ngoài. Trong quan trường có câu người đi gió lạnh, bây giờ mình chưa đi mà hương vị chán nản lại biểu hiện quá sớm. Tiết Diệu Tiến nghĩ đến tình huống phó bí thư Phạm Bằng Phi đến báo cáo vấn đề tổ chức nhân sự với mình vào xế chiều hôm qua, hắn chợt sinh ra cảm giác khổ sở. Số cán bộ kia muốn được điều chỉnh thì phải chờ ban ngành mới đến quyết định, lần này xem như hắn thật sự không còn có thể vung ta trong phương diện nhân sự được nữa. Tiết Diệu Tiến có khi nào trải qua tình huống như lúc này? Hắn cười lạnh, sau đó đi từ bên cạnh cửa sổ đến bàn làm việc của mình. Hắn khẽ kéo ngăn cuối cùng. Một quyển sổ nhỏ hiện ra trước mặt hắn, hắn nhìn quyển sổ này mà hai chân mày cau lại. Tiết Diệu Tiến ve vuốt quyển sổ nhỏ mà không muốn mở ra, vài phút sau hắn lại cho nó vào trong ngăn kéo. Nhưng khi thả quyển vở vào trong ngăn kéo thì hắn lại lẩm bẩm. Vương Tử Quân, lần này xem cậu xử lý công trình 100.000 hecta táo như thế nào, nếu như cậu có thể xử lý thật tốt, Tiết Diệu Tiến tôi sẽ đưa đến cho cậu một phần lễ vật cuối cùng. Tiết Diệu Tiến lại ngồi xuống ghế sau bàn làm việc của mình. Lúc này gương mặt lại khôi phục vẻ lạnh lùng và giỏi giang như thường ngày. Hắn nhìn về phía đồng hồ báo thức, sau đó nhấc chiếc điện thoại màu đỏ lên, bấm vài con số, cung kính cầm micro chờ bên kia nghe máy. Alo, chào thư ký Triệu, tôi là Tiết Diệu Tiến của thành phố Đông Bộ. Lúc này lão lãnh đạo có bận rộn gì không? Tôi có vài việc cần báo cáo. Không biết thư ký Triệu ở đầu dây bên kia nói những gì mà vẻ mặt Tiết Diệu Tiến có chút thất vọng, nhưng sau đó lại cười nói. Nếu lãnh đạo đang họp thì tôi sẽ chờ một lát nữa sẽ gọi lại. Tiết Diệu Tiến đặt điện thoại xuống rồi cầm một phần văn kiện lên xem. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó Thường ủy Thị ủy, Bí thư ủy ban tư pháp kiêm Cục trưởng Cục Công an Hạ Nham Châu đi đến. Sau khi nói vài câu hàn huyên thì Hạ Nham Châu bắt đầu dùng giọng cung kính báo cáo với Tiết Diệu Tiến về vấn đề tình hình trật tự trị an ở thành phố Đông Bộ. Tuy đã biết rõ ý nghĩ của Hạ Nham Châu nhưng Tiết Diệu Tiến vẫn giữ vững tinh thần. Hắn vẫn nghe Hạ Nham Châu báo cáo với vẻ mặt như bình thường, chốc chốc lại nói ra ý kiến của mình ở vài phương diện. Hạ Nham Châu cũng cung kính ghi chỉ thị của bí thư vào trong sổ, liên tục gật đầu, nói rằng sau khi trở về sẽ nhanh chóng chứng thực. Chương 492, một rượu đỏ, ly thủy tinh. Một trời mênh mông, cách nội thành của thành phố Đông Bộ khoảng 5 km có một căn biệt thự, nơi đang vang lên tiếng đàn violon du dương trầm bổng. Hoàng hôn buông xuống. Ánh nắng đỏ trời chiều phủ xuống giống như làm cho căn biệt thự biến thành một khối vàng óng ánh. Đỗ Gia Hào đứng trên ban công lầu 2 nhìn mặt trời lặn, trong mắt lộ ra vẻ say mê. Bên cạnh hắn là một cô gái mặc trang phục dạ hội có dáng người cực kỳ uyển chuyển, cô nàng đứng rất cung kính, bộ dạng muốn nói lại thôi. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy nàng cũng rất oai hùng hiên ngang, đường cong rõ ràng, cực kỳ quyến rũ, có thể nói là cực đẹp. Anh, tên họ Nhâm kia lại muốn đến. Đỗ Gia Sương từ bên ngoài đi vào, hắn đặt mông xuống ghế salon rồi nói lớn với Đỗ Gia Hào. Đỗ Gia Hào nghe được giọng điệu của em trai thì khẽ nghiêng đầu nhìn, ánh mắt có chút rét run làm cho Đỗ Gia Sương đang cực kỳ tùy tiện cũng trở nên thành thật hơn. Hắn ngồi thẳng người trên ghế salon, cực kỳ quy củ. Gia Sương, cậu cũng không còn nhỏ nữa, tôi nhắc nhở cậu một lần nữa, cũng đừng để tôi nghe thấy ba chữ tên họ Nhâm một lần nữa, nếu không cậu cút khỏi thành phố Đông Bộ này cho tôi.
âm thanh của Đỗ Gia Hào không quá cao thế nhưng lời nói lại tràn đầy ý nghĩa quyết liệt. Đỗ Gia Sương là một kẻ nổi tiếng kiêu ngạo không nghe lời ai ở thành phố Đông Bộ, nhưng khi đối mặt với anh mình thì thật sự không dám nói nhiều. Hắn nhìn gương mặt nghiêm túc của anh trai, chợt cảm thấy trái tim của mình trở nên băng giá. Nhưng cảm giác sợ hãi của hắn cũng nhanh chóng trôi qua, lúc này ánh mắt của hắn lại rơi lên người cô gái mặc trang phục dạ hội màu đen ở gần bên Đỗ Gia Hào. Cô nàng thật sự giống như một viên dạ minh châu giữa đêm tối, làm cho trái tim vốn bị thương của Đỗ Gia Sương nhanh chóng bành trướng. Anh, dựa vào thực lực của chúng ta bây giờ, theo em thấy cũng không cần khúm núm với vị chủ tịch Nhâm kia. Thành phố Đông Bộ này không có anh ta làm chủ tịch thì vẫn có thể như bình thường, nếu như thiếu tập đoàn Cảnh Lam chúng ta thì căn bản là không được. Đỗ Gia Sương tự tin nói xong một câu, sau đó cười hì hì nói. Anh, em cảm thấy cho anh là chủ tịch thành phố thì thích hợp nhất. Đỗ Gia Hào nhìn vẻ mặt vô lại của Đỗ Gia Sương, gương mặt càng thêm khó coi. Hắn tất nhiên biết rõ em trai của mình là loại người gì, hắn cố tình muốn mở miệng răn dạy một phen, thế nhưng cuối cùng hắn cũng nhẫn nại nói. Gia Sương, cậu cũng đừng nên cứ ra ngoài gây chuyện nữa, những lời vừa rồi của cậu có thể nói ở nhà cho vui, cũng không thể nói bậy bạ trước mặt người ngoài, nếu không sẽ bị người ta chê cười. Mặt khác chủ tịch Nhâm sắp tiến lên làm bí thư thị ủy thành phố Đông Bộ, tuy tập đoàn chúng ta không sợ hắn ta, thế nhưng làm tốt mối quan hệ với chủ tịch Nhâm căn bản là sách lược tốt nhất cho sự phát triển của chúng ta. Lát nữa mở tiệc, cậu cũng không cần tham gia. Đỗ Gia Hào nói cũng không quan tâm đến thể diện của em mình, hắn phất phất tay đẻ Đỗ Gia Sương không tiếp tục mở miệng. Đỗ Gia Sương nhếch miệng dùng giọng không chịu phục nói. Chức bí thư thị ủy sẽ thay người, nhưng em nghe nói gần đây chủ tịch Nhâm náo loạn với Vương Tử Quân, chẳng lẽ Vương Tử Quân lại để yên cho anh ta tiến lên vị trí bí thư thị ủy dễ dàng như vậy sao? Vẻ mặt Đỗ Gia Hào càng thêm âm trầm, cũng không phải hắn cảm thấy Đỗ Gia Sương nói sai lời. Mà hắn đang không thể không thừa nhận cậu em nói chuyện không biết chú ý trước sau lại giống như có cộng minh mãnh liệt với mình ở phương diện này. Dù không liên hệ với nhau nhưng Đỗ Gia Hào thật sự rất chú ý đến Vương Tử Quân. Hắn thật sự hiểu rất rõ về thế cục lúc này ở trong khối chính quyền thành phố Đông Bộ. Đặc biệt là sở sự kiện Nhâm Sương Bình ký kết hợp đồng với nhà máy rượu Tân Nguyên, khi đó Nhâm Sương Bình rõ ràng thiệt hại rất lớn, rơi vào thế bất lợi, điều này không khỏi làm cho Đỗ Gia Hào càng thêm cảm thán thủ đoạn cao siêu của Vương Tử Quân. Nhưng Đỗ Gia Hào cũng không muốn liên lạc với Vương Tử Quân, dù sao thì Vương Tử Quân cũng cho hắn cảm giác của một người qua đường. Nhưng hắn lại thật sự không thể nào né tránh được đối phương khi dấn chân vào đẩy mạnh thành phố Đông Bộ phát triển. Hắn nghĩ đến lực ảnh hưởng cực mạnh của Vương Tử Quân, người này mình không thể tiếp cận được, lạnh tránh né không được, không làm gì được, thế là trong lòng càng thêm bức bối. Anh, em nghe nói gần đây vị chủ tịch Nhâm này rất kênh kiệu, hi hi, đây là thời điểm anh Lý không đi cùng chúng ta, nếu anh Lý không xảy ra chuyện, chúng ta cũng cần gì phải liên hệ với loại người này. Đỗ Gia Sương nhắc đến anh Lý tất nhiên là Lý Khang Lộ đang ngồi tù. Đỗ Gia Hào dù rất mất hứng với những lời của em trai, thế nhưng hắn cũng không thể không thấy lời nói của em mình rất có lý. Nhưng đáng tiếc, bây giờ Lý Khang Lộ là một phạm nhân, đã không còn là một vị phó chủ tịch đầy hào quang, dù là Lý Khang Lộ có ý muốn kết giao thì Đỗ Gia Hào cũng không còn quan tâm. Tiểu Vi, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa chưa? Đỗ Gia Hào cũng không muốn tiếp tục cùng em mình bàn luận về vấn đề này. Thế là hắn khẽ quay sang hỏi cô gái mặc trang phục dạ hội. Giám đốc Đỗ, tất cả đã chuẩn bị xong, đầu bếp thịt nướng đặc biệt được mời đến từ khách sạn Hương Mãn Viên, bây giờ đã chuẩn bị được 8 phần, chỉ cần chủ tịch Nhâm đến thì có thể dọn lên ngay lập tức. Cô gái được gọi là Tiểu Vi có giọng điệu rất ngọt ngào, nghe vào tai giống như tiếng chuông bạc vang lên lúc hoàng hôn. Đỗ Gia Hào khẽ gật đầu, hắn trầm ngâm một lát, sau đó giống như nhớ đến điều gì đó. Rượu nho đã chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị 4 loại, trong đó nhiều nhất chính là loại rượu nho nước Pháp được nhập khẩu mà chủ tịch Nhâm thích nhất. Tiểu Vi giống như sớm có chuẩn bị về chuyện này, nàng không chờ Đỗ Gia Hào tiếp tục hỏi mà khẽ đáp. Đỗ Gia Hào khẽ gật đầu, rõ ràng hắn rất thỏa mãn với những chuẩn bị của Tiểu Vi. Nhưng khi ánh mắt hắn xẹt qua cơ thể yểu điệu của Tiểu Vi, trong mắt hắn chợt loe lên vài luồng sáng cực kỳ khó nhận biết. Tuyết tuyết tuyết. Tiếng còi xe hơi vang lên truyền đi rất xa ở buổi hoàng hôn, khi tiếng còi vang lên, một chiếc xe chậm rãi chạy đến. Là xe của chủ tịch Nhâm. Tiểu Vi nhìn chiếc xe Audi chạy đến như bay rồi quay sang khẽ nói với Đỗ Gia Hào. Đỗ Gia Hào cười ha hả nói. Gia Sương, cậu đi ra phía sau xem tất cả đã chuẩn bị tốt chưa, Tiểu Vi,
hai người chúng ta xuống nghênh đón chủ tịch Nhâm. Đỗ Gia Sương tất nhiên rất mất hứng với sắp xếp của anh mình, nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lẽo của anh trai, hắn tuy mất hứng nhưng vẫn thành thật đi ra phía sau. Tiểu Vi lại duỗi bàn tay trắng như ngọc khoác lấy khuỷu tay của Đỗ Gia Hào, hai người ăn ý đi xuống ban công. Chương 492, 2, rượu đỏ, ly thủy tinh. Chiếc xe Audi thật sự rất mới, tâm tình của chủ nhân là Nhâm Sương Bình cũng cực kỳ sảng khoái. Tuy hắn đã sớm biết thông tin mình sẽ tiếp nhận vị trí bí thư thị ủy Đông Bộ, nhưng bây giờ nghe Đồng Quốc Khánh nói bí thư Nhiếp Hạ Quân đã đồng ý trên nguyên tắc với sắp xếp này, hắn lại càng không thể nào tiếp tục biểu hiện cẩn trọng như trước, nhìn không được tỏ ra cực kỳ hưng phấn. Sau này toàn bộ thành phố Đông Bộ sẽ là thiên hạ của Nhâm Sương Bình hắn, khi thấy hoàng hôn phủ xuống, bóng đêm sắp hàng lâm thì trong lòng hắn chợt bừng bừng hào khí vô hạn. Nếu như không phải bên cạnh còn có thư ký và lái xe, nếu như không phải cố kỵ sự uy nghiêm của một vị chủ tịch thành phố, hắn biết đâu sẽ hát vang một đoạn kinh kịch, sẽ bày tỏ cảm giác hưng phấn cao độ của mình. Tuy vị trí bí thư thị ủy đã được xác định nhưng cũng có một điều làm cho Nhâm Sương Bình cảm thấy không được hài lòng, đó là hắn lên tiếng đề nghị tuyên chuyển Vương Tử Quân đi nơi khác, lại bị lãnh đạo tỉnh ủy bác bỏ. Tuy hắn đã bỏ ra không ít công sức, nhưng kết quả cuối cùng lại cho thấy hắn hoàn toàn thất bại ở phương diện này. Nhâm Sương Bình nghĩ đến vị trợ thủ của mình mà sinh ra cảm giác căm hận ngứa răng, vị phó chủ tịch thành phố kia còn chưa đến 30 tuổi lại giống như một con nhím toàn thân đầy gai mà hắn không thể nào há miệng nuốt vào bụng được. Cũng có thể nói như thế này, đôi khi đối mặt với tên phó chủ tịch khó nhằn này, hắn thậm chí còn cảm thấy đối diện với một bí thư Tiết Diệu Tiến cường thế như năm xưa còn dễ chịu hơn nhiều. Nhưng Vương Tử Quân có thủ đoạn cao minh thì thế nào? Đối phương vẫn chỉ là một vị phó chủ tịch thường vụ thành phố, mà chức vụ cao nhất là bí thư thị ủy lại nằm trong tay của Nhâm Sương Bình. Chỉ cần Nhâm Sương Bình có thể khống chế quyền nhân sự cho tốt, hơn nữa lại có các mối quan hệ lâu năm trợ giúp chung quanh, dù Vương Tử Quân có là một con rồng cũng phải nằm xuống. Bây giờ còn chưa phải là lúc thu thập Vương Tử Quân, chờ đến khi có công văn bổ nhiệm Nhâm Sương Bình làm bí thư thị ủy thành phố Đông Bộ, đến khi Đồng Quốc Khánh và Tiết Diệu Tiến đều rời khỏi Đông Bộ, đó là thời điểm hắn sẽ thu thập tên khốn Vương Tử Quân. Có câu quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, lúc này Nhâm Sương Bình thật sự rất có nhẫn nại để chờ đến ngày kia. Hơn nữa bây giờ Nhâm Sương Bình lại ép Vương Tử Quân phải đứng ra xử lý công trình 100.000 hecta táo liên quan đến thể diện của Tiết Diệu Tiến, điều này càng làm hắn cười trộm, thật sự là một nước cờ mà dù nằm mơ hắn cũng phải cười thầm không thôi. 100.000 hecta táo, hừ, để xem Vương Tử Quân làm thế nào cho xong việc. Tốt nhất là có thể để cho Vương Tử Quân và Tiết Diệu Tiến chó cắn chó. Đến khi sự việc trở nên náo loạn thì mình sẽ ra mặt thu thập tên họ Vương không biết nghe lời kia. Chủ tịch Nhâm, Giám đốc Đỗ đến đón tiếp ngài. Thư ký ngồi ở hàng ghế đầu xe khẽ lên tiếng nhắc nhở Chủ tịch Nhâm Sương Bình. Nhâm Sương Bình đang suy nghĩ thật sự rất hào hứng, hắn thật sự có chút bất mãn vì lời nhắc nhở của thư ký. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa, hắn thấy có một cặp nam nữ đang đi ra khỏi một căn biệt thự cực đẹp. Lúc này ánh sáng vào buổi hoàng hôn thật sự rất đẹp, phủ vàng cả không gian, cặp nam nữ khoác tay nhau đi dưới không gian như vậy cực kỳ tiêu sái, nam thì đẹp trai khí khái, nữ lại nhã nhặn thanh tao. Nam tất nhiên là Đỗ Gia Hào, trước kia đã nhiều lần cùng liên hệ với Nhâm Sương Bình, còn nữ, Nhâm Sương Bình nhìn cô gái mặc trang phục lễ hội màu đen mà cơ thể chợt bùng phát một bản năng cực kỳ nguyên thủy. Từ từ rồi mở cửa. Nhâm Sương Bình phân phó với lái xe một tiếng. Lúc này hắn mới thu ánh mắt khỏi người cô gái ở phía bên kia. Nhưng làn da tuyết trắng không được bộ dạ phục màu đen che chắn hết lại đang hiện lên trong những suy nghĩ mông lung của Nhâm Sương Bình. Chủ tịch Nhâm, hoan nghênh anh đến nhà tôi làm khách. Có một vị khách quý như chủ tịch Nhâm đến thăm, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này. Đỗ Gia Hào thật sự là một người cực giỏi giao tiếp, đầu tiên hắn nhanh chóng tiến lên mở cửa xe cho Nhâm Sương Bình, sau đó dùng hai tay bắt tay chủ tịch Nhâm cực kỳ cung kính. Lại dùng giọng tràn đầy thành ý cười nói. Nhâm Sương Bình cười nhạt một tiếng nói. Giám đốc Đỗ, anh thật sự quá khách khí rồi, không phải chỉ là một chuyện nhỏ sao? Cũng không đáng để tiêu pha như vậy. Chủ tịch Nhâm, đối với anh là chuyện nhỏ nhưng đối với tập đoàn Cảnh Lam chúng tôi thì lại là chuyện lớn có liên quan đến đường phát triển trong tương lai. Nếu không có sự giúp đỡ cao độ của chủ tịch Nhâm, cũng không biết tôi còn dùng bao nhiêu sợi tóc nữa, nào có thời gian nhàn nhã đến đây chào đón chủ tịch. Đỗ Gia Hào nói bằng giọng điệu cực kỳ chân thành và tha thiết, nhưng Nhâm Sương Bình biết rất rõ, chuyện mình giúp Đỗ Gia Hào xử lý tuy không được coi là nhỏ, thế nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự hưng vong của tập đoàn Cảnh Lam.
Dựa vào mối quan hệ của Đỗ Gia Hào ở thành phố Đông Bộ, dù Nhâm Xương Bình hắn không ra tay thì cũng có người sẽ đứng ra xử lý êm đẹp. Nhâm Xương Bình tất nhiên cũng sẽ không nói ra những lời như vậy, hắn thản nhiên tiếp nhận những lời nịnh nọt của Đỗ Gia Hào. Chợt nghe thấy Đỗ Gia Hào nói. Chủ tịch Nhâm, đây là phó tổng giám đốc của tập đoàn chúng tôi, là Tề Vi Vi tiểu thư. Chủ tịch Nhâm, mong anh giúp đỡ nhiều hơn. Tề Vi Vi duỗi bàn tay trắng nõn bắt tay với Nhâm Xương Bình, sau đó khẽ lên tiếng. Giọng điệu của phụ nữ thường có lực tấn công lạt mềm buộc chặt với đàn ông, Nhâm Xương Bình vốn rất hướng về phía cô gái có làn da trắng trẻo và dáng điệu tuyệt vời này, thế cho nên lúc này nắm lấy bàn tay nhỏ bé không xương của nàng thì lửa nóng trong lòng lại bừng bừng mạnh mẽ. Tề tiểu thư còn trẻ như vậy mà đã là phó tổng giám đốc của tập đoàn Cảnh Lam, thật sự là tuổi trẻ tài cao. Nhâm Xương Bình tán thưởng Tề Vi Vi một câu, sau đó khẽ buông tay ra. Nhâm Xương Bình được Đỗ Gia Hào và Tề Vi Vi một trái một phải hộ tống đi vào trong đại sảnh vốn đã được chuẩn bị rất tốt. Lúc này trong đại sảnh có một chiếc bàn tròn, trên những chiếc đĩa bạc đã được bày sẵn các món ăn tuyệt mỹ. Nhâm Xương Bình cũng không phải nhìn vào những món ăn kia trước tiên, hắn nhìn những chiếc đĩa bạc, tuy dĩa không quá lớn nhưng cực kỳ đẹp, liên tục phát ra những luồng sáng hút hồn người dưới ánh đèn. Những chiếc dĩa kia là tôi mua được từ một tên quý tộc địa phương lụi bại khi đi du lịch sang châu Âu, tuy giá cả có hơi đắt nhưng trải qua giám định của chuyên gia thì xác nhận đó là những món đồ cổ được lưu truyền vài trăm năm. Đỗ Gia Hào thấy ánh mắt Nhâm Xương Bình nhìn lên những chiếc đĩa bạc, hắn vội vàng cười ha hả giới thiệu. Chương 492, 3, rượu đỏ, ly thủy tinh. À, thật vậy sao? Nhâm Xương Bình chợt có hứng thú, hắn khẽ cầm lấy một chiếc dĩa bạc nhỏ cách đó không xa. Sau đó cẩn thận nhìn ngắm. Đúng vậy, giám đốc Đỗ, lần này xem như anh mua được bảo vật, nhìn những ký hiệu trên những chiếc dĩa này thì có thể thấy vài trăm năm trước là vật dụng thuộc về bá tước. Nhâm Xương Bình khẽ đặt chiếc dĩa xuống rồi dùng giọng cực kỳ khẳng định nói. Mọi người đều nói chủ tịch Nhâm kiến thức uyên bác, tôi lại cảm thấy có chút kỳ quái, chủ tịch quan vị cao vời, cả ngày bận rộn, lấy đâu ra nhiều thời gian để học tập và có kiến thức uyên bác như vậy. Bây giờ xem ra chủ tịch Nhâm quả nhiên không phải là phàm nhân, ngược lại thì chính tôi mới là người rốt nát ếch ngồi đáy giếng. Tề Vi Vi khẽ mở miệng dùng hơi thở như lan để nói về phía Nhâm Xương Bình, trong ánh mắt càng bùng lên một luồng sáng kính nể. Nhâm Xương Bình dù là chủ tịch thành phố nhưng cũng là một người đàn ông bình thường đều khó thể nào chịu được ánh mắt sùng bái của phụ nữ đẹp. Hắn tuy khoát tay nói vài câu khiêm tốn thế nhưng vẻ đắc ý cũng không tự chủ được hiện rõ trên khóe miệng. Dưới những lời nịnh nọt của Tề Vi Vi thì bữa tiệc rượu hôm nay có thể nói là chủ khách đều vui vẻ. Lúc bắt đầu chủ tịch Nhâm còn từ chối không uống, nhưng sau khi tiểu vương lên tiếng mời lại uống từng ly, một lát sau đã uống hết nửa chai. Trời đã tối nhưng đèn đuốc chiếu rọi lại làm cho nơi này sáng trưng như ban ngày, lúc này gương mặt trắng nõn của Tề Vi Vi được hương rượu tác động càng trở nên xinh đẹp động lòng người. Chủ tịch Nhâm, không, bí thư Nhâm, sau này tập đoàn Cảnh Lam đều phải dựa vào ngài. Lúc này tôi mời anh một ly, tôi đại biểu hơn 1.000 công nhân viên tập đoàn Cảnh Lam kính ngài một ly. Tề Vi Vi nâng ly rượu lên, nàng mỉm cười nói với Nhâm Xương Bình. Nếu Đỗ Gia Hào mời rượu như vậy, dù Nhâm Xương Bình có chịu uống cũng phải mở miệng từ chối một lượt. Nhưng lúc này người mời rượu là Tề Vi Vi, thế là Nhâm Xương Bình dùng giọng cực kỳ hào khí nói. Được, giám đốc Tề cũng là người nhanh nhạy, vậy chúng ta cùng cạn ly này. Cốp! Hai ly rượu va vào nhau trên không, rượu đỏ lóng lánh trong ly thủy tinh nhìn giống như máu tươi, rất đẹp. Nhâm Xương Bình dù uống rượu nhưng ánh mắt lại dừng lên người Tề Vi Vi, nhìn mỹ nhân dưới ánh đèn thật sự sinh ra những hương vị rất tuyệt. Nhâm Xương Bình nhìn nàng, chợt cảm thấy mình giống như si như say. Bí thư Nhâm, người ta đã uống rồi, thế nào ngài còn chưa xuống xong? Có phải ngài có ý kiến gì với Vi Vi không, nếu không thì sao lại không uống cạn ly? Lúc này gương mặt tinh xảo của Tề Vi Vi càng thêm đỏ ửng, giống như một trái đào chín nục, dù là bất kỳ người nào nhìn thấy cũng muốn tiến lên cắn một cái. Nào phải như vậy, tôi làm sao có ý kiến với Tiểu Vi được, ha ha ha. Vương Tử Quân uống cạn ly rượu với hào khí ngất trời, sau đó cười hì hì nói. Đỗ Gia Hào luôn nhìn chằm chằm vào Nhâm Xương Bình, hắn thấy chủ tịch Nhâm luôn đưa mắt nhìn Tề Vi Vi, tuy có chút không thoải mái nhưng vẫn nhiệt tình nâng ly rượu lên nói. Bí thư Nhâm, sau này thành phố Đông Bộ sẽ là thiên hạ trong tay ngài, sau này kính xin bí thư Nhâm quan tâm nhiều hơn đến tập đoàn Cảnh Lam chúng tôi. Nhâm Xương Bình khoát tay áo nói. Giám đốc Đỗ,
cũng không thể nói như vậy được, thành phố Đông Bộ là của nhân dân Đông Bộ, tôi chỉ là một người đại biểu đứng ra phục vụ cho nhân dân mà thôi. Nhâm Sương Bình nói rồi vung tay lên, bộ dạng cực kỳ hào khí. Ngồi đây dù là Đỗ Gia Hào hay Tề Vi Vi cũng đều thông minh hơn người, bọn họ chỉ cần nhìn vào biểu hiện thì biết chủ tịch Nhâm Sương Bình đang nghĩ gì. Giám đốc Tề quê quán ở đâu vậy? Hình như không phải là người địa phương ở Đông Bộ. Nhâm Sương Bình lại ngồi xuống ghế rồi di chuyển chủ đề. Bí thư Nhiếp, anh lại đoán sai rồi, Tề tiểu thư chính là người nhà với chúng ta. Đỗ Gia Hào nhìn thoáng qua Tề Vi Vi rồi nở nụ cười trêu ghẹo. Nhâm Sương Bình nghe nói Tề Vi Vi là người địa phương thì nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ, lúc này Tề Vi Vi chợt nói. Bí thư Nhâm, hay là chúng ta cùng tham gia một trò chơi nhỏ nhé? Thành phố Đông Bộ có 6 huyện, nhà tôi ở trong 6 huyện đó. Chúng ta chơi thế này, xin mời chủ tịch Nhâm đoán ra huyện nhà tôi trong 6 huyện kia, nếu lần đầu tiên đúng thì tôi uống 3 ly, nếu không đúng thì bí thư uống 1 ly, tổng cộng có 3 lượt, bí thư thấy thế nào? Nhâm Sương Bình tất nhiên sẽ không từ chối lời mời của mỹ nữ, hắn nhìn Tề Vi Vi rồi cười hả hả nói. Nếu giám đốc Tề đã có hứng thú như vậy, tôi nào dám từ chối. Nhưng phải nói trước, rượu cũng không được uống thay, nếu ai thua thì người đó phải tự mình uống hết mới được. Trước nay phụ nữ đẹp luôn là một chất kích thích đặc thù trong những bữa tiệc rượu, Nhâm Sương Bình tuy là người có cương vị cao, là chủ tịch thành phố, ra khỏi cửa ngồi Audi, đi công tác ngồi xe 30 chỗ. Ở trong khách sạn 5 sao, ăn sơn hào hải vị, người ngày thường muốn gặp hắn thật sự phải xếp thành hàng ngoài phòng thư ký. Thế nhưng lúc này đối mặt với một Tề Vi Vi cực kỳ quyến rũ, hắn vẫn thể hiện đầy đủ bản chất của một người đàn ông, giống như hắn tìm được quyền uy thường ngày của mình, giống như đối mặt với tất cả với khí thế bách chiến bách thắng, mỗi thời điểm đều cười ha hả, tư thế cực kỳ bình dị gần gũi, cùng vui với dân chúng. Đỗ Gia Hào thấy tình huống như vậy thì cười ha hả nói. Bí thư Nhâm, nếu ngài tin được tôi, cứ giao nhiệm vụ giám sát cho tôi đảm bảo chỉ cần ngài đoán đúng, giám đốc Tề nhất định phải uống 3 ly, không được bỏ qua dù chỉ là 1 ly. Được, bây giờ chúng ta bắt đầu. Nhâm Sương Bình nhìn gương mặt xinh đẹp với nụ cười quyến rũ của Tề Vi Vi, hắn lập tức tràn đầy hào hứng. Lúc này Tề Vi Vi giống như cũng biết Nhâm Sương Bình đang nhìn mình, nàng cố ý ưỡn ngực, cặp mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Nhâm Sương Bình. Nhâm Sương Bình đối mặt với ánh mắt quyến rũ của Tề Vi Vi thì chợt sinh ra cảm giác ngây ngốc, trong đầu chợt nhớ đến một câu. Phụ nữ tìm đàn ông luôn chọn 3 lấy 4, đàn ông chọn phụ nữ có thể không quan tâm đến cấp bậc, câu này hình như cũng đúng. Nhâm Sương Bình hắn là một vị chủ tịch thành phố, cho dù không phải một ngày chạy ngàn dặm thì ít nhất cũng gần 1.000 chứ. Vào thời điểm thích hợp cũng phải thả lỏng một chút, cũng phải làm cho tâm tình hạ xuống, có gì không được. Thế là lúc này chủ tịch Nhâm chợt có thêm vài phần hứng thú với Tề Vi Vi. Khẩu âm của các huyện trong thành phố Đông Bộ thật sự có chút khác nhau, nhưng nếu để Nhâm Sương Bình căn cứ vào giọng nói để phán đoán ra người đó ở huyện nào, đây cũng không phải là chuyện gì dễ dàng. Hơn nữa từ lúc đầu đến giờ Tề Vi Vi đều nói tiếng phổ thông, căn bản là không thể nghe rõ là người nơi nào. Trong đầu Nhâm Sương Bình chợt lóe lên 6 huyện trong thành phố Đông Bộ, nhưng tên của 6 huyện kia giống như di chuyển thành đường tròn. Liên tục di chuyển, giống như mỗi huyện đều có thể là kết quả. Nhâm Sương Bình cảm thấy có chút khó khăn, hắn nhìn vào ánh mắt có chút chờ mong của Tề Vi Vi, thế là không tự chủ được nói. Huyện Đằng Nhạc, chương 493, nhập gia tùy tục, xuất phát từ thực tế. Nhâm Sương Bình nói ra 3 chữ kia thì thật sự cảm thấy tỉnh táo trong cơn say, thầm kinh hoàng, thầm mắng mình quá thả lỏng, ở địa điểm thế này lại nói ra chuyện giấu kín trong lòng. Sở dĩ Nhâm Sương Bình nói ra huyện Đằng Nhạc cũng không phải vì ngày mai Vương Tử Quân sẽ dẫn theo tổ điều tra xuống huyện Đằng Nhạc. Tuy hắn không biết Vương Tử Quân sẽ xử lý vụ 100.000 hecta táo này như thế nào cho tốt, thế nhưng tất cả tâm tư của hắn thật sự không phải đặt trên phương diện này. Bí thư Nhâm, tôi thật sự bội phục ngài, ngài thật sự quá thần thông. Khi Nhâm Sương Bình đang thầm cảnh tỉnh chính mình, hắn chợt nghe thấy mọi người lên tiếng cảm thán. Tề Vi Vi mở lớn cặp mắt óng ánh như mặt hồ thu. Dùng ánh mắt khâm phục nhìn Nhâm Sương Bình. Không thể nào, mình đoán đúng sao? Nhìn bộ dạng của Tề Vi Vi, Nhâm Sương Bình tuy không nói mình là mèo mù vớ phải cá rán, nhưng sự thật lại làm hắn khó nói nên lời, vì thế mà chỉ cười cười nhìn mọi người. Bí thư Nhâm, ngài thật sự là quá giỏi, tôi cảm thấy với khẩu âm của giám đốc Tề thì ngài còn lâu lắm mới đoán ra được, không ngờ ngài lại có thể đoán một lần chúng ngay kết quả, thật sự quá lợi hại. Đỗ Gia Hào khen Nhâm Sương Bình hai câu, sau đó nói với Tề Vi Vi.
Mỹ nữ đến từ xã có vườn táo, bí thư Nhâm bây giờ đã đoán được quê của cô ở đâu, ba ly rượu cũng không thể bỏ qua được. Đến từ xã vườn táo. Nhâm Sương Bình nghe được những chữ này mà trong mắt chợt lóe lên thần quang, hắn nói. Giám đốc Tề, nhà cô ở trong khu vực 100.000 hecta táo sao? Tề Vi Vi khẽ thở dài, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp giống như đang rất hối hận. Bí thư Nhâm, nếu sớm biết ngài lợi hại như vậy, tôi dù thế nào cũng sẽ không đánh cuộc với ngài, lần này đánh cuộc thật sự giống như tự mình gây khó cho mình. Nhà tôi ở xã Trần Hòa huyện Đằng Nhạc, sau này mong bí thư Nhâm quan tâm nhiều hơn. Mỹ nữ dùng giọng mềm mại lên tiếng, thật sự có vài phần hương vị động lòng người. Nhưng lúc này tâm tư của Nhâm Sương Bình đã bị những chuyện khác chiếm giữ, vì vậy hắn có chút phân thần rồi trầm giọng nói. Nhà giám đốc Tề có trồng táo không? Tề Vi Vi đang chuẩn bị uống rượu cũng không ngờ Nhâm Sương Bình lại hỏi mình như vậy. Nàng thấy xã mình thật sự là một địa phương nghèo hèn, nàng có một câu để miêu tả, đất đai bạc màu, tất cả phải nhờ vào phân, không riêng gì phân người và nước tiểu, dù là phân heo gà đều được nông dân coi là bảo bối. Bình thường nhà nông đều phải đưa các loại phân như vậy ra bón cho cây táo, vì thế mà có một khoảng thời gian, cho dù là loại táo bán giá đắt nhất trên thị trường, Tề Vi Vi chỉ cần nhìn thấy táo là sinh ra cảm giá buồn nôn, tất nhiên sẽ càng không dám ăn. Nhưng Tề Vi Vi bây giờ đã khác xưa, nàng là phó tổng giám đốc của tập đoàn Cảnh Lam, đã biến thành một người cực kỳ giữ vệ sinh. Mỗi ngày nàng không tắm rửa không thể đi ngủ được, không đổi nội y không ra khỏi cửa, không ra đầu đường lê la hàng quán vỉa hè. Ngay cả thức ăn không vừa mắt cũng làm nàng buồn nôn, dạ dày và thần kinh cảm giác của nàng phát triển rất mạnh mẽ. Những năm gần đây xã hội phân tầng rất rõ ràng, nàng đã sớm đưa mình vào hàng ngũ quản lý đứng trên đầu kẻ khác, có kiến thức sâu sắc, sao lại tình nguyện nhảy ra ngoài bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Vì vậy Tề Vi Vi thật sự rất mất kiên nhẫn vì tình huống Nhâm Sương Bình cứ mãi nói về quê mình không bỏ qua, nhưng vì ngại thân phận của đối phương, nàng cũng chỉ có thể ngậm miệng không lên tiếng. Cuối cùng nàng đành phải dùng giọng hàm hồ qua loa nói. Có chứ, ở quê tôi thì hầu như nhà nào cũng trồng táo. Bây giờ sản lượng táo như thế nào? Tôi nghe nói bây giờ quả táo rất khó tiêu thụ, hơn nữa giá cả cũng không cao, hình như rất nhiều nông dân chặt táo nhà mình để chuyển sang trồng cây lương thực thì phải. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Nhâm Sương Bình, lúc này hắn nhìn về phía Tề Vi Vi, trong mắt càng có thêm vài phần khác thường. Tề Vi Vi tuyệt đối không ngờ Nhâm Sương Bình vừa rồi còn có vẻ mặt cực kỳ giải trí nhưng bây giờ đã biến hóa nhanh chóng, chuyển chủ đề sang phương diện cây táo, hơn nữa còn không chịu bỏ qua cho nàng, thế là lúc này nàng thật sự không biết nên trả lời thế nào cho phải. Dù sao thì Nhâm Sương Bình cũng là chủ tịch thành phố Đông Bộ, người này đã hầu như sắp tiến lên làm bí thư thị ủy, nếu như mình nói gì đó sai sót thì bữa tiệc ngày hôm nay của giám đốc Đỗ thật sự xem như phí công. Tề Vi Vi là một cô gái thông minh. Nhưng nàng căn bản không hiểu rõ thế cục ở thành phố Đông Bộ, cũng không rõ ràng những chuyện liên quan ở bên trong. Nếu so sánh với Tề Vi Vi thì Đỗ Gia Hào thật sự lão luyện hơn, hai người nói chuyện như vậy thì hắn hiểu, Nhâm Sương Bình đang rất quan tâm đến vấn đề này. Dù hắn không phải người làm chính trị, thế nhưng hắn lại có nghiên cứu không ít với các quan viên lớn nhỏ trong thành phố Đông Bộ, hơn nữa người được hắn nghiên cứu nhiều nhất chính là bí thư thị ủy Tiết Diệu Tiến. 100.000 hecta táo ở huyện Đằng Nhạc chính là chiến tích quan trọng và vang dội của bí thư Tiết Diệu Tiến vào thời điểm trước kia, cũng vì chiến tích này mà bí thư Tiết Diệu Tiến mới xem như vượt muôn trùng mây tiến lên trời, cuối cùng biến thành bí thư thị ủy nhất ngôn cửu đỉnh. Lúc này Nhâm Sương Bình sắp tiến lên làm bí thư thị ủy Đông Bộ, có câu vua nào chiều nấy, hắn sắp tiến lên làm bí thư thị ủy, tất nhiên sẽ cố gắng diệt trừ tất cả lực ảnh hưởng còn sót lại của Tiết Diệu Tiến. Vi Vi, bí thư Nhâm đang hỏi cô. Cô nên căn cứ vào tình hình thực tế để trả lời, bí thư Nhâm chỉ thích nghe sự thật. Đỗ Gia Hào vừa ở bên cạnh giúp Nhâm Sương Bình và Tề Vi Vi rót đầy ly vừa mở miệng khẽ nói. Nhâm Sương Bình khẽ híp mắt, hắn rất tán thưởng sự thông minh khôn khéo và thấu hiểu lòng người của Đỗ Gia Hào, thế nhưng ngoài cảm giác tán thưởng còn có chút tâm tư chán ghét. Nhưng chút cảm giác chán ghét bị hắn chặn lại rất sâu trong lòng, trên mặt không có bất kỳ biểu hiện nào khác. Bí thư Nhâm. Nói thật thì cây táo ở xã chúng tôi đang trên đường đi xuống dốc, những năm gần đây giá táo sụt giảm, có rất nhiều nhà muốn chặt táo chuyển sang trồng cây lương thực. Tề Vi Vi nói đến đây thì dùng ánh mắt chú ý nhìn sang Nhâm Sương Bình, thấy Nhâm Sương Bình cũng không vì vậy mà nổi giận, thế cho nên nàng đánh bạo nói. Nhưng chính quyền xã và huyện không cho phép chuyển đổi, ai chặt táo sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Vì vậy dù người dưới thôn muốn chặt táo trồng thứ cây khác thì cũng không được như ý nguyện.
Nhâm Sương Bình khẽ gật đầu, hắn dùng ánh mắt cực kỳ có ẩn ý nhìn thoáng qua Tề Vi Vi, sau đó nói. Giám đốc Tề, có một số việc chính mình cần phải tranh thủ. Ngày mai Chủ tịch Vương sẽ xuống huyện Đằng Nhạc điều tra về 100.000 hecta táo, nếu nông dân đã muốn phá táo trồng cây lương thực, như vậy phải can đảm nói với Chủ tịch Vương. Có câu đủ nhân tâm thì Thái Sơn cũng phải di rời, chỉ cần nông dân không muốn tiếp tục phát triển cây táo, như vậy huyện Đằng Nhạc cũng không còn thích hợp trồng táo. Tôi tin tưởng Chủ tịch Vương sẽ nhập ra tùy tục, sẽ xuất phát từ tình hình thực tế mà thay đổi giống cây trồng. Làm quan đứng đầu thì phải cố gắng tạo phúc cho địa phương, ít nhất cũng phải làm vài việc hiện thực để giúp ích cho nhân dân, có phải không? Tề Vi Vi chợt sững sờ, nàng đã từng nghe nói đến vị phó chủ tịch thường vụ trẻ tuổi kia, nhưng lúc này nàng lại nghe thấy vị bí thư thị ủy tương lai nói về phó chủ tịch thường vụ mà có chút ghen tuông thì phải. Tuy Tề Vi Vi nghĩ như vậy nhưng trên mặt lại treo nụ cười, nàng cũng không phải là phàm nhân, sau khi trầm ngâm một lát thì hiểu ý của chủ tịch Nhâm. Nàng cũng không tiếp tục do dự mà dùng giọng đầy nụ cười nói. Bí thư Nhâm, ngài nói như vậy thì tôi cũng thay mặt nhân dân trong xã nói lời cảm tạ. Những năm qua tôi vẫn muốn làm chút chuyện tốt cho nhân dân, chỉ là mãi mà không tìm được biện pháp, bây giờ nghe được lời chỉ điểm của bí thư Nhâm, thật sự xem như một ngọn lửa bùng cháy cuối đường hầm. Bí thư Nhâm, tôi mời ngài một ly, nếu ngày mai nhân dân huyện Đằng Nhạc có thể được làm theo ý nguyện, có thể tìm ra phương pháp làm giàu mới, tất cả đều nhờ vào câu nói kia của ngài. Tề Vi Vi nâng ly rượu lên, trịnh trọng nói với Nhâm Sương Bình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 55.